Nữ hoàng băng tuyết vung tay, những bông tuyết kia hội tụ ở lòng bàn tay, hình thành một quả cầu băng tuyết. Ngay khi đòn tấn công của tám đại giáo chủ, đám người đại ma vương Sa Tăng sắp rơi vào trên người nữ hoàng băng tuyết, đối phương vung tay lên ném quả cầu tuyết kia ra ngoài, ngăn cản lại công kích của đám người. Ầm ầm. Trong phút chốc, tiếng nổ rung trời lở đất vang lên. Quả cầu tuyết va chạm với đòn tấn công của đám người giống như tuyết lở, năng lượng ngập trời bộc phát ra. Lúc này, Diệp Phàm, Huyết Cơ và những người đều lần lượt ra tay ngăn cản làn sóng năng lượng này, những người không đủ thực lực ngăn cản đều bị đánh bay ra ngoài, nhẹ thì bị thương nặng, nặng thì chết ngay tại chỗ. Uy lực của đòn này có thể so với đạn pháo nổ, mức độ khủng bố làm cho người ta phải kinh hãi. Ước chừng qua 5-6 phút, năng lượng mới dần dần tản đi. Nữ hoàng băng tuyết vẫn đứng ở đó, biểu cảm lạnh như băng, khí chất cao quý của cô tựa như một đấng ở trên cao, nắm trong tay tất cả mọi thứ. Tám đại giáo chủ của Thánh Điện, Đại Đế Caesar, Đại Ma Vương Sa Tăng, Vĩnh Dạ Tả Sứ cũng hiện ra, bọn họ nhìn chằm chằm nữ hoàng băng tuyết với ánh mắt không thể nào tin nổi. Cô, tám đại giáo chủ Thánh Điện nhìn nữ hoàng băng tuyết định nói gì đó thì thân thể bọn họ đột nhiên nổ tung. Ầm ầm ầm, cơ thể của cả tám người này đều nổ tung. Xương cốt cũng không còn. Phụt phụt phụt. Đại Đế Caesar, Đại Ma Vương Sa Tăng, Vĩnh Dạ Tả Sứ, và Cường Giả Điện Khô Lâu phun ra một ngụm máu tươi, tất cả quỳ trên mặt đất, bị thương nặng. Lúc này, hiện trường yên tĩnh không tiếng động, ngay cả không khí cũng ngưng lại. Thực lực của cô gái này lại mạnh mẽ lên không ít nhỉ. Diệp Phàm lẩm bẩm nhìn nữ hoàng băng tuyết. Hơn nữa hắn có thể cảm giác được, đòn đánh này chỉ là chiêu rất bình thường của đối phương. Không tính là thực lực chân chính. Cô, rốt cuộc cô là ai? Vĩnh Dạ Tả Sứ nhìn nữ hoàng băng tuyết, vẻ mặt ngưng trọng nói. Ông không xứng biết được thân phận bổn hoàng. Nữ hoàng băng tuyết lạnh lùng nói. Cô đánh ra một chưởng khiến cơ thể của Vĩnh Dạ Tả Sứ thành mảnh vụn. Vụt, ánh mắt Cường Giả Điện Khô Lâu khựng lại, chịu đựng vết thương muốn bỏ chạy. Nữ hoàng băng tuyết vung tay lên. Khí lạnh vô tận trực tiếp bao phủ vị Cường Giả Điện Khô Lâu khiến cơ thể đối phương đóng băng tại chỗ. Một giây sau, băng tuyết vỡ đi, cơ thể Cường Giả Điện Khô Lâu cũng theo đó trở thành những mảng băng vụn. Lúc này, sắc mặt Đại Đế Caesar và Sa Tăng vô cùng khó coi. Cùng lúc đó, trong căn cứ quân sự lớn nhất Mỹ Quốc, quốc chủ truyền mệnh lệnh tới. Kế hoạch chính thức bắt đầu. Mệnh lệnh vừa được truyền xuống, chỉ huy tối cao của căn cứ trực tiếp ấn xuống một cái nút. Một giây sau, trong căn cứ phóng ra một tên lửa, hướng về thủ đô London của Vương quốc Anh. Tại căn cứ quân sự của năm nước, Mạn quốc, Thiên Trúc quốc, Anh quốc, Lưu Ly quốc, Ý quốc cũng phóng lên lửa cùng lúc, bay về phía London. Rất nhanh, bộ phòng không Vương quốc Anh phát hiện sự xuất hiện của 6 tên lửa, bọn họ bị dọa nhảy dựng. Lập tức bẩm báo quốc chủ, khởi động chặn đường trên không. Quan chỉ huy bộ phận phòng không lập tức hô lên. Nhưng lúc này, hệ thống phòng không của Vương quốc Anh lại bị xâm lấn, toàn bộ đã bị tê liệt. Sự cố này khiến bộ phận phòng không thay đổi sắc mặt, vị quan chỉ huy kia hét lớn, xảy ra chuyện gì? Mặc dù lực lượng phòng không của Vương quốc Anh đã nhanh chóng sửa chữa hệ thống và sẵn sàng chặn 6 tên lửa đó, nhưng tất cả đã muộn. 6 tên lửa từ 6 quốc gia khác nhau đã bay tới London của Vương quốc Anh, lao thẳng về phía Vương cung một cách chuẩn xác. Giờ khắc này, tất cả mọi người bên ngoài Vương cung đều chú ý tới 6 tên lửa đang bay tới, vẻ mặt ai nấy đều thay đổi, miệng há hốc, biểu cảm trở nên cứng ngắc. Không xong rồi, là tên lửa. Diệp Phàm và Huyết Cơ cũng giật mình, hai người hô lên. Bùm, 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 bùm. Một giây sau, 6 tên lửa kia rơi xuống gây ra trận nổ long lời lở đất. Năng lượng bùng nổ vô tận trực tiếp nuốt chửng toàn bộ cung điện của Vương quốc Anh, thậm chí cả London cũng bị ảnh hưởng. Giờ phút này, London không ngừng có tiếng nổ vang lên, vô số tòa nhà và dân chúng đều bị năng lượng của tên lửa thổi bay thành hư vô. Trận biến cố đã trực tiếp kinh động tới toàn bộ Vương quốc Anh. Trong lúc nhất thời, cả nước xôn xao, ai ai cũng khiếp sợ. Rất nhanh, các quốc gia trên thế giới lập tức nhận được tin, mà bọn họ cũng bị dọa cho khiếp sợ. Mỹ quốc và 6 nước lại phóng tên lửa vào thủ đô nước Anh. Chuyện này quả thực khiến người ta không thể tin được. Trước đó không lâu, Vương quốc Anh còn cùng Mỹ quốc, 6 nước hợp thành liên quân tấn công Long quốc, sao bây giờ lại bị cả 6 nước kia tấn công, hơn nữa còn trực tiếp phóng tên lửa vào thủ đô, đây hoàn toàn là không có ý định để lại bất kỳ đường sống nào.
Sau đó, thế giới đều bởi vậy xôn xao. Long Quốc lúc này vẫn là đêm tối. Thiên Hải, khu biệt thự Tử Kinh, Đường Sở Sở đang tu luyện, đột nhiên nhận được một cú điện thoại, cô lập tức thay đổi sắc mặt, lớn giọng nói, các người là ai? Không được làm hại tới cha mẹ tôi. Đường Sở Sở cất điện thoại rồi xông ra ngoài. Có chuyện gì vậy? Trong biệt thự, Cơ Như Yên và Lâm Thi Âm xuất hiện, nhìn Đường Sở Sở hỏi. Cha mẹ tôi bị bắt rồi. Sắc mặt Đường Sở Sở khó coi. Cái gì? Sao lại như vậy? Lúc này vẻ mặt Lâm Thi Âm thay đổi. Là ai làm? Cơ Như Yên lạnh lùng nói. Không biết, nhưng đối phương bảo tôi thông báo cho anh Ngũ sư phụ và Thất sư phụ của anh Tiểu Phàm, bảo tôi đi cùng họ tới cứu cha mẹ, nếu không bọn họ sẽ giết cha mẹ tôi. Đường Sở Sở trầm giọng nói. Vậy mục đích của bọn họ không phải nhằm vào cô, mà là nhằm vào Ngũ sư phụ và Thất sư phụ. Lâm Thi Âm nhíu mày nói. Bây giờ tôi sẽ liên lạc với lâu chủ. Cơ Như Yên lên tiếng. Không cần, tôi không muốn bởi vì mình mà làm hại tới Ngũ sư phụ và Thất sư phụ, nếu không tôi sẽ không có mặt mũi nào đối mặt anh Tiểu Phàm. Đường Sở Sở vội vàng nói. Ai có thể khiến tôi bị thương? Lúc này, một giọng nói khinh thường truyền đến. Trung Vô Diễm trực tiếp đi vào. Thất sư phụ, Đường Sở Sở gọi Trung Vô Diễm. Ta đã biết chuyện, nói địa chỉ của đối phương cho ta biết, ta sẽ cứu cha mẹ của con ra ngoài. Trung Vô Diễm lên tiếng. Đường Sở Sở còn muốn nói gì đó thì bị Trung Vô Diễm ngắt lời. Sở Sở, ta biết con lo lắng cái gì, yên tâm đi, trên đời này không có mấy người có thể làm ta bị thương được. Vậy Thất sư phụ, con đi với người. Đường Sở Sở nói thẳng. Vậy cũng không được, con là vợ của Tiểu Phàm, ta không thể để con xảy ra chuyện được, nếu không Tiểu Phàm trở về lại trách mắng người sư phụ này. Con ở nhà chờ chúng ta trở về. Trung Vô Diễm mỉm cười. Bà lấy được địa chỉ từ Đường Sở Sở rồi trực tiếp rời đi. Đừng lo lắng, thực lực của Thất sư phụ cao cường, sẽ không có chuyện gì đâu. Lâm Thi Âm thấy Đường Sở Sở lo lắng thì an ủi. Để tôi gọi điện thoại cho thiếu chủ. Cơ Như Yên gọi điện thoại cho Diệp Phàm, nhưng không có ai nghe máy. Một giờ sau, Trung Vô Diễm và Long Ngạo đi tới một nơi hoang vu hẻo lánh. Là ai đang cố làm ra vẻ thần bí? Trung Vô Diễm nhìn xung quanh là một mảng tối đen, bà hừ lạnh nói. Đưa hai chúng ta tới đây, xem ra đêm nay có náo nhiệt rồi. Long Ngạo cười. Lúc này, xung quanh bắn ra từng luồng khói màu tím, hướng về phía Long Ngạo và Trung Vô Diễm. Cẩn thận! Long Ngạo híp mắt, ông hô lên. Ông và Trung Vô Diễm vội vàng phong bế lục thức, ngăn cản khói thuốc màu tím xâm lấn. Nhưng sương khói màu tím này xuất hiện vô cùng nhanh. Bọn họ đã hấp thu không ít vào trong cơ thể. Lúc này hai liền cảm giác toàn thân mềm nhũn. Rõ ràng khói thuốc này có độc. Xoẹt xoẹt xoẹt. Bốn đạo bóng người đột ngột xuất hiện, trực tiếp tấn công Long Ngạo và Trung Vô Diễm. Thực lực của bốn người bọn họ rất mạnh, vừa ra tay đã bộc phát ra sát chiêu khủng bố giết về phía Long Ngạo và Trung Vô Diễm. Ầm ầm ầm. Long Ngạo và Trung Vô Diễm đồng loạt ra tay chiến đấu với đám người này. Sau một lần giao đấu, đao quang dài đến trăm trượng đầy uy lực lao tới như xé gió, chém về phía Long Ngạo và Trung Vô Diễm. Ầm. Đi kèm theo đó là tiếng nổ kinh thiên. Mặt đất bị chém thành hai nửa, Long Ngạo và Trung Vô Diễm liên tục lui về phía sau, thở hổn hển. Lúc này, một bóng người mang theo một thanh đại đao đi tới, xuất hiện trước mặt Long Ngạo và Trung Vô Diễm, hai người bọn họ nhìn người này thì lập tức thay đổi sắc mặt. Cùng lúc đó, bên ngoài đại doanh quân Thiên Sách xuất hiện một bóng người. Người này mặc một bộ trường bào cẩm tú, trong tay cầm một thanh kiếm, khí tức thu vào bên trong, ánh mắt sáng ngời đi vào trong đại doanh. Bên ngoài quỷ cốc cũng xuất hiện một nhóm người, trong đó có mấy người mang dáng vẻ như đã đạt tới thực lực tối cao, cực kỳ khủng bố, dẫn chính là một người đàn ông có biểu cảm lạnh như băng. Người này không phải ai khác, chính là đại đệ tử Phong Vô Tích của quỷ cốc chi chủ. Lúc này toàn thân Phong Vô Tích lộ ra một cỗ khí tức thần bí, không giống lúc trước. Hắn nhìn quỷ cốc, khóe miệng nhếch lên, lộ ra một nụ cười lạnh lẽo, quỷ cốc, Phong Vô Tích ta đã trở lại. Ngay sau đó, hắn dẫn theo người trực tiếp xông vào trong quỷ cốc. Vương quốc Anh, London. Khi sáu quả tên lửa hạ xuống, vụ nổ kinh hoàng kéo dài hơn nửa giờ mới dừng lại, năng lượng kinh khủng rất lâu vẫn chưa tan hết. Cuối cùng, khi năng lượng tan hết, gần như một nửa London đã trở thành đống đổ nát, vô số người bị chôn vùi trong đó. Tại hoàng cung của Vương quốc Anh,
Khi năng lượng do 6 quả tên lửa này tạo ra tiêu tan, một chiếc lồng bằng ánh sáng khổng lồ xuất hiện, bán kính của chiếc lồng ánh sáng này bao phủ vài nghìn mét. Diệp Phàm, Huyết Cơ, Nữ Hoàng Eli, Sa Tăng, Đại Đế Caesar và đám người huyết phu đều được bao bọc trong chiếc lồng bằng ánh sáng này, cũng không bị thương, chiếc lồng bằng ánh sáng này sinh ra để ngăn chặn sự bắn phá của 6 quả tên lửa. Chủ nhân của chiếc lồng băng ánh sáng này chính là Nữ Hoàng Băng Tuyết. Khi chiếc lồng băng ánh sáng này biến mất, cơ thể Nữ Hoàng Băng Tuyết run rẩy, thét lên đau đớn, sắc mặt tái nhợt, khí tức có chút hỗn loạn, hiển nhiên là cô ta kích hoạt lồng băng ánh sáng để ngăn chặn 6 quả tên lửa này không hề dễ dàng, bản thân cô ta cũng bị phản vệ và bị nội thương. Tuy nhiên, việc một mình có thể ngăn cản được sự bắn phá của 6 quả tên lửa, đủ để chứng minh thực lực của Nữ Hoàng Băng Tuyết đáng sợ đến mức nào. Ngươi thấy thế nào? Diệp Phàm thấy vẻ mặt Nữ Hoàng Băng Tuyết không đúng, vội vàng hỏi. Không sao đâu. Nữ Hoàng Băng Tuyết lạnh lùng nói. Ngươi bị thương, nhưng lại nói không sao. Diệp Phàm nói, hắn bắt lấy tay đối phương, lấy ra một cây kim bạc châm lên người đối phương, chữa trị vết thương cho cô ta. Mặc dù chiếc lồng bằng ánh sáng do Nữ Hoàng Băng Tuyết tạo ra đã cứu được rất nhiều người nhưng một số lượng lớn người vẫn thiệt mạng dưới sự bắn phá của tên lửa. Chẳng hạn như đội quân 200.000 người của Vương quốc Anh và đội quân 100.000 người của đoàn thánh kỵ sĩ gần như bị tiêu diệt. Ngay cả vua Bắc Cực, hầu hết đám người lôi chiến và những thuộc hạ do hắn ta dẫn theo đều chết hơn phân nửa. Về phần những người của ngoại vực cũng có nhiều người đã chết dưới sự công kích của tên lửa này. Biểu cảm của những người sống sót từ các thế lực khác nhau không ngừng thay đổi, trái tim của họ vẫn chưa hồi phục sau cuộc tấn công khủng khiếp vừa rồi. Được rồi. Rất nhanh. Diệp Phàm đã chữa lành toàn bộ nội thương cho Nữ Hoàng Băng Tuyết, cô ta nhìn hắn với ánh mắt kỳ quái. Chủ nhân, Đại Hổ và Nhị Hổ bị thương. Lúc này, Đông Phương Hạo Thiên đột nhiên hét lên. Diệp Phàm nhìn qua, lao tới, hắn thấy Đại Hổ và Nhị Hổ máu me đầy người nằm trên mặt đất, thoi thóp như sắp chết. Vừa rồi chiếc lồng bằng ánh sáng của Nữ Hoàng Băng Tuyết không bao phủ hai người bọn họ, nên hai anh em phải dựa vào lực lượng của bản thân để chống lại năng lượng của tên lửa. Nếu không phải có thể chất phi thường thì giờ đây bọn họ đã thành cho rồi. Nhưng dù vậy, bọn họ vẫn bị thương nặng, xương cốt trong cơ thể đều bị nghiền nát, nội tạng bị dịch chuyển, chỉ còn lại một hơi thở. Diệp Phàm nheo mắt lại, vẻ mặt vô cùng khó coi. Hắn vội vàng sử dụng cửu châm quỷ cốc để chữa trị cho Đại Hổ và Nhị Hổ. Tuy nhiên, vết thương của hai người này cực kỳ nghiêm trọng, cho dù Diệp Phàm có dùng cửu châm quỷ cốc thì cũng không dễ để cứu bọn họ. Lúc này, Diệp Phàm lấy đan hồi xuân do Đoan Mộc Hinh đã đưa cho hắn lúc trước, chia làm hai để Đại Hổ và Nhị Hổ mỗi người uống một nửa. Sau khi uống đan hồi xuân, cộng với châm thứ 5 của cửu châm quỷ cốc của Diệp Phàm, vết thương của Đại Hổ và Nhị Hổ mới được kiểm soát. Sau đó, những chiếc xương gãy trên cơ thể của Đại Hổ và Nhị Hổ bắt đầu từ từ lành lại, nội tạng của bọn họ cũng hồi phục. Lúc này, ánh mắt của đám người Đại Đế Caesar, Đại Ma Vương Sa Tăng, Nghị Chủ Hắc Ám lóe lên. Muốn nhân cơ hội rời đi. Bây giờ có người phụ nữ cường giả thần bí là Nữ Hoàng Băng Tuyết này ở đây, bọn họ không thể tấn công Diệp Phàm, ngược lại nếu thêm một chút thời gian không chừng còn ra tay với bọn họ. Ai cho phép các người đi? Đột nhiên, Nữ Hoàng Băng Tuyết liếc đám người này, một luồng khí lạnh như băng tỏa ra từ cơ thể cô ta, trực tiếp trấn áp đám người này. Nửa giờ sau, Diệp Phàm hít sâu một hơi, cất kim bạc đi. Xương bị dập nát và nội tạng bị tổn thương của Đại Hổ và Nhị Hổ đều được phục hồi nhưng bọn họ vẫn chưa tỉnh lại. Chủ nhân, Đại Hổ và Nhị Hổ thế nào rồi? Đông Phương Hạo Thiên hỏi. Bọn họ không sao. Diệp Phàm trầm giọng nói. Không sao rồi à, vậy tại sao bọn họ vẫn chưa tỉnh? Đông Phương Hạo Thiên khó hiểu hỏi. Cái này, vẻ mặt Diệp Phàm do dự nhìn Đại Hổ và Nhị Hổ, hắn cũng không rõ vì sao hai người bọn họ còn chưa tỉnh lại. Lập tức. Diệp Phàm lại kiểm tra cơ thể của hai anh em này. Đúng là cơ thể của Đại Hổ và Nhị Hổ hoàn toàn không có vấn đề gì, nhưng vẫn chưa tỉnh. Kêu người sắp xếp cho bọn họ cẩn thận, đợi một chút, bọn họ sẽ ổn thôi. Diệp Phàm trầm giọng nói. Dạ, Đông Phương Hạo Thiên gật đầu. Cùng với đó, trong đôi mắt của Diệp Phàm lóe lên một ánh sáng lạnh lẽo, 6 quả tên lửa, đánh lớn thật đấy. Tuy rằng Diệp Phàm không rõ 6 quả tên lửa này từ đâu đến, nhưng hắn có linh cảm rằng 6 quả tên lửa này nhằm vào hắn, rất có thể chúng được phóng bởi các quốc gia như Hoa Kỳ và Anh Quốc. Dù sao thì Vương quốc Anh cũng không thể vì giết bọn họ mà bắn ra 6 quả tên lửa trên thành phố của mình được,
nếu không thì chắc chắn đầu óc bọn họ có vấn đề. Mà cuộc tấn công bằng tên lửa này khiến Diệp Phàm vô cùng tức giận. Nữ hoàng Eli, tìm ra nguồn gốc của 6 quả tên lửa này trong thời gian ngắn nhất cho tôi. Lúc này, Diệp Phàm nhìn về phía nữ hoàng Eli lạnh lùng nói. Dám bắn tên lửa vào London, bọn họ hoàn toàn không coi trọng vương quốc Anh của tôi nhất định sẽ điều tra rõ ràng. Vào lúc này, nữ hoàng Eli cũng vô cùng tức giận, mặc dù bà ta muốn đoạt lấy chính quyền của vương quốc Anh, nhưng với tư cách là nữ hoàng của vương quốc Anh, đương nhiên bà ta vô cùng yêu mến đất nước này. Bây giờ lại có người công khai phóng tên lửa vào hoàng cung, thủ đô của vương quốc Anh, đây là đang khiêu khích toàn bộ vương quốc Anh, đồng thời cũng là một sự sỉ nhục đối với hoàng thất của vương quốc Anh. Đương nhiên, nữ hoàng Eli sẽ không bỏ qua. Diệp Phàm nhìn thoáng qua đại đế Caesar, đại ma vương Satan, nghị chủ Hắc Ám, các và đám người ngoại vực, lạnh lùng nói, các người muốn chết như thế nào? Nghe Diệp Phàm nói vậy, sắc mặt của đám người này rất khó coi. Nếu cậu giết chúng tôi, thế lực của chúng tôi sẽ không bỏ qua cho cậu, cậu sẽ nhận được sự trả thù vô tận từ chúng tôi. Điện chủ của Điện Cuồng Thần và các tổ chức ngoại vực hét lên với Diệp Phàm. Thật sao? Diệp Phàm nhìn đám người này, hắn tung một cú đấm làm nổ tung cơ thể của Điện chủ Điện Cuồng Thần. Lại, các người đều đáng chết. Diệp Phàm lạnh lùng hét lên với đám người ngoại vực còn. Hắn lao thẳng về phía đám người này, bắt đầu giết chóc như điên. Trong chớp mắt, tất cả người ngoại vực có mặt đều chết thảm trong tay Diệp Phàm, bao gồm cả mấy điện chủ và cường giả ngoại vực, không một ai sống sót. Đến lượt ông, Diệp Phàm đằng đằng sát khí nhìn về phía nghị chủ Hắc Ám. Nghị chủ Hắc Ám không cam lòng nhìn chằm chằm Diệp Phàm, cho dù hôm nay tôi có chết, cậu cũng sống không nổi, chủ nhân của tôi sẽ không bỏ qua cho cậu. Ông còn có chủ nhân sao? Diệp Phàm nhìn thoáng qua nghị chủ Hắc Ám. Đúng vậy, chủ nhân của tôi là... Vi Viết Hoa. Nghị chủ Hắc Ám chưa kịp nói xong đã bị cú đấm của Diệp Phàm đánh cho cơ thể nổ tung. Cho dù chủ nhân của ông là ai, ông cũng phải chết. Diệp Phàm lạnh lùng hét lên. Sau đó, Diệp Phàm mắt nhìn đại ma vương Satan và đại đế Caesar, lạnh lùng nói, các người muốn chết như thế nào? Vào lúc này, vẻ mặt của hai thủ lĩnh quân đoàn hàng đầu này không ngừng thay đổi, đại ma vương Satan nói, không ngờ bản ma vương nắm quyền nhiều năm như vậy cuối cùng lại rơi vào tay một thằng nhóc miệng còn hôi sữa. Muốn giết thì cứ giết. Đại đế Caesar lạnh lùng hét lên. Tôi có thể cho các người một cơ hội sống sót. Diệp Phàm đột nhiên nói. Cơ hội gì? Satan liếc nhìn Diệp Phàm. Phục tùng tôi, nhận tôi làm chủ nhân. Diệp Phàm lạnh lùng nói. Vẻ mặt của đại đế Caesar và Satan thay đổi, ánh mắt lóe lên. Đột nhiên Diệp Phàm tiến lên một bước, bộc phát uy lực khủng bố, chấn áp hai người này, khiến bọn họ bị áp chế quỳ trên mặt đất ngay tại chỗ. Bây giờ toàn bộ lực lượng trên người Diệp Phàm đều bộc phát ra ngoài, so với cường giả hoàng cảnh bình thường còn kinh khủng hơn nhiều, nếu hắn cưỡng ép huy động lực lượng của Cửu Long Cửu Tượng do tổ tiên của Long Tượng Tông để lại trong cơ thể hắn, cho dù là cường giả tôn cảnh cũng không đỡ nổi, hơn nữa thực lực của hai người này tuy mạnh, nhưng còn chưa bước vào hoàng cảnh, đương nhiên không phải là đối thủ của Diệp Phàm. Bây giờ các người chỉ có hai lựa chọn, phục tùng hoặc là chết. Diệp Phàm hét lên với ánh mắt mạnh mẽ. Hai người này sau khi cảm nhận được thực lực do Diệp Phàm phóng ra, thầm giật mình. Trước giây phút này, tuy bọn họ biết thực lực Diệp Phàm phi thường, nhưng bọn họ cũng không thật sự để ý đến hắn, người bọn họ thực sự sợ hãi chính là nữ hoàng băng tuyết. Nhưng bọn họ không ngờ Diệp Phàm lại có thực lực đáng sợ như vậy. Cậu là cường giả hoàng cảnh. Đại đế Caesar nhìn Diệp Phàm với vẻ mặt khó tin. Mà sắc mặt của đại ma vương Satan cũng không ngừng thay đổi. Có thể bước vào hoàng cảnh ở tuổi 20 là một cú sốc rất lớn đối với bọn họ. Thời gian của tôi có hạn, tôi cho các người 3 giây cuối cùng, phục tùng hay là chết. Diệp Phàm lạnh lùng hét lên. Tôi đồng ý phục tùng. Satan nói thẳng. Ông thay đổi rất nhanh. Diệp Phàm nhìn đại ma vương Satan chế nhạo. Tôi, đại ma vương Satan, chỉ phục tùng những kẻ mạnh hơn tôi, cậu mạnh hơn tôi nhiều nên phục tùng cậu cũng không phải chuyện gì đáng xấu hổ. Satan nói. Diệp Phàm nhìn về phía đại đế Caesar, còn ông thì sao? Tôi không chỉ là chủ nhân của quân đoàn Caesar, mà còn là thành viên của một tổ chức khác, nếu tôi phục tùng cậu, tôi sẽ trở thành cái gai trong mắt tổ chức đó. Đại đế Caesar nhìn Diệp Phàm nói. Một tổ chức khác, tổ chức nào? Diệp Phàm tò mò hỏi.
Liên minh chúng thần. Đại đế Caesar nói ngay. Nghe thấy bốn chữ này, sắc mặt đại ma vương Satan thay đổi, kinh ngạc nhìn đại đế Caesar, vậy mà ông lại gia nhập cái tổ chức đó. Đúng vậy. Đại đế Caesar gật đầu. Liên minh chúng thần, đây là tổ chức gì? Diệp Phàm khó hiểu hỏi. Liên minh chúng thần là một tổ chức khổng lồ ẩn giấu trong thế giới bóng tối, nó lớn hơn mấy chục lần so với Thánh Điện, Hội nghị Hắc Ám, Huyết Tộc, Quân đoàn Sa Tăng và Quân đoàn Caesar cộng lại. Đại Ma Vương Sa Tăng nói với vẻ mặt nghiêm túc. Đây cũng là lần đầu tiên ông ta tỏ ra nghiêm túc như vậy. Ngầu thế à? Diệp Phàm ngạc nhiên nói. Đúng vậy, Liên minh chúng thần tuyệt đối là một tổ chức trên thế giới không quốc gia nào dám đắc tội. Đại Ma Vương Sa Tăng gật đầu, nhìn Diệp Phàm, bất cứ ai. Gia nhập Liên minh chúng thần đều không được phản bội, một khi phản bội, chắc chắn phải chết. Nếu ông ta phục tùng cậu, không chỉ ông ta phải chết, mà cậu cũng phải chết. Đúng vậy, bây giờ cậu còn dám bắt tôi phục tùng cậu không? Đại đế Caesar liếc nhìn Diệp Phàm. Trên đời này không có việc gì tôi không dám làm. Hôm nay tôi muốn ông phục tùng tôi, ngược lại tôi muốn xem cái gọi là liên minh chúng thần này có thể làm được gì. Diệp Phàm khinh thường nói. Cậu đã không sợ thì tôi sẽ phục tùng cậu. Caesar bái kiến chủ nhân. Đại đế Caesar trực tiếp quỳ xuống hô to với Diệp Phàm. Sa Tăng bái kiến chủ nhân. Sa Tăng cũng quỳ xuống hô to với Diệp Phàm. Đứng dậy đi. Diệp Phàm nhàn nhạt nói, ánh mắt liếc nhìn các người ngay từ đầu đã bị hắn đánh trọng thương, sau đó nhìn Huyết Cơ, tên này giao cho cô xử lý. Huyết Cơ đi thẳng về phía các, trong mắt hiện lên vẻ lạnh. Lùng như băng. Cô muốn làm gì? Các lạnh lùng nhìn Huyết Cơ. Anh cấu kết với Thánh Điện, phu khống bản thánh nữ, hôm nay tôi sẽ thay huyết tộc xử lý tai họa này. Huyết Cơ lạnh lùng nói. Nói xong, cô ta đánh một chưởng về phía các. Người của tộc Cappadocia, là người cô muốn giết là giết sao? Đột nhiên, một tiếng hét lạnh lùng vang lên. Ngay lập tức một luồng sát khí máu me đáng sợ giáng xuống. Một lão giả với đôi cánh khổng lồ, khuôn mặt lạnh lùng và toát ra sức mạnh vương giả xuất hiện ở đây, giống như một vị vua ở trên cao. Cha! Các nhìn người này hét lên. Thân vương Các Đô. Huyết Cơ nhìn lão giả này nhíu mày. Lão giả này là Các Đô, tộc trưởng tiền nhiệm của tộc Cappadocia, bây giờ ông ta là thân vương huyết tộc. Trong huyết tộc, phía trên lãnh chúa là thân vương, muốn trở thành thân vương thì chắc chắn thực lực phải đạt tới trình độ cực cao. Trong huyết tộc, thân vương chỉ đứng sau huyết hoàng. Huyết Cơ, cô phản bội huyết tộc, bây giờ còn muốn giết người tộc Cappadocia của tôi, cô thật to gan. Hôm nay, bản vương sẽ lấy thân phận thân vương huyết tộc giết tên phản bội là cô. Thân vương Các Đô đánh một chưởng về phía Huyết Cơ. Lúc này, Diệp Phàm xuất hiện ở trước mặt thân vương Các Đô, hắn tung ra một cú đấm, trực tiếp va chạm với một chưởng của đối phương. Cơ thể thân vương lùi lại, nhìn Diệp Phàm bằng ánh mắt khó tin, cậu đến từ đâu? Diệp Phàm nhìn đối phương cũng không lên tiếng. Vẻ mặt thân vương Các Đô lạnh lùng, trên người ông ta bộc phát sát khí vô tận. Toàn bộ lực lượng của thân vương huyết tộc đều bộc phát ra ngoài, thực lực gần với hoàng cảnh, trên cơ thể ông ta còn phát ra một luồng ánh sáng màu máu, bao trùm xung quanh, tạo thành một khu vực riêng đặc biệt. Khi đạt đến vương cảnh, thực lực của bản thân có thể hình thành một khu vực riêng. Trong khu vực riêng này, thực lực của đối phương sẽ bị hạn chế mà thực lực của bản thân lại tăng lên. Vào lúc này, thân vương huyết tộc thi triển khu vực riêng, trong nháy mắt bao bọc Diệp Phàm. Làm cho hắn cảm giác như đang ở trong núi thây biển máu. Trong khu vực riêng này, Diệp Phàm cảm nhận được áp bức cực kỳ mạnh mẽ, mùi máu tanh kinh khủng không ngừng nuốt chửng hắn. Trong khu vực riêng này thực lực của thân vương Các Đô không ngừng tăng lên, thậm chí có thể sánh ngang với cường giả hoàng cảnh. Đi chết đi! Sau đó thân vương Các Đô gầm lên giận dữ, huy động toàn lực lượng lao về phía Diệp Phàm, đồng thời kích hoạt lực lượng khu vực riêng không ngừng áp chế Diệp Phàm. Chết! Đôi mắt của Diệp Phàm tỏa sáng, hắn sử dụng tuyệt kỹ của nhị sư phụ võ toái càn khôn, tung ra một cú đấm. Uy lực của cú đấm này chỉ đứng sau cú đấm mà Diệp Phàm dùng để giết Long Tượng Tôn giả ở Long Tượng Tông. Ầm ầm. Lúc này, Diệp Phàm phá hủy mọi thứ chỉ bằng một cú đấm, trực tiếp đánh vào cơ thể thân vương Các Đô, đánh xuyên qua cơ thể ông ta. Phút. Thân vương Các Đô phun ra một ngụm máu, mở to mắt nhìn Diệp Phàm. Ngay khi ông ta chuẩn bị sử dụng khả năng phục hồi độc nhất của huyết tộc, lực lượng từ nắm đấm của Diệp Phàm bộc phát đã tàn phá toàn bộ cơ thể ông ta. Ầm một tiếng,
cơ thể thân vương nổ tung ngay tại chỗ. Cha! Các nhìn thấy cha mình bị giết, vẻ mặt đầy đau đớn. Bang! Lúc này, huyết cơ cũng ra tay giết chết các. Tiếp theo, huyết cơ nhìn đám người huyết tộc khác, lạnh lùng nói, bây giờ các đã chết, các người còn muốn tiếp tục đi theo hắn ta không? Thật xin lỗi, thánh nữ, tất cả chúng tôi đều bị các lừa dối. Lúc này toàn bộ người của huyết tộc đều quỳ xuống cầu xin huyết cơ tha thứ. Sau khi Diệp Phạm giải quyết hết những người này, liếc nhìn nữ hoàng băng tuyết rồi đi tới, sao đột nhiên ngươi lại tới đây? Bản hoàng đến đây để đưa ngươi về băng tuyết thần quốc kết hôn với bản hoàng. Nữ hoàng băng tuyết nhìn Diệp Phạm, nói thẳng. Cái gì, kết hôn? Diệp Phạm sửng sốt, không thể tin được nói, ngươi không nói đùa chứ? Ngươi cảm thấy bổn hoàng đang nói đùa sao? Nữ hoàng băng tuyết lạnh nhạt nói. Nhưng đây mới là lần thứ hai chúng ta gặp mặt, thời gian quen còn chưa được một ngày, căn bản không có tình cảm gì. Nghe thấy Diệp Phàm nói vậy, nữ hoàng băng tuyết lạnh lùng nói, ngươi suy nghĩ nhiều, bốn hoàng không thích ngươi. Vậy tại sao ngươi lại kết hôn với ta? Diệp Phàm khó hiểu nói. Là tiên đoán của đại tư tế, mệnh cách của ngươi bất phàm, ẩn chứa huyết mạch đặc thù, nếu song tu với bổn hoàng thì có thể giúp bốn hoàng đột phá tôn cảnh. Thậm chí nhập thánh, bởi vậy bổn hoàng mới mang ngươi về kết hôn. Nữ hoàng băng tuyết lạnh nhạt nói. Tiên đoán vớ vấn gì vậy? Không phải đại tư tế kia là bọn giang hồ lừa đảo đó chứ? Diệp Phàm bĩu môi. Sắc mặt của nữ hoàng băng huyết lạnh xuống, nhìn chằm chằm Diệp Phàm, đại tư tế chưa từng tiên đoán sai, hắn nói là thật sự. Vậy ngươi tìm ta để kết hôn vì muốn ta giúp ngươi đột phá. Khác gì ta là lô đỉnh tu luyện trong tiểu thuyết, chuyện này không được. Diệp Phàm lắc đầu. Ngươi không đồng ý, nữ hoàng băng tuyết lạnh lùng nhìn chằm chằm Diệp Phàm. Diệp Phàm nói thẳng, đương nhiên ta không đồng ý, mặc dù ngươi rất xinh đẹp, nhưng ta cũng sẽ không kết hôn với người ta không yêu, hôn nhân là chuyện trọng đại, sao có thể là trò đùa. Bổn hoàng chỉ thông báo cho ngươi, không phải đang hỏi ý kiến của ngươi, hôm nay ngươi cần thiết trở về kết hôn với bổn hoàng. Nữ hoàng băng tuyết lạnh lùng quát, trên người tản ra uy áp khủng bố lao về phía Diệp Phàm. Âm! Diệp Phàm tung ra một quyền chặn lại đòn tấn công của nữ hoàng băng tuyết, hai người cùng lùi về sau. Ngươi không nên ép ta, ta không muốn ra tay với ngươi. Diệp Phàm quát to. Nữ hoàng băng huyết nhìn chằm chằm Diệp Phàm, ảnh mắt lóe lên, nói, vậy ngươi muốn gì mới bằng lòng kết hôn với ta? Trừ khi ngươi yêu ta. Diệp Phàm lạnh nhạt nói. Yêu! Nữ hoàng băng tuyết hơi ngẩn người, trong thế giới quan của cô ta chỉ có thực lực. Không tồn tại tình yêu. Cô ta không hiểu gì là yêu. Ngươi không hiểu yêu, cho nên chúng ta không thể kết hôn, nếu ngươi cứ khăng khăng muốn ép ta, vậy đừng trách ta không khách khí. Diệp Phàm lạnh lùng quát. Mặc dù nữ hoàng băng tuyết rất mạnh, nhưng bây giờ Diệp Phàm cũng không sợ đối phương. Nếu thật sự đánh, đối phương chưa chắc là đối thủ của Han. Nữ hoàng băng tuyết đứng đó, con người thanh lãnh lóe lên, cuối cùng nói, ta sẽ làm người đồng ý kết hôn với ta. Trước lúc đó đừng có chết. Nói xong nữ hoàng băng tuyết rời đi. Diệp Phàm thở phào nhẹ nhõm, hắn cũng không muốn đánh nhau với người phụ nữ này, dù sao đối phương cũng từng giúp hắn. Anh rất có duyên với phái nữ. Huyết cơ lạnh nhạt nói. Sao, ghen tị? Diệp Phàm mỉm cười trêu ghẹo, huyết cơ trực tiếp xoay người rời đi. Tiếp theo, nữ hoàng Eli phát biểu cuộc trò chuyện công khai trước cả nước, đầu tiên bà ta nghiêm khắc khiển trách hành vi tập kích đạn đạo lần này. Sau đó vô cùng đau đớn nói bởi vì cuộc tập kích đạn đạo lần này làm cho các quan viên đại thần cùng quốc chủ Vương quốc Anh ngã xuống. Bây giờ Vương quốc Anh như rắn mất đầu, vì duy trì sự ổn định của Vương quốc Anh, nữ vương Eli tuyên bố sẽ tiếp quản chính quyền Vương quốc Anh, thay quốc chủ quản lý đất nước, đồng thời bà ta sẽ điều tra rõ hành vi tập kích lần này, cho người dân Vương quốc Anh một lời giải thích. Sau cuộc diễn thuyết này, dân chúng Vương quốc Anh đang rơi vào khủng hoảng lại bình tĩnh lại, tìm được hy vọng. Hơn nữa nữ vương Eli cũng trở thành sự tượng trưng cho tinh thần và địa vị trong lòng người dân nước Anh. Nữ vương Eli tiếp quản chính quyền, cả nước tràn đầy tiếng nói hoan nghênh nhiệt liệt, không ai phản đối, mặc dù các quan viên tướng lĩnh khác không thích hoàng gia tiếp quản chính quyền nhưng dưới tình huống như vậy cũng không thể phản đối. Cứ như vậy nữ vương Eli thành công khống chế chính quyền Vương quốc Anh, trở thành nữ vương chân chính của Vương quốc Anh. Bên trong hoàng gia Vương quốc Anh, Diệp Phàm cười nói, chúc mừng nữ vương. Bây giờ đã trở thành người đứng đầu thật sự của Vương quốc Anh. Diệp công tử khách khí, nếu hôm nay không có cậu ra tay, chỉ sợ hoàng gia đã không còn tồn tại,
đừng nói đến việc quản lý chính quyền. Nữ vương Eli nói, đúng rồi, tôi đã điều tra xong lai lịch của 6 viên đạn đạo kia. Ai làm? Diệp Phàm lạnh nhạt nói. Nước Mỹ, nước Ý, nước Lưu Ly, nước Anh, nước Thiên Trúc và nước Mạn, bọn họ mỗi người phóng ra một viên đạn đạo, đồng thời âm thầm xâm lấn phá hủy hệ thống phòng không của Vương quốc Anh, cho nên không kịp chặn lại đạn đạo của bọn họ. Nữ vườn Eli trả lời. Quả nhiên là bọn họ. Diệp Phàm lạnh lùng quát. Tôi đã ra thông cáo tiến hành khiển trách mãnh liệt với 6 nước, nhưng bọn họ đều không thừa nhận bọn họ phóng đạn đạo. Nữ vương Eli nói. Bọn họ sẽ không thừa nhận, nhưng bọn họ tưởng không thừa nhận là xong chuyện. Diệp Phàm lạnh lùng nói. Con người hắn có thù tất báo. Nếu 6 nước này bỏ vốn gốc muốn giết chết hắn, nếu hắn không làm gì thì quá hèn. Diệp công tử định làm gì? Nữ vương Eli tò mò nói. Bà chỉ cần nhớ kỹ lời hứa của bà là được. Nói xong Diệp Phàm đi ra ngoài. Rời khỏi đại điện, Diệp Phàm triệu tập đám người Đông Phương Hạo Thiên và Đại Đế Các Sa và Đại Ma Vương Sa Tăng. Hiện tại tôi cho các người một nhiệm vụ. Diệp Phàm nói. Xin thiếu chủ phân phó. Huyết Đồ nói thẳng. Tôi muốn các người dẫn thế lực của mình đi vào trong nước Mỹ, nước Ý, nước Lưu Ly, nước Anh, nước Mạn và nước Thiên Trúc để phá hư. Càng phá tàn nhẫn càng tốt nhất làm 6 nước này đại loạn. Diệp Phàm lạnh nhạt nói. 6 viên đạn đạo này do 6 nước này làm, chủ nhân muốn trả thù 6 nước này. Đại đế Caesar nói, Diệp Phàm nhìn ông ta, nói, ông đủ thông minh. Đúng vậy, nếu 6 nước này đều muốn giết tôi, vậy tôi phải cho bọn họ một bài học. Diệp Phàm lạnh lùng nói. Nếu đã vậy trực tiếp tiêu diệt 6 nước này không phải tốt hơn sao? Đại Ma Vương Sa Tăng nói. Tiêu diệt 6 nước này không phải chuyện đơn giản. Diệp Phàm lắc đầu nói. Trong 6 nước này, ngoại trừ nước Mỹ và Anh, 4 nước còn lại, quân đoàn Sa Tăng đều có thể tiêu diệt. Đại Ma Vương Sa Tăng tự tin nói. Cộng thêm quân đoàn Caesar của tôi, tiêu diệt mấy nước này không phải chuyện khó. Đại đế Caesar nói. Không cần diệt nước, nhiệm vụ của các người là làm 6 nước đại loạn, làm bọn họ ngoan ngoãn xin tha. Diệp Phàm lạnh nhạt nói. Rõ. Nhóm người này cúi người nói. Đúng rồi, Hạo Thiên, Đại Hổ Nhị Hổ vẫn chưa tỉnh sao? Diệp Phàm hỏi. Vẫn chưa, nhưng triệu chứng sinh mệnh của hai người đều bình thường. Đông Phương Hạo Thiên trả lời. Diệp Phàm cau mày, suy nghĩ xem tình huống của Đại Hổ Nhị Hổ là như thế nào. Cùng lúc đó, quốc chủ 6 nước biết được tin Diệp Phàm chưa chết thì cực kỳ khiếp sợ. Bọn họ không ngờ 6 viên đạn đạo này cũng không thể giết chết tên nhóc kia. Vị hộ quốc thần tướng, đệ tử chiến thần thiên sách này thật sự khó giết chết như vậy sao? Bọn họ bắt đầu suy nghĩ phương pháp khác để đối phó với Diệp Phàm, nhưng bọn hắn lại không biết có một tai nạn sắp buông xuống quốc gia của bọn họ. Trong thánh điện, khi điện chủ thánh điện biết được toàn bộ 8 giáo chủ đều ngã xuống, 10 vạn đại quân thành kỵ sĩ bị xóa sổ, lửa giận bừng lên, bộc phát ra uy áp ngập trời. Trực tiếp làm cả tòa đại điện thành bột mịn. Lúc này người của thánh điện đều quỳ rạp xuống đất, run bần bật. Diệp Phàm, bổn điện chủ phải giết ngươi. Điện chủ thánh điện tức giận hét. Ở một chỗ tối nào đó của thế giới, một âm thanh lạnh tận xương đột ngột vang lên, tên nghị chủ hắc ám vô dụng, ngay cả một thằng nhãi cũng không đối phó được. Chủ nhân, để ta đi giết người này. Ngay sau đó, một âm thanh khác vang lên. Cứ giữ lại mạng hắn. Chờ cổ tam thông xuất hiện rồi giết một thể. Âm thanh lạnh lẽo tận xương kia lại vang lên. Trong một lâu đài cổ thần bí trên hòn đảo nhỏ nào đó ở phương Tây. Trong lâu đài cổ này, một lão giả ngoại quốc mặc đồ màu trắng đang uống trà. Ông ta nhấp một ngụm trà, nói, trà Long Quốc không tệ, Long Quốc này đúng là một quốc gia tràn đầy bất ngờ. Đại nhân, rất nhanh thôi Long Quốc cũng sẽ trở thành một phần của liên minh các thần của chúng ta. Một người đàn ông trung niên đứng sau lão giả này lên tiếng. Muốn chinh phục con rồng phương đông cổ xưa này không đơn giản như vậy. Lão giả nói. Báo. Lúc này một người đàn ông nhanh chóng bước vào, khom người nói. Chuyện gì? Lão giả nói. Người đàn ông này nói kỹ càng lại chuyện xảy ra ở Vương quốc Anh, nói, bây giờ đại đế Caesar đã thần phục hộ quốc thần tướng Long Quốc. Tên Caesar này thật to gan, dám phản bội liên minh. Ta sẽ đi giết hắn. Người đàn ông trung niên kia quát to. Tạm thời đừng vội, lão giả nói. Ta đã nghe danh vị hộ quốc thần tướng này từ lâu, nghe nói hắn là đệ tử chiến thần thiên sách,
năm đó liên minh vốn định thu phục chiến thần thiên sách, đáng tiếc thất bại, không ngờ 20 năm sau, đệ tử của hắn cũng lại cường thế như hắn. Hiện giờ danh tiếng của đệ tử chiến thần Long Quốc cực cao, quyền cao chức trọng, có được danh xưng hộ quốc thần tướng, nếu có thể thu phục được hắn, có lẽ chúng ta có thể bắt được con rồng phương đông này. Lão giả bình tĩnh nói. Vậy ta sẽ đi bắt tên tiểu tử này. Người đàn ông trung niên lạnh nhạt nói. Không cần xúc động, với biểu hiện của người này, muốn thu phục được hắn chỉ sợ sẽ không dễ dàng, cần phải tỉ mỉ thiết kế. Lão giả lắc đầu, sau đó nói, người đi điều tra tất cả tư liệu liên quan đến người này cho ta. Lại. Rõ. Người đàn ông trung niên gật đầu. Trong nội các Long Quốc, vài vị trưởng lão nội các lại tụ. Không ngờ nhiều đạn đạo như vậy cũng không thể giết được hắn. Một trưởng lão nội các không cam lòng nói. Mặc dù không giết chết hắn, nhưng chỉ cần tiêu diệt vài vị sư phụ của hắn, hắn không có chỗ dựa, còn không phải mặc chúng ta chơi đùa. Một trưởng lão nội các khác nói. Thật sự diệt trừ được vài vị sư phụ kia của hắn sao? Không phải Cổ Tam Thông vẫn chưa xuất hiện sao? Một vị trưởng lão khác lên tiếng. Yên tâm, tất cả nằm trong sự khống chế của ta. Cho dù tên kia không chết, chờ hắn về nước, đó cũng là ngày giỗ của hắn. Thiên Hải, trong khu biệt thự Tử Kinh. Lâm Thi Âm cau mày, nhìn Cơ Như Yên và Đường Sở Sở, đã qua mười mấy tiếng, hai vị sư phụ vẫn chưa trở về, không lẽ bọn họ thật sự đã xảy ra chuyện? Đều do tôi, là lỗi của tôi. Hiện tại tôi đi tìm hai vị sư phụ. Đường Sở Sở nói xong lao ra ngoài biệt thự. Cơ Như Yên và Lâm Thi Âm cùng lao ra ngoài, nhưng khi bọn họ đi ra ngoài biệt thự thì biến sắc. Một đoàn người đứng ngoài biệt thự, tản ra hơi thở lạnh lẽo. Mấy người là ai? Đường Sở Sở nhíu mày. Bắt lấy. Người cầm đầu đoàn người này ra lệnh. Nếu Diệp Phàm ở đây sẽ nhận ra người này chính là Tuyệt Vô Thần, thủ hộ Long Cấm Địa cấp từng xuất hiện ở Võ Minh, bên cạnh người này còn có thủ hộ nhân cấp Phá Thiên. Tuyệt Vô Thần vừa ra lệnh, Phá Thiên dẫn theo những người khác lao về phía ba người Đường Sở Sở. Hai bên chiến đấu kịch liệt. Hiện giờ thực lực của Đường Sở Sở đã đạt đến tông cảnh, cộng thêm Lâm Thi Âm và Cơ Như Yên, sức chiến đấu của ba người cũng cực kỳ mạnh, cho dù Phá Thiên và các cao thủ khác cùng ra tay cũng khó có thể bắt được bọn họ. Lúc này Tuyệt Vô Thần ra tay đánh ra một quyền, kim quang ngập trời lóe lên, phát ra tiếng nổ động trời. Hiện giờ thực lực của Tuyệt Vô Thần còn khủng bố hơn lúc ở Võ Minh rất nhiều. Một quyền này của ông ta làm ba người Đường Sở Sở bay ra ngoài, nện trên mặt đất, hộc máu. Đám người Phá Thiên xông đến cầm lưỡi dao kề trên cổ ba người bọn họ. Dẫn đi. Tuyệt Vô Thần lạnh nhạt nói. Đường Sở Sở, Lâm Thi Âm, Cơ Như Yên bị dẫn đi. Mà ở nước ngoài, Diệp Phàm còn không biết chuyện xảy ra trong nước, lúc này hắn đang đi cùng Huyết Cơ tới huyết tộc. Lúc trước hắn đã đồng ý với Huyết Cơ, giúp cô leo lên vị trí huyết hoàng. Nếu Huyết Cơ muốn trở thành huyết hoàng thì nhất định phải diệt trừ huyết hoàng đương nhiệm. Nhưng huyết hoàng đương nhiệm đã 10 năm không xuất hiện, vẫn luôn bế quan tu luyện. Diệp Phàm đi theo Huyết Cơ tới một tòa thành cổ tên là Thánh Đức Bảo. Tòa thành này có lịch sử hơn ngàn năm, đây chính là đại bản doanh của huyết tộc. Huyết hoàng vẫn luôn ở trong tòa thành cổ này, nơi này chỉ có thánh nữ và lãnh chúa, thân vương mới có tư cách tiến vào. Huyết hoàng ở bên trong. Diệp Phàm nhìn tòa thành cổ tràn ngập dấu vết năm tháng lên tiếng hỏi. Đúng vậy, nhưng lần gần nhất tôi nhìn thấy huyết hoàng là 10 năm trước khi được chọn làm thánh nữ, sau đó ông ta vẫn luôn ở trong này tu luyện, không một ai biết thực lực hiện tại của ông ta. Anh xác định muốn giết ông ta giúp tôi sao? Huyết Cơ nhìn Diệp Phàm trầm giọng nói. Đến cũng đến rồi, có cái gì mà phải sợ? Diệp Phàm bĩu môi, trực tiếp đi vào trong tòa thành. Đứng lại! Lúc này huyết tộc thủ vệ trong tòa thành ngăn cản Diệp Phàm. Là tôi. Huyết Cơ đi tới, thủ vệ giật mình, cung kính nói, tham kiến thánh nữ. Mặc rằng lúc trước Huyết Cơ bị các vô tội phản bội huyết tộc, nhưng người của Thánh Đức Bảo vẫn ở trong, cũng không biết việc này, bởi vậy bọn họ đối xử với Huyết Cơ như thánh nữ. Hắn là khách tôi dẫn tới. Huyết Cơ lên tiếng. Thánh nữ, Thánh Đức Bảo có quy định, ngoại trừ thánh nữ và lãnh chúa, thân vương ra thì những người khác không được vào. Thủ vệ đáp, vẻ mặt Huyết Cơ lạnh lùng, thẳng tay giết thủ vệ. Cô cũng ác thật đấy. Diệp Phàm nhìn Huyết Cơ cười. Không ác thì làm sao ngồi lên được vị trí huyết hoàng. Huyết Cơ lạnh lùng nói. Cô muốn giết huyết hoàng chỉ vì muốn ngồi vào vị trí của ông ta sao?
Diệp Phàm tò mò hỏi. Dựa theo quy định của huyết tộc, khi huyết hoàng xuất quan chính là ngày tôi trở thành người phụ nữ của hắn, tôi không muốn làm một thứ đồ chơi, bởi vậy hắn chỉ có thể chết. Ánh mắt Huyết Cơ lạnh như băng, cô thản nhiên nói. Thì ra là như vậy, Diệp Phàm đã hiểu. Họ nhanh chóng bước vào bên trong tòa lâu đài. Lúc này, một lão già mặc trang phục quản gia đi tới, ông ta nhìn Huyết Cơ, thánh nữ, sao cô lại tới đây? Dẫn tôi đi gặp Huyết Hoàng. Huyết Cơ nói thẳng. Thánh nữ, Hoàng bây giờ đang bế quan, tạm thời không thể gặp người. Lão giả này lên tiếng, ông ta chính là tùy tùng bên người Huyết Hoàng, phụ trách quản lý Thánh Đức Bảo. Nếu tôi cứ muốn gặp thì sao? Huyết Cơ lạnh lùng nói. Lúc này lão giả kia nhướng mày, nhìn Huyết Cơ, thánh nữ, cô muốn làm gì? Nói nhảm với ông ta làm gì? Cơ thể Diệp Phàm khẽ động, hắn xuất hiện ngay trước mặt lão giả này đánh ra một quyền khiến lão ta bay ngược ra ngoài, thân thể đập xuống đất trồi hộc máu. Cậu là ai? Lão giả kia hấp hối nhìn chằm chằm Diệp Phàm. Người giết Huyết Hoàng của các ông. Diệp Phàm lạnh lùng nói, ánh mắt nhìn về phía sâu trong tòa thành. Tinh thần lực của hắn cảm ứng được sâu trong tòa thành này có một cỗ năng lượng vô cùng cường đại, rõ ràng là của Huyết Hoàng. Lúc này Diệp Phàm và Huyết Cơ đi sâu vào bên trong. Nhưng bọn họ vừa đi vào thì một tiếng nổ đinh tai nhức óc vang lên. Theo đó, một cỗ sát khí khủng bố bộc phát ra. Cơ thể Diệp Phàm và Huyết Cơ đều chấn động, bọn họ cảm nhận được một luồng năng lượng mạnh mẽ đang ập tới. Ánh sáng đỏ khủng bố bao phủ cả tòa thành. Dưới ánh sáng đỏ, một người đàn ông mang gương mặt lạnh lẽo, tóc vàng, mặc âu phục áo sơ mi trắng đi ra, bộc phát uy áp ngập trời, bao phủ toàn thành cổ. Huyết Hoàng. Huyết Cơ nhìn chằm chằm người này với vẻ mặt vô cùng nghiêm túc. Huyết Cơ, cô thật to gan, dám mang theo người ngoài sông vào Thánh Đức Bảo. Sao nào, cô muốn tạo phản? Huyết Hoàng đi ra với dáng vẻ như một vị ở trên cao, hắn lạnh lùng nhìn Huyết Cơ, giống như Hoàng đế đang nhìn thần dân của mình. Qua hôm nay, tôi chính là Huyết Hoàng mới của huyết tộc, sao lại nói là tạo phản? Huyết Cơ lạnh lùng nói. Vẻ mặt Huyết Hoàng lạnh lẽo, khinh thường nói, chỉ bằng cô cũng muốn làm Huyết Hoàng, đúng là không biết tự lượng sức mình, bổn Hoàng phong cô làm thánh nữ là vì cảm thấy huyết mạch của cô có thể trợ giúp bổn Hoàng tăng thực lực, cô nghĩ mình là ai mà muốn mưu đoạt vị trí Huyết Hoàng, cô cũng xứng sao? Khi Huyết Hoàng nói ra câu cuối cùng, vẻ mặt Huyết Cơ trở nên lạnh lẽo, hai mắt lóe lên. Trên người bộc phát ra khí tức ngập trời. Một giây sau, sau lưng Huyết Cơ mọc ra một đôi cánh có hoa văn màu vàng, cô trực tiếp biến thân, giết về phía Huyết Hoàng. Sau khi Huyết Cơ biến thân, thực lực của cô tăng vọt, tăng gấp mười mấy lần so với lúc trước. Không ngờ huyết mạch của cô đã bắt đầu thay đổi, xem ra là bổn Hoàng đã coi thường cô. Nhưng như vậy cũng tốt, nếu như cô che giấu tốt, đợi tới khi huyết mạch hoàn toàn lột xác, có lẽ còn có thể đánh với bản Hoàng một trận. Nhưng hiện tại cô bại lộ thì cơ hội này đã mất rồi. Huyết Hoàng nhìn Huyết Cơ hừ lạnh một tiếng, hắn đánh ra một chưởng. Huyết Hoàng đánh ra một chưởng bộc phát huyết quang ngập trời, đòn đánh của hai người chạm nhau truyền ra tiếng nổ rung trời. Phụt! Huyết Cơ phun ra một ngụm máu tươi, cả người bay thẳng ra ngoài, đập mạnh xuống đất. Mặc dù Huyết Cơ biến thân, thực lực tăng lên mười mấy lần, nhưng vẫn không phải là đối thủ của Huyết Hoàng. Không biết tự lượng sức mình. Huyết Hoàng khinh thường nói. Diệp Phàm đi tới bên cạnh Huyết Cơ, lên tiếng hỏi, không sao chứ? Không sao, vẫn còn chịu đựng được, nhưng thực lực của hắn rất mạnh, ít nhất là hoàng cảnh cửu trọng. Huyết Cơ nói với Diệp Phàm. Giao ông ta lại cho tôi đi. Diệp Phàm nói. Ngươi là ai? Huyết Hoàng thấy người lạ thì lớn tiếng quát Diệp Phàm. Ngươi giết ngươi. Diệp Phàm nhìn Huyết Hoàng, dứt lời hắn lao về phía đối phương. Long tượng bàn nhược công. Long tượng quyền. Hắn trực tiếp thi triển long tượng bát nhã công, bộc lộ toàn bộ lực lượng tứ long tứ tượng trong cơ thể, sau đó thi triển long tượng quyền chiêu thức trong bát nhã công. Diệp Phàm đánh ra một quyền, từng tiếng rồng ngâm như gió rít vang lên. Bóng dáng của bốn chân long cùng bốn voi khổng lồ hiện ra, tản uy thế ngập trời, chấn áp về phía Huyết Hoàng. Huyết Hoàng thấy cảnh tượng này thì híp mắt lại, hai tay ông ta thi triển đại ấn màu đỏ như máu. Dùng sức đánh ra ngăn chặn đòn tấn công của Diệp Phàm. Trong lúc nhất thời, tiếng nổ mạnh vô tận liên tiếp vang lên. Năng lượng ngập trời, đánh sâu vào bốn phương tám hướng, tòa thành lung lay như sắp đổ. Sau đòn tấn công này, cơ thể Huyết Hoàng lui mạnh về sau,
ánh mắt lạnh lẽo nhìn chằm chằm Diệp Phàm, "Danh con, rốt cuộc ngươi là ai?" "Người giết ngươi." Diệp Phàm nói xong, lại đánh ra một quyền. Lần này hắn bộc phát toàn bộ sức mạnh tu luyện mười mấy năm của bản thân, phối hợp long tượng đánh ra ngoài. Uy lực của cú đánh này còn đáng sợ hơn cả vừa rồi, đòn tấn công của hắn có sức mạnh long trời lở đất. "Dám khiêu khích uy nghiêm của bổn hoàng. Hôm nay bổn hoàng sẽ cho ngươi biết kết cục khi dám đối địch với ta." Huyết hoàng lạnh lẽo quát lớn. Ông ta vung hai tay lên, trực tiếp biến thân, sau lưng mọc ra một đôi cánh to lớn dài đến 3-4 mét, toàn thân có màu đỏ như máu, tản ra uy thế ngập trời. Toàn thân huyết hoàng được bao phủ bởi một lớp lân giáp màu máu, hai con mắt đỏ ngầu, ngay sau đó mái tóc vàng đã biến thành màu đỏ, 10 ngón tay mọc ra móng vuốt sắc nhọn, khuôn mặt ông ta đầy dữ tợn, ánh mắt khát máu không có lấy một tia cảm xúc. Giờ khắc này huyết hoàng bộc phát ra khí tức đạt tới cảnh giới cao nhất, thậm chí có thể so với cường giả tôn cảnh. Phút. Trong nháy mắt, huyết hoàng xuất hiện ở trước mặt Diệp Phàm, một chảo nhanh như tia chớp chộp về phía hắn, va chạm chính diện với đòn đánh của Diệp Phàm. Ầm. Tiếng nổ rung trời vang lên. Đòn tấn công này khiến cả hai bên đều lui về sau. Mà huyết hoàng cũng không thèm quan tâm, tiếp tục giết về phía Diệp Phàm. Sau khi huyết hoàng biến thân, dù là lực chiến đấu hay tốc độ, nhạy bén cũng được tăng lên gấp mấy lần, ngay cả Diệp Phàm cũng bị ngăn chặn. Quan trọng nhất là, lớp vảy màu máu trên cơ thể huyết hoàng lại có thể giúp ông ta ngăn chặn đòn tấn công, Diệp Phàm mấy lần đánh trúng nhưng huyết hoàng đều không sao, có thể thấy lớp vảy này rất mạnh. Ầm ầm ầm. Rất nhanh, Diệp Phàm và huyết hoàng đã giao đấu một trận rất kịch liệt. Hai người lao vào đánh nhau túi bụi. Tòa thành này đã bị phá hủy trong cuộc đối đầu của họ. Ầm. Sau một hồi chiến đấu điên cuồng, Diệp Phàm đã bộc lộ ra cỗ lực lượng thần bí trong cơ thể. Hắn chưa hoàn toàn luyện hóa xong năng lượng của cửu long cửu tượng, nên không thể nào phát huy được uy lực khi đối chiến với long tượng tôn giả. Nhưng hiện tại Diệp Phàm có thể dần dần khống chế loại lực lượng này, hắn cũng không hề lo lắng. Khi cỗ lực lượng được cất giấu mười mấy 20 năm trong cơ thể bộc phát, sức chiến đấu của hắn nhanh chóng tăng vọt. Một giây sau, huyết hoàng vừa rồi còn áp chế Diệp Phàm hiện tại đã bị một quyền đánh bay ra ngoài. Cú đấm này khiến vảy trên ngực của huyết hoàng xuất hiện những vết nứt. Diệp Phàm nheo mắt lại, thừa thắng xông lên, hắn lại vọt tới, điên cuồng ra tay. Ầm ầm ầm. Huyết hoàng vội vàng ra tay để chặn lại đòn tấn công của Diệp Phàm. Nhưng Diệp Phàm kích phát cỗ lực lượng thần bí trong cơ thể, sức chiến đấu của hắn như bùng nổ, trực tiếp đè ép vị huyết hoàng này. Bị Diệp Phàm tấn công điên cuồng, lân giáp trên người huyết hoàng bắt đầu xuất hiện những vết nứt khắp mọi nơi, hắn bị Diệp Phàm đánh tới không còn sức chống trả. Võ toái càn khôn. Đột nhiên, Diệp Phàm thi triển tuyệt chiêu của nhị sư phụ, hắn đánh ra một chưởng giống như muốn xé nát đất trời. Ầm. Đòn đánh của Diệp Phàm không thể đỡ nổi, không gian như bị nổ tung. Huyết hoàng dùng toàn lực để ngăn cản nhưng vô ích, ông ta bị đánh trúng ngực. Rắc rắc rắc. Lân giáp trên người huyết hoàng bắt đầu nứt trên diện rộng, cuối cùng hoàn toàn vỡ nát. Diệp Phàm ra tay đánh trúng cơ thể huyết hoàng, khiến ông ta bay ra xa rồi đập xuống mặt đất, điên cuồng hộc máu. Lúc này, vẻ mặt huyết hoàng đã trở nên vô cùng khó coi. Ông ta thân là vua của huyết tộc nhưng lại bị một kẻ vắt mũi chưa sạch đánh cho thảm bại như vậy. Điều này sao có thể khiến nội tâm kiêu ngạo chấp nhận được? Huyết hoàng cũng chỉ có vậy mà thôi. Diệp Phàm bĩu môi nhìn huyết hoàng, hắn bước từng bước về phía đối phương, chuẩn bị kết thúc cuộc chiến. Danh con chết tiệt, người đã hoàn toàn chọc giận bổn hoàng. Huyết hoàng lại đứng dậy, ông ta nhìn Diệp Phàm rồi lớn tiếng quát. Ầm rắc rắc. Lúc này, huyết hoàng trực tiếp bộc lộ sức mạnh huyết mạch trong cơ thể. Ngay sau khi bộc phát, thực lực của huyết hoàng lại điên cuồng tăng vọt, so với cường giả tôn cảnh còn khủng bố hơn. Trên người ông ta tản ra mùi máu vô tận, bao quanh chu vi 100 dặm. Huyết khí này như biến thành một lĩnh vực cường đại, trấn áp mọi thứ. Diệp Phàm ở bên trong cũng cảm nhận được áp bách của xung quanh. Huyết hoàng giang hai cánh, ông ta bay thẳng lên không trung, từ trên cao nhìn xuống Diệp Phàm, gằn từng câu từng chữ, đi chết đi. Huyết hoàng thi triển ra huyết ấn. Hắn dùng toàn bộ lực lượng huyết mạch giết về phía Diệp Phàm. Ầm ầm ầm. Huyết ấn này đánh ra vang lên tiếng nổ đinh tai nhức óc. Diệp Phàm híp mắt, hắn điều động toàn bộ sức mạnh của cơ thể để ngăn cản huyết ấn của đối phương. Hai đòn tấn công va chạm nhau, một luồng năng lượng ngút trời quét tới, cắn nuốt mọi thứ xung quanh. Lúc này, cả
cả Diệp Phàm và Huyết Hoàng đều bị bao phủ ở bên trong, huyết cơ thì bị cỗ năng lượng này đánh bay ra ngoài. Đòn tấn công này kéo dài hơn 10 phút. Đợi đến khi năng lượng này tản đi, Diệp Phàm và Huyết Hoàng đều nửa quỳ trên mặt đất, miệng phun ra máu. Nền đất trước mặt họ đã sụp lún. Nhưng sau khi mặt đất sụp đổ, một không gian ngầm khổng lồ đã lộ ra. Bên trong có một cỗ quan tài màu đỏ như máu. Lúc này, cỗ quan tài không ngừng rung lắc, phát ra ánh sáng đỏ chói mắt xông thẳng tới chân trời. Ngay sau đó, Diệp Phàm, Huyết Cơ và Huyết Hoàng đều thay đổi sắc mặt. Quan tài từ dưới đất lao ra, lơ lửng trên không, tản ra một cỗ uy áp cực kỳ khủng bố. Khi cỗ uy áp này bộc phát, bầu không khí xung quanh như đóng băng. Diệp Phàm, Huyết Cơ, Huyết Hoàng ba người đều có cảm giác như nghẹt thở. Nhất là Huyết Cơ và Huyết Hoàng hai người còn cảm nhận được một cỗ áp bách đến từ sâu bên trong huyết mạch. Lẽ nào là... Huyết Cơ nhìn chăm chú vào cỗ quan tài này, chợt nghĩ tới điều gì, coi người co rụt lại, vẻ mặt trở nên vô cùng ngưng trọng. Ầm một tiếng, quan tài vỡ thành từng mảnh, năng lượng cuồng bạo bắn ra. Diệp Phàm, Huyết Cơ, Huyết Hoàng ba người lần nữa bị tấn công, bọn họ từng người bay ra ngoài, ngã trên mặt đất hộc máu. Cỗ quan tài kia vỡ nát, một bóng dáng lơ lửng trên không trung. Người đàn ông có mái tóc vàng xõa vai, sau lưng là đôi cánh màu vàng, gương mặt lạnh lùng, ánh mắt hiện lên tia sáng tủy dị, quanh người đàn ông tản ra khí tức tà ác khiến người ta không dám lại gần. Trên người đối phương có hơi thở của năm tháng, tựa như đã rất lâu rồi. Tổ tiên! Huyết Hoàng chằm chằm bóng người này, ánh mắt ông ta khựng lại, vẻ mặt kích động kêu lên. Huyết Hoàng đời thứ 35 của huyết tộc bái kiến tổ tiên. Huyết Hoàng quỳ xuống trước mặt người đối diện. Rõ ràng, người này chính là tổ tiên của huyết tộc, Kên. Tổ tiên huyết tộc. Diệp Phàm chăm chú nhìn đối phương, ánh mắt hắn khẽ lóe lên. Không ngờ tổ tiên của huyết tộc lại sống dậy. Phải biết rằng huyết tộc có hơn 1000 năm lịch sử, nếu đối phương là tổ tiên huyết tộc, chẳng phải người này đã sống hơn 1000 năm rồi sao? Diệp Phàm biết võ giả có thực lực càng mạnh thì sống càng lâu, nhưng đây là lần đầu tiên hắn nghe nói có người sống được 1000 năm. Nếu thật sự sống được hơn 1000 năm tuổi, vậy trên thế giới này thực lực của đối phương chẳng phải là vô địch hay sao? Chỉ thiếu chút nữa thôi, bản tôn đã có thể bước vào cảnh giới kia, vậy mà bị các ngươi phá hoại. Đáng ngươi đáng chết vạn lần. Lúc này, Kên bỗng nhiên mở mắt, bắn ra ánh mắt đáng sợ khiến cho người ta tuyệt vọng, đối phương tức giận quát. Khi Kên trở nên tức giận, bầu trời xung quanh gầm lên như sắp sụp đổ. Ba người Diệp Phàm đều cảm giác được một ngạt, giống như bất cứ lúc nào cũng có thể bước chân vào địa ngục. Vị tổ tiên của huyết tộc này thật đáng sợ. Tổ tiên bất giận, sở dĩ quấy rối tới ngài tất cả là vì người này, hắn ta muốn giết bổn hoàng, vậy nên mới kinh động tới tổ tiên. Huyết Hoàng vội vàng chỉ vào Diệp Phàm, ông ta quỳ xuống nói. Phút, ánh mắt Kên trực tiếp nhìn về phía Diệp Phàm. Lạnh lùng nói, quấy nhiễu bổn tọa, chết. Lúc này, Kên đánh một chưởng về phía Diệp Phàm. Đòn đánh của đối phương khiến Diệp Phàm không hề có năng lực đánh trả. Thực lực của Diệp Phàm bị áp chế không thể nhúc nhích, ánh mắt đầy vẻ không cam lòng. Ngay sau đó, một tiếng nổ vang lên. Một tiếng nổ lớn vang lên. Một chưởng này của ông ta không đánh lên người Diệp Phàm mà đánh lên người Huyết Cơ. Vào lúc nguy cấp, Huyết Cơ vọt đến chắn trước mặt Diệp Phàm, thừa nhận một chưởng này. Phụt! Huyết Cơ hộc máu, bay ngược ra ngoài, nện trên mặt đất. Huyết Cơ! Diệp Phàm hét lớn, duỗi tay ôm lấy Huyết Cơ. Xin lỗi, do tôi liên lụy đến cô. Huyết Cơ không ngừng nôn ra máu, nhìn Diệp Phàm, nói. Cô cố chịu đựng. Diệp Phàm cầm ngân châm trị liệu cho Huyết Cơ. Kên thấy vậy, mặt không cảm xúc, lại đánh ra một chưởng, muốn hoàn toàn giết chết Diệp Phàm. Lúc này Diệp Phàm đang chữa trị cho Huyết Cơ, căn bản không để ý đến Kên. Ầm ầm ầm. Khoảnh khắc một chưởng này sắp đánh lên người Diệp Phàm, trong cơ thể hắn phát ra tiếng gầm rú. Đồng thời, một luồng sáng chói mắt vọt ra từ trong cơ thể Diệp Phàm, chặn một chưởng của Kên. Luồng sáng chói mắt này chính là Long Tỷ vẫn luôn ở trong cơ thể Diệp Phàm. Lúc này Long Tỷ chặn đứng một chưởng của Kên, phát ra từng tiếng rồng ngâm. Chín long ảnh sáng rực vọt ra từ Long Tỷ, lao về phía Kên. Kên vung tay lên, một luồng máu bay ra ngoài đánh với chín kim long. Ầm ầm ầm, hai bên va chạm vào nhau, phát ra tiếng nổ động trời. Khi tiếng vang này kết thúc, Kên bị chấn liên tục lùi về sau.
Chín kim long lao về phía Ken với thế không thể đỡ. Ken biến sắc, ông ta không dám lại sơ ý, vỗ vỗ đôi cánh màu vàng sau lưng, bay lên né tránh, nhưng chín kim long lại theo sát ông ta không ngừng tấn công ông ta. Ầm ầm ầm, Ken bay lên không trung, liên tục va chạm với chín kim long, phát ra tiếng nổ vô tận. Lúc này ở thế giới phương Tây có không ít người nhìn thấy long ảnh quay cuồng trong hư không cùng với một bóng người mọc cánh. Nhìn thấy cảnh tượng này, bọn họ cảm giác như đang nằm mơ, kinh ngạc cảm thán thần tích xuất hiện. Ầm, Ken rơi xuống đất, hộc máu, chín kim long vần quanh long tỷ bay lên. Chết tiệt, sắc mặt của Ken cực kỳ khó coi. Đi chết đi. Lúc này Diệp Phàm đã trị liệu xong cho huyết cơ, hắn hoàn toàn bộc phát ra lực lượng của 6 vị sư phụ, ngoại trừ đại sư phụ ở trong người hắn ra ngoài, cộng thêm cả lực tứ long tứ tượng và lực lượng thần bí kia, tất cả đều bộc phát hết ra. Những lực lượng đó hội tụ trong nắm tay của Diệp Phàm, lập lòe ánh sáng. Hắn đánh một quyền về phía Ken, ánh mắt kiên định, trong mắt tràn ngập sát khí, thể không giết đối phương không làm người. Ầm. Đối mặt với một đòn này của Diệp Phàm, Ken đã nhận ra một hơi thở nguy hiểm, ra tay ngăn cản, một tiếng nổ động trời vang lên. Chín kim long kia cũng lao về phía Ken, ông ta đành phải dùng bàn tay khác ngăn cản chín kim long. Lúc này vị tổ tiên huyết tộc bùng nổ toàn bộ sức mạnh, vừa ngăn cản Diệp Phàm, vừa ngăn cản chín kim long kia. Phụt! Đột nhiên một bàn tay đột nhiên giò ra xuyên thủng ngực Ken. Chủ nhân của bàn tay này chính là huyết cơ. Lúc này bàn tay của huyết cơ xuyên thủng ngực của Ken, chính xác bắt được trái tim của ông ta. Ngay sau đó lực lượng của Ken mất khống chế điên cuồng chảy vào cơ thể huyết cơ. Ken biến sắc, nhìn chằm chằm huyết cơ, to gan, là hậu duệ của bổn tọa, người cũng dám cắn nuốt lực lượng của bổn tọa. Huyết hoàng, giết cô ta. Ken gầm lên. Huyết hoàng giật mình lép về phía huyết cơ. Đột nhiên Diệp Phàm vung tay trái lên, mấy chục ngân châm bắn về phía huyết hoàng. Huyết hoàng ra tay ngăn cản. Anh giải quyết huyết hoàng, còn ông ta thì để tôi. Huyết cơ nói. Cô làm được không? Diệp Phàm lo lắng hỏi. Yên tâm, không thành vấn đề. Huyết cơ kêu lên. Nghe vậy Diệp Phàm yên tâm, lao về phía huyết hoàng. Ầm. Diệp Phàm tung ra một quyền đánh bay huyết hoàng, ông ta ngã trên đất hộc máu, hắn lại xông lên đánh ra một quyền. Phụt. Huyết hoàng còn chưa kịp lấy lại phản ứng đã bị lực lượng khủng bố của Diệp Phàm đánh nát thân thể. Bên huyết cơ, không biết cô vận dụng bí pháp gì, điên cuồng cắn nuốt lực lượng bên trong cơ thể Ken, Ken cực kỳ tức giận, ông ta đánh về phía huyết cơ. Đột nhiên huyết cơ nắm chặt tay kéo trái tim của Ken ra ngoài. Trong trái tim này ẩn chứa lực lượng cực kỳ khủng bố. Tinh hoa cả đời Ken đều ẩn chứa trong trái tim này. Huyết cơ điên cuồng hấp thu lực lượng của Ken trong trái tim này. Đối với vị tổ tiên này, huyết cơ không hề nương tay. Ken mất đi trái tim tương đương mất đi suối nguồn lực lượng, đôi mắt mở to nhìn chằm chằm huyết cơ, há mồm thở dốc định nói gì đó, kết quả Diệp Phàm lao đến trực tiếp đánh nát thân thể của Ken, máu tươi văng đầy trời. Cuối cùng một lão quái vật huyết tộc sống hơn ngàn năm đã bị Diệp Phàm và huyết cơ hợp lực xử lý, tất nhiên phần lớn công lao là Long Tỷ. Lúc này chín kim long đã trở lại trong Long Tỷ lại nhảy vào trong cơ thể của Diệp Phàm. Huyết cơ ngồi xếp bằng trên mặt đất, bắt đầu điên cuồng cắn nuốt luyện hóa năng lượng trong trái tim này. Diệp Phàm nhìn huyết cơ, hắn cùng ngồi xếp bằng trên mặt đất tu luyện. Trải qua một trận chiến này, Diệp Phàm phát hiện lực lượng của hắn tăng lên một mảng lớn. Đồng thời hắn cũng luyện hóa lực long tượng còn lại luôn. Mấy tiếng sau, Diệp Phàm đã lại lần nữa luyện hóa thêm một nhị long tượng. Hiện giờ Diệp Phàm đã khống chế được ngũ long lục tượng. Diệp Phàm mở mắt, nhìn về phía huyết cơ. Trái tim của Ken đã hoàn toàn bị huyết cơ luyện hóa cắn nuốt, hơi thở cực kỳ khủng bố. Tôi cần bế quan một khoảng thời gian, chờ tôi xuất quan, tôi và huyết tộc đều nghe theo lệnh anh. Huyết cơ mở mắt nói. Ừ. Diệp Phàm gật đầu, hắn chưa từng nghi ngờ huyết cơ. Tiếp theo, huyết cơ tìm một chỗ bắt đầu bế quan, hoàn toàn luyện hóa lực lượng của Ken. Chờ đến khi cô luyện hóa xong lực lượng của Ken, chắc chắn sẽ đạt đến một mức độ khủng bố. Diệp Phàm cũng rời đi Thánh Đức Bảo, nhưng hắn vẫn chưa trở về Vương quốc Anh mà trực tiếp đi đến vực ngoại. Lần này hắn đi vực ngoài muốn giải quyết hoàn toàn Điện Thiên Thần. Điện Thiên Thần 5 lần 7 lượt ra tay với hắn. Diệp Phàm không thể để bọn hắn sống. Hơn nữa trong chuyến đi này, ngoại trừ đối phó với Điện Thiên Thần, hắn còn đến vì Ngọc Thạch.
nghe nói năng lượng trong ngọc thạch này có thể giúp võ giả nhanh chóng tăng lên thực lực. Nhưng thứ này chỉ có ở vực ngoại, bởi vậy lần này Diệp Phàm không thể không đi đến vực ngoại. Lúc trước Diệp Phàm đã biết được lối vào vực ngoại, bởi vậy hắn bay thẳng đến vực ngoại. Đồng thời những thuộc hạ của hắn cũng đã tiến vào 6 nước bắt đầu cuộc trả thù điên cuồng. Quân đoàn Caesar xông vào nước Lưu Ly, trong vòng nửa ngày hủy diệt mười mấy vạn quân của nước Lưu Ly, chấn động nước Lưu Ly. Là một trong ba quân đoàn đỉnh cấp thế giới, quân đoàn Lưu Ly lại không cản được quân đoàn Caesar. Quân đoàn Sa Tăng cũng bước vào trong nước Mỹ, trong vòng một ngày liên tục xóa sổ 5 căn cứ quân sự của nước Mỹ, làm quốc chủ nước Mỹ tức hộc máu, đồng thời triệu tập binh lực bao vây tiêu trừ quân đoàn Sa Tăng. Đông Phương Hạo Thiên và 9 người hầu của sát thần Tu La đi 4 nước khác bắt đầu trả thù. 6 nước bắt đầu đại loạn, cả thế giới đều bị chấn động mạnh. Rất nhanh một tin tức truyền ra, đây là sự trả thù của hộ quốc thần tướng Long Quốc với 6 nước. Tin tức này vừa, uy danh của hộ quốc thần tướng càng ngày càng tăng, cao đến mức làm người chấn động sợ hãi. Cùng lúc đó, Diệp Phàm đã đi vào vực ngoại. Tiến vào ngoại vực, Diệp Phàm nhìn quanh, nơi này nhìn qua không khác gì thế giới bên ngoài, điểm khác biệt duy nhất chính là năng lượng thiên địa nơi đây mãnh liệt hơn. Mà không khí trong ngoại vực tràn ngập một luồng sát khí lạnh lẽo khiến người ta cảm thấy nặng nề khó tả. Đây là ngoại vực sao? Diệp Phàm tự lẩm bẩm. Hắn đi lại bên trong ngoại vực này thì phát hiện ở đây có thể nhìn thấy máu và xác chết ở khắp nơi. Ở trong ngoại vực này hoàn toàn không có luật pháp, chỉ có cường giả thống trị và kẻ yếu chịu nhục. Khu ngoại vực, mọi thứ đều dựa vào thực lực. Dừng lại, mày đứng lại đó cho tao. Lúc này, ở phía xa, một thiếu niên với mái tóc rối bù, làn da ngăm đen, thân hình cường tráng, trông khoảng 17 hoặc 18 tuổi đang chạy rất nhanh, cả người cậu đầy máu và vết thương, phía sau lưng cậu còn có một nhóm người đang đuổi theo. Thiếu niên chạy tới chỗ Diệp Phàm, miệng nôn ra máu, trực tiếp quỳ xuống đất, xem ra bị thương rất nặng. Nhóm người truy đuổi nhanh chóng đuổi kịp, một người trong số họ nhìn thiếu niên này hừ lạnh, danh con, mày chạy tiếp đi, dám cướp đồ của bọn tao, mày thật to gan. Ngọc thạch này cũng không phải của các người, tại sao tôi không thể lấy? Thiếu niên nắm chặt một viên đá phát ra ánh sáng lấp lánh trong tay, nhìn chằm chằm đám người này và gào lên. Mày còn dám cãi, muốn chết à? Vẻ mặt của người đang nói lạnh lùng, tung một cú đấm về phía thiếu niên. Bịch! Diệp Phàm đột nhiên ra tay, đánh bay người này ra ngoài. Tất cả bọn họ đều liếc nhìn Diệp Phàm, lạnh lùng nói, mày là ai? Lại dám trở thành kẻ địch của Điện Cuồng Thần. Điện Cuồng Thần, điện chủ của các người cũng đã chết rồi, còn có sức ở đây cướp đồ. Diệp Phàm chế nhạo. Nghe Diệp Phàm nói vậy, sắc mặt đám người này thay đổi, trong mắt tràn đầy tức giận. Cút! Diệp Phàm quát lên, sát khí khủng bố bộc phát, đám người thầm kinh ngạc run rẩy, không dám nói thêm câu nào, tất cả đều chạy đi. Cảm ơn! Thiếu niên này nhìn Diệp Phàm với vẻ mặt biết ơn nói. Diệp Phàm lấy ra một cây châm bạc đâm lên người đối phương, vẻ mặt thanh niên căng cứng, cho rằng Diệp Phàm muốn đối phó cậu. Đừng căng thẳng, tôi đang chữa trị vết thương cho cậu. Diệp Phàm bình tĩnh nói. Rất nhanh, dưới sự chữa trị của Diệp Phàm, vết thương của thiếu niên đã bình phục, ánh mắt cậu đầy kinh ngạc, nhìn Diệp Phàm, lại cảm ơn ngài. Có phải Ngọc Thạch đang ở trong tay cậu không? Lúc này, Diệp Phàm nhìn thoát qua viên đá phát ra ánh sáng lấp lánh trong tay đối phương. Thiếu niên nhìn Ngọc Thạch trong tay, do dự vài giây rồi đưa cho Diệp Phàm, công tử, cảm tạ ngài đã cứu tôi, Ngọc Thạch này ngài cầm lấy đi. Cậu suýt bị giết vì ngọc thạch này, bây giờ lại tặng nó cho tôi là sao? Diệp Phàm nhìn thiếu niên mỉm cười nhẹ. Nếu không có công tử, tôi đã chết rồi chứ đừng nói đến ngọc thạch gì đó, ơn cứu mạng lớn hơn trời, tôi không có cách nào báo đáp ngài, cho nên tôi chỉ có thể tặng cho ngài ngọc thạch này. Thiếu niên nghiêm túc nói. Ngọc thạch này cậu giữ đi, tôi không cần. Diệp Phàm nói. Ánh mắt thiếu niên hiện lên vẻ kinh ngạc, cậu không ngờ có người nhìn thấy ngọc thạch lại không muốn. Cậu tên gì? Diệp Phàm nhìn thiếu niên hỏi. Tôi tên là Tiểu Đông. Thiếu niên nói. Tiểu Đông, cái tên này khá đặc biệt. Diệp Phàm mỉm cười. Vì tôi được ông nội nhặt được vào mùa đông nên tên là Tiểu Đông. Thiếu niên gãi đầu nói. Cậu được người ta nhặt về à? Diệp Phàm ngạc nhiên nhìn thiếu niên. Đúng vậy, tôi là trẻ mồ côi, được ông nội nuôi dưỡng. Tiểu Đông gật đầu. Diệp Phàm nhìn Tiểu Đông. Không hiểu sao hắn lại cảm giác thân thiết không thể giải thích được với thiếu niên này.
Cảm giác thân thiết này khiến Diệp Phàm cảm thấy rất khó hiểu, hắn và đối phương mới gặp nhau lần đầu, tại sao hắn lại có cảm giác này? Đúng rồi, cậu có biết Điện Thiên Thần không? Nghĩ mãi không ra nên Diệp Phàm không nghĩ đến cảm giác thân thiết khó hiểu này nữa, nhìn Tiểu Đông hỏi đường. Điện Thiên Thần. Nghe thấy ba chữ này, vẻ mặt của Tiểu Đông thay đổi, nhìn về phía Diệp Phàm, công tử, Điện Thiên Thần là một tổ chức cực kỳ đáng sợ ở ngoại vực này, ngài hỏi bọn họ làm gì? Vậy cậu có biết Điện Thiên Thần ở đâu không? Diệp Phàm hỏi lại, Tiểu Đông gật đầu. Vậy cậu có thể dẫn tôi đến Điện Thiên Thần được không? Diệp Phàm lập tức nói. Cái gì, đến Điện Thiên Thần? Tiểu Đông kinh ngạc nhìn Diệp Phàm, công tử, Điện Thiên Thần cực kỳ nguy hiểm, ngài đến đó làm gì? Không sao đâu, cậu đừng sợ, cậu chỉ cần đưa tôi đến Điện Thiên Thần là được. Tất nhiên, nếu cậu không đồng ý thì thôi vậy. Diệp Phàm nói. Công tử đã cứu tôi nên báo đáp ngài. Công tử ngài đi theo tôi sẽ đưa ngài đến đó. Lập tức, Tiểu Đông đưa Diệp Phàm tới Điện Thiên Thần. Ở trung tâm ngoại vực, có một quần thể kiến trúc tráng lệ, ở giữa là một tòa cung điện rộng lớn huy hoàng, toát ra khí chất cao quý. Đây chính là Điện Thiên Thần. Là tổ chức đứng đầu ngoại vực, Điện Thiên Thần có hơn 100.000 thành viên, trong điện cường giả như mây. Lúc này, ở giữa điện chính, điện chủ Điện Thiên Thần đang ngồi với vẻ mặt u ám, trước mặt ông ta là một đám cường giả của Điện Thiên Thần, tất cả đều là cường giả cấp vương cảnh, trong đó có ba cường giả cấp hoàng cảnh. Điện chủ, để tôi đi giết đệ tử Tu La này. Lúc này, một cường giả hoàng cảnh lên tiếng. Ánh mắt của điện chủ Điện Thiên Thần lóe lên, không biết đang suy nghĩ gì. Điện chủ, không ổn rồi, có người giết vào Điện Thiên Thần. Đột nhiên, một thống lĩnh của Điện Thiên Thần vội vã chạy vào trong điện, quỳ xuống trước mặt điện chủ Điện Thiên Thần. Cái gì, lại có người dám giết vào Điện Thiên Thần, ai mà to gan như vậy? Tất cả cường giả của Điện Thiên Thần có mặt lập tức đồng thanh hét lên. Điện chủ Điện Thiên Thần, cút ra đây cho tôi, ông nội Diệp Phàm của ông tới rồi. Đột nhiên, giọng nói lạnh lùng của Diệp Phàm từ bên ngoài truyền đến, làm chấn động toàn bộ Điện Thiên Thần. Lúc này, điện chủ Điện Thiên Thần mở to mắt, khóe môi nở một nụ cười lạnh, bước ra ngoài. Lúc này, bên ngoài điện chính, Diệp Phàm cầm kiếm đi vào, tất cả thành viên Điện Thiên Thần đứng trước mặt hắn đều bị chém giết, phía sau lưng hắn là một con đường hình thành bởi máu. Tiếng hét lớn vừa rồi của Diệp Phàm đã làm chấn động toàn bộ Điện Thiên Thần. Trong lúc nhất thời, một lượng lớn thành viên của Điện Thiên Thần từ các phương hướng kéo đến, vây quanh Diệp Phàm. Ngay sau đó, ngày hôm đó, điện chủ Điện Thiên Thần bước ra cùng với một đám cường giả của Điện Thiên Thần. Diệp Phàm và điện chủ của Điện Thiên Thần nhìn nhau, trong mắt bọn họ xẹt ra tia lửa vô hình trong không khí xung quanh hoàn toàn đóng băng, hiện trường vô cùng áp lực, cuộc chiến lớn hết sức căng thẳng. Điện chủ Điện Thiên Thần. Đệ tử Tu La. Diệp Phàm và điện chủ Điện Thiên Thần đồng thời hét lên. Không ngờ cậu dám một mình giết vào Điện Thiên Thần của chúng tôi thực sự đã đánh giá thấp cậu. Điện chủ của Điện Thiên Thần nhìn Diệp Phàm nói lạnh lùng. Các người hết lần này đến lần khác gây rắc rối cho tôi, con người của tôi ghét nhất là rắc rối nên hôm nay tôi đến đây để giải quyết hết đám rắc rối các người. Diệp Phàm thản nhiên nói. Lời nói của hắn đã khiến đám cường giả của Điện Thiên Thần cảm thấy bất mãn. Thằng nhóc, cậu còn muốn tiêu diệt Điện Thiên Thần của tôi sao? Một vị cường giả của Điện Thiên Thần chỉ vào Diệp Phàm, lạnh lùng nói. Đúng vậy. Sau ngày hôm nay, ngoại vực sẽ không tồn tại Điện Thiên Thần nữa. Diệp Phàm hét lên. Đột nhiên, vẻ mặt của các cường giả Điện Thiên Thần có mặt ở đó trở nên lạnh lùng, nhìn chằm chằm Diệp Phàm đầy sát khí. Những thành viên của Điện Thiên Thần đều cảm thấy Diệp Phàm điên rồi, những lời như vậy cũng dám nói. Điện Thiên Thần là tổ chức đứng đầu ngoại vực, ai dám nói sẽ tiêu diệt Điện Thiên Thần. Chưa kể chỉ riêng điện chủ của bọn họ đã là cường giả đứng đầu trong thần bảng, chính là một ngọn núi không thể lay chuyển, ai có thể tiêu diệt được. Tuy nhiên, khi điện chủ Điện Thiên Thần nghe thấy lời nói của Diệp Phàm, cũng không hề tức giận, ngược lại nói, giọng điệu của cậu không nhỏ. Nhưng ngay cả sư phụ Tu La của cậu năm đó cũng không thể tiêu diệt Điện Thiên Thần của tôi, cậu cảm thấy chỉ dựa vào cậu mà có thể tiêu diệt Điện Thiên Thần của tôi sao? Đương nhiên, Diệp Phàm tự tin nói. Vậy để tôi xem thực lực của cậu mạnh đến mức nào mà dám tiêu diệt Điện Thiên Thần của tôi. Điện Thiên Thần điện chủ lạnh lùng nói. Điện chủ, để tôi đến giết hắn. Lúc này, một cường giả vương cảnh cấp 9 hét lên. Hắn ta lao thẳng về phía Diệp Phàm.
Ngoài ra, còn có hàng chục cường giả vương cảnh khác và nhiều cường giả quân cảnh không nhịn được lao về phía Diệp Phàm. Phụt phụt phụt. Diệp Phàm nhìn những cường giả này của Điện Thiên Thần, không nói gì nữa, vung kiếm trong tay chém về phía những người này. Mỗi nhát kiếm của Diệp Phàm sẽ có máu tươi từ trên người cường giả Điện Thiên Thần bắn ra, sau đó ngã xuống. Dưới sự chém giết điên cuồng của hắn, tất cả những cường giả của Điện Thiên Thần lao về phía hắn đều chết thảm, không còn ai sống sót. Cảnh này khiến tất cả mọi người trong Điện Thiên Thần đều ngây người. Ầm, ầm, ầm. Ngay sau đó, ba cường giả hoàng cảnh của Điện Thiên Thần cùng nhau ra tay, đánh về phía Diệp Phàm. Giết! Miệng của Diệp Phàm hô to như sấm sét, một cỗ sát khí đáng sợ như tu la địa ngục bộc phát. Hắn vung kiếm lên, một nhát kiếm phát ra ánh sáng màu đỏ bắn ra từ không trung. Đòn này là tuyệt kỹ của tứ sư phụ sát thần tu la của hắn. Trong khoảnh khắc, nhát kiếm đầy sát khí mang theo ánh sáng màu đỏ do Diệp Phàm thi triển va chạm với đòn tấn công của ba cường giả hoàng cảnh. Khi tiếng nổ lớn này vang lên, ba cường giả hoàng cảnh như diều đứt dây, nặng nề đập xuống đất, không biết còn sống hay đã chết. Đến lượt ông, thanh kiếm đầy sát khí trong tay Diệp Phàm chĩa về phía điện chủ của Điện Thiên Thần. Cậu rất mạnh, có tư cách để bản điện chủ ra tay. Điện chủ của Điện Thiên Thần nhìn Diệp Phàm nói. Xoẹt. Nói xong, thân thể ông ta chuyển động, giống như dịch chuyển tức thời, trong nháy mắt đã xuất hiện ở trước mặt Diệp Phàm, đánh ra một quyền. Diệp Phàm không kịp né tránh, trực tiếp phung thanh kiếm ngắn màu đen chống lại cú đấm của đối phương. Bùm! Cú đấm của điện chủ Điện Thiên Thần nện vào thanh kiếm của Diệp Phàm, phát ra một tiếng trầm đục. Thịch thịch thịch! Dưới một đòn này, kiếm của Diệp Phàm run lên, một luồng lực lượng mạnh mẽ dâng trào ập đến, khiến hắn lùi về phía sau mấy bước. Tôn cảnh! Diệp Phàm nhìn về phía điện chủ Điện Thiên Thần, thực lực của đối phương đã tiến vào tôn cảnh. Ngoại trừ Long Tượng Tôn Giả thì đây là kẻ địch thứ hai mà Diệp Phàm gặp phải, đã bước chân vào cảnh giới tôn cảnh và được xếp vào hàng tôn giả. Xoẹt! Điện chủ Điện Thiên Thần lại lao nhanh về phía Diệp Phàm, tung ra một quyền đánh về phía hắn. Diệp Phàm thu hồi thanh kiếm ngắn và cũng tung ra một cú đấm. Bùm! Nắm đấm của hai người va vào nhau phát ra tiếng động lớn. Với đòn này, Diệp Phàm không hề giữ lại mà bộc phát toàn bộ sức mạnh. Sức mạnh của ngũ long lục tượng trong cơ thể cũng bộc phát ra. Lập tức, điện chủ Điện Thiên Thần và Diệp Phàm lần lượt lui về phía sau. Không ngờ cậu lại có được thực lực mạnh mẽ như vậy. Đúng thật là một tên quái thai. Điện chủ Điện Thiên Thần nhìn Diệp Phàm, trong mắt lập lòe ánh sáng. Thật nhiều lời vô nghĩa. Diệp Phàm hừ lạnh một tiếng, trực tiếp tung ra một cú đấm, đấm về phía đối phương. Bùm bùm bùm. Tiếp theo. Diệp Phàm và Điện Chủ Điện Thiên Thần triển khai trận chiến trực tiếp nhất. Cả hai bên đều không sử dụng bất kỳ vũ khí hay vận dụng bất kỳ võ kỹ nào, đó chỉ là cuộc đối đầu trực tiếp nhất về lực lượng. Ngay lúc này, một loạt âm thanh sấm sét vang lên từ trong Điện Thiên Thần. Năng lượng dư thừa từ trận chiến giữa Diệp Phàm và Điện Chủ của Điện Thiên Thần đã trực tiếp tiêu diệt một số lượng lớn thành viên của Điện Thiên Thần. Ngay lập tức, tất cả các thành viên khác của Điện Thiên Thần đều điên cuồng rút lui. Trừ lại đủ không gian chiến đấu cho hai người bọn họ. Chuyện xảy ra trong Điện Thiên Thần rất nhanh đã truyền đến các thế lực lớn của ngoại vực, gây chấn động lớn. Là tổ chức đứng đầu ở ngoại vực, mà lại bị một người thân cô thế cô xông vào, đây chắc chắn là chuyện lớn. Trong lúc nhất thời, các thế lực lớn ở ngoại vực và một nhóm cường giả ngoại vực đều hướng về Điện Thiên Thần, bọn họ đều muốn xem là ai mà có dũng khí và năng lực lớn như vậy, dám một mình khiêu chiến toàn bộ Điện Thiên Thần. Trong Điện Thiên Thần, có một tiếng sấm sét nổ vang. Cú đấm của Diệp Phàm và Điện Chủ Điện Thiên Thần lại va vào nhau lần nữa, hai bên lần lượt lui về phía sau, sức mạnh mạnh mẽ va chạm khiến bọn họ tạo ra một cái hố sâu trên mặt đất. Lúc này, Điện Chủ Điện Thiên Thần nhìn Diệp Phàm, trên mặt lộ vẻ nặng nề. Giết! Diệp Phàm gầm lên giận dữ, mang theo sát khí cuồn cuộn, toàn bộ sức mạnh trong cơ thể hắn lần nữa bộc phát ra, hắn lại đánh ra một quyền. Võ Diệt Hoàn Vũ. Lúc này, Diệp Phàm thi triển chiêu thức thứ ba trong ba chiêu thức võ quyền mà nhị sư phụ dạy cho hắn. Và khi hắn đấm ra, uy lực cực kỳ to lớn, sấm sét cuồn cuộn, sức mạnh ngút trời tràn ngập không khí, như thể nó sắp hủy diệt thế giới. Lúc này, tất cả những người trong Điện Thiên Thần đều cảm nhận được cảm giác tuyệt vọng và ngột ngạt mãnh liệt. Sắc mặt của Điện Chủ Điện Thiên Thần cũng thay đổi, ông ta cũng phát động bí pháp của mình để chống lại một quyền của Diệp Phàm. Bùm! Một tiếng nổ kinh hoàng trực tiếp vang lên.
năng lượng ngút trời bùng phát ra, trực tiếp phá hủy tất cả các cung điện có kiến trúc lớn trong điện thiên thần, ánh sáng chói lóa bắn lên trời. Một loạt tiếng nổ nối tiếp nhau vang lên, nuốt chửng toàn bộ điện thiên thần. Sức mạnh của đòn đánh kinh hoàng này kéo dài hơn 10 phút trước khi tiếng nổ mạnh kia dần biến mất, năng lượng ngút trời mới từ từ tiêu tán. Khi năng lượng này tiêu tan, toàn bộ điện thiên thần không còn tồn tại nữa và tất cả các công trình kiến trúc lớn đều bị phá hủy. Hàng trăm ngàn thành viên của điện thiên thần gần như bị tiêu diệt hoàn toàn, tất cả bọn họ đều bị chôn vùi trong nguồn năng lượng đáng sợ vừa rồi. Toàn bộ điện thiên thần đã biến thành một đống đổ nát. Lúc này, những cường giả của các thế lực lớn ở ngoại vực đều tới đây, khi nhìn thấy cảnh tượng trước mắt, tất cả đều hít một hơi và vô cùng sửng sốt. Điện thiên thần khổng lồ trong nháy mắt đã biến thành đống đổ nát, điều này thì khó ai có thể tin được. Bùm! Đột nhiên, một âm thanh nghèn nghẹn phát ra. Một bóng người trực tiếp bay ra ngoài, đập xuống đất điên cuồng hộc máu, tay phải đã biến mất, người này chính là điện chủ của điện thiên thần. Đó không phải là điện chủ của điện thiên thần sao? Những người từ các thế lực lớn ngoại vực nhìn điện chủ của điện thiên thần hiện tại với vẻ mặt không thể tin được. Họ không ngờ rằng điện chủ của điện thiên thần, người được xếp vào thần bảng và được coi là cường giả hàng đầu ở ngoại vực, lại có kết cục bi thảm như vậy, thậm chí mất đi cánh tay phải. Phụt! Lúc này lại có một tiếng hộc máu vang lên. Mọi người nhìn quanh, chỉ thấy một thanh niên đang quỳ trên mặt đất, miệng hộc máu, người này tự nhiên là Diệp Phàm. Một đòn vừa rồi đã trực tiếp tiêu hao toàn bộ sức lực của Diệp Phàm, đồng thời khiến hắn bị bắn ngược lại, thân thể suy yếu vô cùng. Lúc này, những người của các thế lực lớn ở đây đều nhìn chằm chằm vào Diệp Phàm, trong lòng cảm thấy chấn động. Họ không ngờ rằng người khiến điện chủ của điện thiên thần bị thương đến mức độ này và phá hủy toàn bộ điện thiên thần chỉ là một chàng trai trẻ. Người thanh niên này chẳng phải quá đáng sợ sao? Không ngờ điện chủ của điện thiên thần cũng có ngày hôm nay. Đột nhiên một giọng nói nghiền ngẫm vang lên. Một nhóm người xuất hiện ở đây, người cầm đầu mặc một bộ lễ phục và khoác áo choàng, toàn thân tản ra khí tức lạnh băng. Vĩnh Dạ Quân Vương. Những người từ các lực lượng lớn có mặt đều nhìn người này với vẻ mặt kinh ngạc. Người này không ai khác chính là Vĩnh Dạ Quân Vương, chủ nhân của Điện Vĩnh Dạ, một trong những tổ chức hàng đầu ở ngoại vực, là một cường giả trong thần bảng, không hề yếu hơn điện chủ của Điện Thiên Thần. Sau đó Vĩnh Dạ Quân Vương liếc mắt nhìn Diệp Phàm, nếu bổn vương không đoán sai, cậu hẳn là Diệp Phàm mà Điện Thiên Thần treo thưởng muốn giết, tả sứ Điện Vĩnh Dạ của tôi, cũng chết trong tay cậu đúng không? Đúng rồi. Diệp Phàm không giấu giếm nói. Cậu trả lời dứt khoát thật. Nhưng bất cứ ai giết người của Điện Vĩnh Dạ, sẽ phải trả giá đắt. Vĩnh Dạ Quân Vương lạnh lùng hét lên. Kha kha. Đột nhiên một tiếng cười rùng rợn vang lên, một người đàn ông mặc áo choàng đen đeo mặt nạ đầu lâu xuất hiện ở đây. Khô Lâu Vương. Mọi người đều bị sốc khi nhìn thấy người này. Người này là Khô Lâu Vương, chủ nhân của Điện Khô Lâu, một trong những tổ chức hàng đầu ở ngoại vực. Ông ta cũng là một cường giả không hề thua kém điện chủ điện thiên thần và Vĩnh Dạ Quân Vương. Khô Lâu Vương, ông cũng tới đây. Vĩnh Dạ Quân Vương liếc nhìn Khô Lâu Vương. Tên nhóc này giết người của Khô Lâu Vương tôi đây, cậu ta phải chết trong tay bổn tọa. Đôi mắt dưới chiếc mặt nạ của Khô Lâu Vương nhìn chằm chằm vào Diệp Phàm với ánh sáng lạnh lẽo, toát ra khí tức khiến người ta cảm thấy ngột ngạt. Vĩnh Dạ Quân Vương cau mày và cũng toát ra một luồng khí tức lạnh lùng. Cả hai người đều là những cường giả tôn cảnh, khí tức mà họ tỏa ra vào lúc này trực tiếp khiến mọi người run rẩy trong lòng. Cậu ta chỉ có thể chết trong tay điện thiên thần của tôi. Lúc này, điện chủ của điện thiên thần bị thương nặng, đứt một cánh tay đột nhiên lên tiếng. Điện chủ điện thiên thần, ngay cả chính mình đều không bảo vệ được, ông còn muốn giết người sao? Vĩnh Dạ Quân Vương nhìn về phía điện chủ điện thiên thần và lạnh lùng nói. Đại nhân, cầu xin ngài hãy ra tay. Giết chết người này. Đột nhiên, điện chủ điện thiên thần hét lên. Mọi người có mặt đều sửng sốt, không biết tại sao. Diệp Phàm đột nhiên cau mày bởi vì hắn cảm nhận được một luồng khí tức cực kỳ thần bí và khủng bố. Loại khí tức này vừa xuất hiện, trong lòng hắn liền run lên, cảm giác được sự ngạt thở mãnh liệt. Khí tức này không hề kém cạnh so với tổ tiên của huyết tộc. Xoẹt! Ngay lập tức, một nhân vật bí ẩn bao trùm dưới lớp áo choàng đen xuất hiện ở đây. Khi người này xuất hiện, tất cả những người thuộc các thế lực lớn có mặt đều nhìn ông ta, bao gồm cả Vĩnh Dạ Quân Vương và Khô Lâu Vương đều nhìn chằm chằm vào người này, và với cảm giác nhạy bén của cường giả như bọn họ, có thể phát hiện ra người này thật sự đáng sợ. Ông là ai? Diệp Phàm nhìn người này,
hét lớn. Người này không lên tiếng và trực tiếp tấn công Diệp Phàm. Một kẻ dị tộc nhỏ bé cũng xứng chạm vào đệ tử của Tu La này. Vào thời điểm ngàn cân treo sợi tóc này, một tiếng hét lạnh lùng và tàn nhẫn vang lên. Bùm! Một luồng kiếm quang đẫm máu xé toạc bầu trời ngoại vực, chém về phía bóng người bao trùm dưới lớp áo choàng đen kia. Bóng người kia đột nhiên ra tay chặn một kiếm này. Cùng với một tiếng gầm vang lên, bóng người kia trực tiếp bị hất văng ra xa, đập mạnh xuống đất, nôn ra máu. Lúc này, tất cả mọi người có mặt đều chấn động. Đặc biệt là điện chủ điện thiên thần, sắc mặt ông ta thay đổi, ánh mắt chợt nhìn về phía xa. Lúc này, ở nơi xa, có một bóng người chậm rãi đi tới. Người này mặc một bộ đồ màu đỏ như máu, khuôn mặt lạnh lùng, toàn thân tản ra sát khí khiến người ta ngạt thở, đôi mắt sáng rực màu máu, trong tay cầm một thanh kiếm đỏ như máu, đi từng bước về phía này. Khi người này tiếp tục tiến lại gần, không khí xung quanh hoàn toàn đóng băng, tràn ngập sát khí nồng nặc, khiến người ta có cảm giác như đang ở giữa một nơi xác chết chồng chất đầy máu me. Những cường giả của các thế lực ngoại vực có mặt ở đây thầm run trong lòng, nhìn chằm chằm người này với vẻ mặt nghiêm túc. Tứ sư phụ, Diệp Phàm nhìn người mặc bộ đồ đỏ như máu, kích động hét lên. Người mặc bộ đồ đỏ như máu này là tứ sư phụ của Diệp Phàm, sát thần Tu La. Tu La, điện chủ điện thiên thần nhìn chằm chằm Tu La, trong lòng vô cùng chấn động. Ông ta không ngờ rằng sau hơn mười mấy năm, sức mạnh của đối phương lại trở nên mạnh mẽ như vậy. Ngay cả cường giả của dị tộc cũng có thể giết chết dễ dàng trong nháy mắt. Tiểu Phàm, con thế nào? Tu La đi tới trước mặt Diệp Phàm, sắc mặt lạnh lùng nói. Con không sao. Cảm ơn tứ sư phụ. Diệp Phàm cảm ơn Tu La. Ta và con là thầy trò, không cần cảm ơn. Tu La nói một cách lạnh nhạt, ánh mắt quét về phía điện chủ điện thiên thần và bóng người mặc áo choàng đen, lạnh lùng nói, điện chủ điện thiên thần, ông dám cấu kết với dị tộc. Còn có ý định giết đệ tử của tôi, ông đang muốn tìm đường chết à? Tu La, mười mấy năm không gặp, không ngờ thực lực của ông lại trở nên mạnh mẽ như vậy. Năm đó ông bị giam ở điện thiên thần của chúng tôi, hôm nay xem như đệ tử của ông đã báo thù cho ông. Điện chủ điện thiên thần nhìn Tu La, lạnh lùng nói. Hừ, nếu như năm đó tôi không bị thương, chỉ dựa vào ông mà muốn bắt được tôi sao? Tu La tỏ vẻ khinh thường nói. Ông là Tu La đó sao? Lúc này, bóng người mặc áo choàng đen đứng dậy và hét lên với Tu La. Đám dị tộc trộm cắp các người, đã nhiều năm như vậy, các người vẫn từ bỏ ý đồ xấu, nhưng hiện tại hang ổ ở ngoại vực của dị tộc các người đã bị tôi phá hủy, bây giờ ông cũng có thể đi theo đồng bọn của mình. Tu La nhìn người này và lạnh lùng nói. Lời nói của ông ta đã trực tiếp khiến người này và điện chủ điện thiên thần bị sốc. Cái gì, làm sao có thể được, ông? Người mặc áo choàng đen ngẩng đầu nhìn Tu La, lộ ra khuôn mặt hung dữ và xấu xí, đôi mắt ông ta có màu xanh lam, trông cực kỳ khác thường. Phụt! Tu La vung thanh kiếm trong tay, trực tiếp chém người này làm đôi. Xoẹt! Sau khi giải quyết xong người này, Tu La lại dùng kiếm chém về phía điện chủ điện thiên thần. Tia máu xẹt qua, điện chủ điện thiên thần mở to hai mắt, trực tiếp ngã xuống đất, trên cổ xuất hiện một vết máu, máu không ngừng tuôn ra. Lúc này Tu La liếc mắt nhìn Vĩnh Dạ Quân Vương và Khô Lâu Vương, lạnh lùng nói, các người cũng muốn giết đệ tử của tôi phải không? Xoẹt, xoẹt. Khi lời nói của Tu La vang lên, sắc mặt của Vĩnh Dạ Quân Vương và Khô Lâu Vương cực kỳ khó coi, họ nhìn Tu La và nhất thời không biết nên nói gì. Sức mạnh Tu La vừa thể hiện đã khiến họ cảm thấy được sự nguy hiểm mãnh liệt. Tất cả chỉ là hiểu lầm thôi. Khô Lâu Vương nói, hiểu lầm. Tu La liếc nhìn Khô Lâu Vương và trực tiếp chém ra một kiếm. Vẻ mặt của Khô Lâu Vương lập tức thay đổi, ông ta nhanh chóng huy động sức mạnh của mình tạo thành một đầu lâu để chống lại chiêu kiếm của Tu La. Bùm! Ngay lập tức, một tiếng gầm vang lên. Đầu lâu của Khô Lâu Vương bị phá hủy ngay tại chỗ, toàn bộ cơ thể của ông ta bị thanh kiếm này chém làm đôi. Xoẹt xoẹt xoẹt! Chứng kiến Khô Lâu Vương bị một kiếm giết chết ngay lập tức, vẻ mặt của tất cả những người ngoại vực có mặt ở đây đều thay đổi. Trở nên vô cùng khó coi, trong mắt càng thêm sợ hãi, run rẩy. Trong số đó, khuôn mặt của Vĩnh Dạ Quân Vương là khó coi nhất. Lập tức, ánh mắt của Tu La lạnh lùng liếc nhìn Vĩnh Dạ Quân Vương, người sau nói, rất xin lỗi. Chỉ cần một câu xin lỗi là đủ sao? Tu La lạnh lùng nói. Ông muốn thế nào? Vĩnh Dạ Quân Vương nhìn Tu La và hỏi. Cho ông một cơ hội, nhận đệ tử của tôi là chủ nhân,
hứa cả đời sẽ trung thành với nó. Tu La nói thẳng, xoẹt một cái, sắc mặt Vĩnh Dạ Quân Vương thay đổi, ánh mắt quét về phía Diệp Phàm. Sao vậy, không muốn? Tu La nhìn chằm chằm vào Vĩnh Dạ Quân Vương với vẻ mặt lạnh lùng. Tôi còn có quyền lựa chọn sao? Vĩnh Dạ Quân Vương bình tĩnh nói. Có, ông có thể lựa chọn cái chết. Tu La nói một cách độc đoán. Tham kiến chủ nhân. Lập tức, Vĩnh Dạ Quân Vương trực tiếp quỳ xuống trước mặt Diệp Phàm. Bằng cách này, hai trong số những nhân vật lớn của ba tổ chức hàng đầu ngoại vực đã bị Tu La giết chết, và một người đã đầu hàng với đệ tử của ông ta. Giờ phút này, tất cả cường giả ở ngoại vực đều chấn động trong lòng. Lúc này, sức mạnh trong thân thể Diệp Phàm khôi phục một ít, hắn đứng lên, nhưng ánh mắt của hắn chú ý tới phế tích ban đầu là điện thiên thần, có những tia sáng chiếu rọi, hắn liền trực tiếp đi tới. Rất nhanh, Diệp Phàm đã lấy ra một đống tinh thạch phát sáng từ trong đống đổ nát này, đây chính là ngọc thạch mà người của ngoại vực đang tranh giành. Diệp Phàm cầm ngọc thạch, nhận ra trong đó thật sự ẩn chứa năng lượng thuần khiết. Cái này có phần giống với những viên linh thạch được người tu chân dùng để tu luyện trong tiểu thuyết. Sau đó, Diệp Phàm tìm được một đống ngọc thạch từ trong đống đổ nát này, tổng cộng có mấy vạn viên. Những viên ngọc thạch này được làm từ chất liệu đặc biệt và không bị phá hủy, nên Diệp Phàm coi như được lợi. Những người khác có mặt nhìn thấy nhiều ngọc thạch như vậy, trong mắt họ đều lộ ra sự hâm mộ, nhưng lại không dám giành lấy. Khi Diệp Phàm có được những viên ngọc thạch này, hắn không thể chờ được mà trực tiếp luyện hóa chúng. Khi hắn bắt đầu luyện hóa ngọc thạch, những dòng năng lượng thuần khiết và bàng bạc từ ngọc thạch ùa vào cơ thể hắn. Trong lúc nhất thời, thực lực của Diệp Phàm bắt đầu hồi phục nhanh chóng, hắn bắt đầu vận chuyển long tượng bàn nhược công, hắn nhanh chóng luyện hóa từng viên ngọc thạch. Mấy vạn viên ngọc thạch này thoạt nhìn có vẻ nhiều, nhưng dưới sự luyện hóa của Diệp Phàm, hàng nghìn viên ngọc thạch đã bị tiêu hao trong vòng chưa đầy 10 phút. Những người có mặt vào lúc này đều sửng sốt khi nhìn thấy Diệp Phàm trong thời gian ngắn như vậy đã luyện hóa hết hơn 1.000 viên ngọc thạch. Phải biết rằng, năng lượng ẩn chứa trong một viên ngọc thạch này, cho dù là cường giả hoàng cảnh cũng phải tốn một ngày để luyện hóa, cường giả tôn cảnh cũng cần vài giờ. Mà Diệp Phàm trong thời gian không đến 10 phút đã luyện hóa hơn 1.000 viên ngọc thạch, tốc độ này thực sự làm người ta kinh ngạc. Hơn nữa, năng lượng ẩn chứa trong mỗi viên ngọc thạch là vô cùng khổng lồ. Việc luyện hóa hơn 1.000 viên ngọc thạch trong thời gian ngắn, ngay cả một cường giả tôn cảnh cũng sẽ không thể chịu đựng được năng lượng mà nó mang lại, chắc chắn sẽ nổ tan xác mà chết, nhưng Diệp Phàm lại trông giống như một người bình thường, đúng là một tên quái thai. Nửa giờ sau, Diệp Phàm đã luyện hóa được khoảng 5.000 ngọc thạch. Bùm! Một tiếng gầm trực tiếp từ truyền ra từ trong cơ thể hắn, sức mạnh của hắn tăng vọt, đạt đến một tầm cao mới. Tuy nhiên, bởi vì thể chất đặc biệt của Diệp Phàm, thực lực của hắn không thể phán đoán dựa vào cảnh giới võ đạo bình thường, người ngoài cũng khó có thể nhìn thấu cảnh giới của hắn. Nhưng hiện tại, thực lực của Diệp Phàm đã được nâng lên một tầm cao mới so với trước đây. Ngay cả sức mạnh của cửu long cửu tượng trong cơ thể hắn cũng lần nữa được luyện hóa thêm một tượng, hiện tại hắn đang điều khiển sức mạnh của ngũ long thất tượng. Xoẹt! Lúc này, hai mắt Diệp Phàm mở ra, trong đó lóe lên ánh sáng khiến người khác sợ hãi. Hắn thu thập những viên ngọc thạch còn lại, lúc sau sẽ phân phát cho cấp dưới của mình dùng, thứ này sẽ giúp bọn họ nhanh chóng tăng sức mạnh. Tiểu Phàm, từ nay về sau ông ta sẽ là thuộc hạ của con. Tu La chỉ vào Vĩnh Dạ Quân Vương và nói với Diệp Phàm. Ông thật sự bằng lòng phục tùng tôi. Tôi phải nhắc nhở ông, một khi ông đã phục tùng tôi, thì tuyệt đối không được hài lòng, nếu không tôi sẽ khiến ông sống không bằng chết. Diệp Phàm nhìn Vĩnh Dạ Quân Vương, lạnh lùng quát. Thuộc hạ đã hiểu. Vĩnh Dạ Quân Vương gật đầu. Xoẹt. Diệp Phàm trực tiếp dùng kim đâm vào người Vĩnh Dạ Quân Vương, sắc mặt ông ta thay đổi, nói, cậu làm gì vậy? Không có việc gì, tôi không tin tưởng ông, cho nên mới ghim cho ông một kim. Một năm sau, nếu tôi không ghim cho ông một kim nữa, ông nhất định sẽ chết. Nghe lời nói của Diệp Phàm, Vĩnh Dạ Quân Vương cau mày. Đương nhiên, nếu một năm sau ông không hài lòng, tự nhiên tôi sẽ lại châm cứu. Bảo đảm ông bình an vô sự. Diệp Phàm bình tĩnh nói. Thuộc hạ đã hiểu. Vĩnh Dạ Quân Vương gật đầu. Được rồi, tiếp theo tôi sẽ giao cho ông một nhiệm vụ. Diệp Phàm nhìn về phía Vĩnh Dạ Quân Vương nói, ông ta trả lời, xin chủ nhân hãy ra lệnh cho tôi. Thu phục toàn bộ thế lực lớn ở ngoại vực, lấy được tất cả các mạch khoáng ngọc thạch lớn ở ngoại vực. Diệp Phàm nói thẳng.
mà lời nói của hắn khiến tất cả chủ nhân của các thế lực lớn khác có mặt ở đây đều thay đổi sắc mặt. Về phần Diệp Phàm, hắn liếc nhìn những người của các thế lực này, nói, các người cảm thấy quyết định của tôi thế nào? Xoẹt! Tu La liếc nhìn nhóm người này bằng ánh mắt lạnh lùng, vẻ mặt của họ lập tức thay đổi liên tục. Tham kiến chủ nhân! Rất nhanh đã có người quỳ xuống nói với Diệp Phàm. Tiếp theo, ngày càng có nhiều cường giả ngoại vực quỳ xuống phục tùng Diệp Phàm. Hiện tại ngay cả Vĩnh Dạ Quân Vương cũng phục tùng Diệp Phàm, nếu bọn họ không phục tùng, rất có thể sẽ chỉ còn đường chết. Trong chớp mắt, toàn bộ người của các tổ chức thế lực ngoại vực có mặt đều phục tùng Diệp Phàm. Những người này vừa phục tùng, trên cơ bản hơn phân nửa ngoại vực đã nằm trong sự khống chế của Diệp Phàm. Lúc này, Tu La đi tới trước mặt Diệp Phàm, nói, Tiểu Phàm, bên phía Long Quốc đã xảy ra chuyện, chúng ta phải lập tức quay về. Xoẹt! Nghe được lời nói của Tu La, sắc mặt Diệp Phàm thay đổi, trong lòng có một loại dự cảm không tốt. Hắn trực tiếp rời ngoại vực cùng Tu La, giao ngoại vực này cho Vĩnh Dạ Quân Vương phụ trách. Mà khi Diệp Phàm rời khỏi ngoại vực, Tiểu Đông trở về nơi ở của mình, nhưng cậu lại phát hiện ra rằng ông nội đã nuôi nấng cậu lớn lên và là người mà cậu sống nương tựa vào đã bị giết. Ông nội! Nhìn thấy cái chết bi thảm của ông nội, Tiểu Đông chạy tới và hét lên với vẻ mặt đau buồn. Ông ơi, ông tỉnh lại đi, tỉnh lại đi! Tiểu Đông kêu lên, nắm chặt tay ông nội. Nhóc con, cuối cùng cậu cũng đã trở lại. Lúc này, nhóm thành viên của Điện Cuồng Thần đã truy đuổi cậu trước đó xuất hiện ở đây, nhìn cậu cười lạnh. Chính các người đã giết ông nội tôi. Tiểu Đông nhìn chằm chằm đám người này bằng vẻ mặt tức giận. Đúng, chúng tôi đã giết ông nội của cậu. Lúc trước ai bảo cậu không ngoan ngoãn giao Ngọc Thạch ra, đây đều là lỗi của cậu. Đám người kia nhìn Tiểu Đông, hừ lạnh mỉa mai. Tôi sẽ liều mạng với các người. Tiểu Đông gầm lên giận dữ và lao về phía đám người này. Bùm! Ngay lập tức, một người trong số họ tung ra một cú đấm, khiến Tiểu Đông bay ra ngoài. Phụt! Tiểu Đông ngã xuống đất, phun ra một ngụm máu, bị thương nặng. Nhóc con, chỉ với chút sức lực nhỏ bé của cậu mà dám liều mạng với chúng tôi sao? Điều này đúng là rất nực cười. Nhóm người này nói một cách châm chọc mỉa mai. Tiểu Đông lại lao ra lần nữa, bất chấp cả cơn đau. Bùm! Chẳng bao lâu, Tiểu Đông lại bị đánh bay ra ngoài, ngã xuống đất, nôn ra máu. Tôi phải trả thù cho ông nội. Sắc mặt Tiểu Đông hung hãn, đôi mắt đỏ ngầu hét lên, cậu khó nhọc từ dưới đất bò dậy và định tiếp tục tấn công. Bùm! Lúc này, một người đàn ông trong đám đó giẫm lên người Tiểu Đông, khiến cậu ngã xuống đất. Cậu chỉ là một kẻ vô dụng, còn muốn báo thù cho ông nội mình. Tôi nghĩ tốt nhất là để tôi đưa cậu đi gặp ông nội cậu. Người đàn ông giẫm lên Tiểu Đông khinh thường nói. Tôi nghĩ hay là cứ vứt xác cậu ta và ông nội cậu ta ra ngoài cho sói ăn thì sẽ vui hơn. Lập tức có người khác đề nghị. Ý kiến này hay đấy. Những người còn lại gật đầu, bọn họ lập tức lôi xác ông nội Tiểu Đông, chuẩn bị ném ra ngoài cho sói ăn. Đừng chạm vào ông nội tôi. Tiểu Đông nhìn thấy cảnh này, cậu giống to lên, hai mắt đỏ ngầu. Máu trong cơ thể bắt đầu sôi lên. A! À, lúc này, Tiểu Đông phát ra một tiếng giống to như sấm đầy giận dữ. Toàn thân cơ bắp cuồn cuộn, một lực lượng kinh khủng từ trong cơ thể cậu bộc phát ra, trực tiếp đánh bay kẻ đã giẫm lên người cậu. Lúc này, Tiểu Đông từ trên mặt đất đứng lên, dường như cậu đã thay đổi thành một người hoàn toàn khác, tản ra khí tức cực kỳ đáng sợ, cậu dùng ánh mắt lạnh lùng nhìn chằm chằm đám người này, gầm lên, đi chết đi. Bùm! Tiểu Đông đấm ra một quyền, khiến cho một người trong số đó nổ tung, thân thể người đó nổ tan tành, hóa thành bột phấn, không để lại một mảnh vụn nào, có thể thấy sức mạnh này mạnh đến mức nào. Lập tức những người còn lại đều sửng sốt. Bùm, bùm, bùm. Tiếp theo, Tiểu Đông không ngừng vung nắm đấm đập nát toàn bộ thân thể của những người này. Sau khi giải quyết những người này, Tiểu Đông đi tới trước mặt ông nội, trong mắt tràn đầy áy náy, cậu trực tiếp bế xác ông nội đi ra ngoài. Nhưng Diệp Phàm lại không biết những việc này. Sau khi hắn và Tu La rời khỏi ngoại vực, bọn họ liền đi thẳng đến Long Quốc. Sau khi quay trở lại Long Quốc, hắn mới biết được mấy vị sư phụ của mình đều bị phục kích, hiện tại chưa rõ sống chết ra sao. Sau đó, hắn nhận được tin tức từ Hoa Hồng Đỏ và biết được ba người phụ nữ Đường Sở Sở, Lâm Thi Âm và Cơ Như Yên đều đã bị bắt đi. Bùm! Sau khi biết được loạt tin dữ này, Diệp Phàm bộc phát ra sát khí ngút trời. Hai mắt đỏ ngầu đầy sát khí. Thiếu chủ, tôi vừa mới nhận được tin tức,
đối phương nói nếu thiếu chủ muốn thấy Đường tiểu thư và những người khác bình an vô sự thì phải lập tức đi đến Lôi Cốc. Lúc này, Hoa Hồng Đỏ nói với Diệp Phàm. Lôi Cốc, đó là nơi nào? Diệp Phàm thờ ơ nói. Lôi Cốc là một thung lũng độc đáo ở Long Quốc, trong thung lũng này có sức mạnh sấm sét tự nhiên cực kỳ mạnh mẽ và cực kỳ nguy hiểm. Hoa Hồng Đỏ giới thiệu. Được rồi, tôi hiểu rồi. Ánh mắt Diệp Phàm lóe lên, hắn kể cho Tu La nghe về việc Lôi Cốc. Đối phương hẳn là muốn lợi dụng đám người Sở Sở để dụ con tới đó, trong Lôi Cốc nhất định có rất nhiều mai phục. Tu La nói với Diệp Phàm. Cho dù có phục kích thế nào, thì con cũng sẽ đến đó. Con muốn xem thử ai có dũng khí chạm vào người phụ nữ của con. Diệp Phàm lạnh lùng nói, sau đó nhìn về phía Tu La, Tứ Sư Phụ, Ngũ Sư Phụ và những người khác không sao chứ. Đừng lo lắng, muốn làm cho bọn họ bị thương không dễ dàng như vậy đâu. Để thầy đi tới Lôi Cốc với con trước, sau đó đi tìm bọn họ. Tu La nói với Diệp Phàm. Tứ sư phụ đi tìm mấy vị sư phụ khác đi, một mình con đến Lôi Cốc được rồi. Diệp Phàm trầm giọng nói. Được rồi, vậy con phải cẩn thận. Tu La dặn dò Diệp Phàm. Sau đó bọn họ tách ra, một mình Diệp Phàm trực tiếp đi thẳng tới Lôi Cốc. Lôi Cốc là một nơi nguy hiểm ở Long Quốc. Sự nguy hiểm của Lôi Cốc này không phải do sự tồn tại của bất kỳ cường giả nào trong đó, mà là sự nguy hiểm của chính thung lũng này. Kể từ khi hình thành, Lôi Cốc này đã ẩn chứa sức mạnh sấm sét tự nhiên cực kỳ mạnh mẽ, cho nên trong thung lũng này có sấm sét ầm ầm quanh năm. Nếu không có thực lực nhất định mà tiến vào Lôi Cốc, về cơ bản sẽ bị sét đánh đến không còn một mảnh. Đó là nguồn gốc của cái tên Lôi Cốc. Lúc này, bên trong Lôi Cốc có sấm sét vang ầm ầm, tiếng sấm bên tai không ngừng. Ở trong đó có ba cây cột, ba người bị trói trên những cây cột này là Đường Sở Sở, Cơ Như Yên và Lâm Thi Âm. Sức mạnh của ba cô gái lúc này đã bị phong ấn, hoàn toàn không thể giãy giụa, xung quanh họ không ngừng có sấm sét đánh xuống, như thể bất cứ lúc nào cũng có thể giết chết họ. Không biết qua bao lâu, bóng dáng Diệp Phàm đã xuất hiện ở đây. Sở Sở. Khi Diệp Phàm nhìn ba người Đường Sở Sở, ánh mắt ngưng tụ, đột nhiên kêu lên. Anh Tiểu Phàm. Anh đừng tới đây, ở đây nguy hiểm lắm. Đường Sở Sở hét lên với Diệp Phàm. Nhưng Diệp Phàm lại bất chấp tất cả lao thẳng vào thung lũng. Ầm ầm ầm. Khi Diệp Phàm bước vào trong thung lũng, giống như kích hoạt một cơ quan nào đó, xung quanh vang lên từng đợt tiếng sấm rền vang. Đột nhiên, sấm sét từ trên trời giáng xuống, trực tiếp bao trùm Diệp Phàm, hóa thành một lỗi trận cực lớn. Trong Lôi Cốc này, lại có người bố trí một lỗi trận. Trong Lôi Cốc này vốn đã tràn ngập sấm sét, sức mạnh của thuộc tính sét rất mạnh, khi lỗi trận được triển khai trên cơ sở này, có thể nói là uy lực của nó được tăng vọt, đạt tới trình độ cực kỳ đáng sợ. Lúc này Diệp Phàm đang ở trong lỗi trận, sấm sét vô tận đánh thẳng về phía hắn mà không chút khách khí. Mà sức mạnh của lỗi trận này, ngay cả cường giả cấp vương cảnh và quân cảnh cũng khó có thể chống đỡ được. Tuy nhiên, Diệp Phàm lại khinh thường lỗi trận này, hắn căn bản không có phản kháng. Mặc cho sấm sét đánh vào người mình. Hắn trực tiếp vận hành công pháp, hấp thu sức mạnh của sấm sét, dùng sức mạnh của sấm sét để tôi luyện cơ thể. Sấm sét cực kỳ đáng sợ trong mắt người khác, lại trở thành tài nguyên cực tốt giúp tăng cường thể lực trong mắt Diệp Phàm. Xoẹt xoẹt xoẹt. Lúc này, những bóng người xuất hiện bên ngoài Lôi Cốc, ngoại trừ ba ông lão đứng đầu, thì những người còn lại toát ra khí tức đáng sợ như vậy, tất cả đều là những cường giả hàng đầu trên quân cảnh. Về phần ba ông lão đứng đầu, chính là ba vị trưởng lão nội các. Đằng sau họ, ngoài những người bảo vệ Long Cấm là Phá Thiên và Tuyệt Vô Thần đã xuất hiện trước đó, còn có rất nhiều cường giả với sức mạnh khủng khiếp, chẳng hạn như Ấn, người đứng thứ 5 trong thiên bảng và Diêm La, người đứng thứ 7 trong thiên bảng. Thiên bảng là một bảng xếp hạng các cường giả đứng đầu của Long Quốc, chỉ cần là người được xếp vào đó, thì ít nhất phải đạt tới cấp độ vương cảnh. Vị thiên tôn bên cạnh quốc chủ của Long Quốc lúc trước. Là người đứng số 1 trên thiên bảng, hai cường giả đứng thứ 5 và thứ 7 trên thiên bảng, đã xuất hiện ở đây. Lúc này, bọn họ đều đang nhìn chằm chằm vào lỗi trận trước mặt. Để xem tên nhãi danh này còn sống sót thế nào được. Một vị trưởng lão nội các khịt mũi lạnh lùng. Lỗi trận này là do tông sư trận pháp trong Long Cấm thiết lập, cộng thêm sức mạnh ẩn chứa trong Lôi Cốc này, không có thực lực đến hoàng cảnh thì không thể ngăn cản được, vì vậy tên nhóc này nhất định sẽ chết. Một trưởng lão nội các khác khịt mũi lạnh lùng. Thực lực của tên nhóc này thực sự mạnh như vậy sao? Diêm La mặc một chiếc áo choàng màu đỏ như máu, hừ lạnh nói.
Người này được dạy dỗ bởi đám người chủ của Quỷ Cốc, Long Vương, Bách Hoa Chi Chủ, Chiến Thần Thiên Sách, Cổ Tam Thông, ông nghĩ xem cậu ta có mạnh không? Một trong những trưởng lão nội các trịnh trọng nói. Sau khi nghe được lời của trưởng lão nội các, vẻ mặt của Diêm La thay đổi, trong mắt hiện lên vẻ kinh ngạc. Anh Tiểu Phàm. Đường Sở Sở nhìn Diệp Phàm đang bị mắc kẹt sâu trong lỗi trận và hét lớn, vẻ mặt của Lâm Thi Âm và Cơ Như Yên cũng rất lo lắng. Ầm ầm ầm. Trong lỗi trận không ngừng vang lên tiếng sấm. Những đợt sấm sét đáng sợ đánh vào người Diệp Phàm, sau đó bị hắn hấp thu để rèn luyện thân thể. Dưới sự công kích của lỗi trận này, sức mạnh thể chất của Diệp Phàm không ngừng tăng lên. 10 phút sau, toàn bộ sức mạnh trong lỗi trận đều bị Diệp Phàm hấp thu hết. Bùm! Khi sức mạnh trong lỗi trận bị hấp thụ cạn kiệt, bên ngoài lỗi trận, tất cả sức mạnh tự nhiên của thuộc tính sét trong toàn bộ lôi cốc không thể kiểm soát được lao về phía lỗi trận, sau đó điên cuồng lao về phía cơ thể Diệp Phàm. Chuyện gì đang xảy ra vậy? Khi ba trưởng lão nội các và những cường giả khác nhìn thấy cảnh tượng này, sắc mặt của họ đều thay đổi. Bùm! Không biết qua bao lâu, từ lôi trận này truyền đến một tiếng động lớn đinh tai nhức óc. Lỗi trận này ngay lập tức biến thành hư vô, một luồng áp lực kinh khủng từ đó bộc phát ra, quét qua toàn bộ lôi cốc, trực tiếp khiến thung lũng này nứt ra tứ phía. Sức mạnh khủng khiếp đó lao ra khỏi thung lũng, đánh bật cả ba trưởng lão nội các và những cường giả khác. Xoẹt xoẹt xoẹt. Đột nhiên, sắc mặt của bọn họ thay đổi, trong mắt lộ ra vẻ kinh ngạc. Khi ánh mắt của họ liếc nhìn về phía lôi cốc lần nữa, vẻ mặt của họ nặng nề, lộ ra biểu cảm khó tin. Lúc này, trong lôi cốc, Diệp Phàm đứng ở nơi đó, trên người toát ra một luồng áp lực cực kỳ kinh khủng, cơ bắp toàn thân tỏa ra tia sấm sét. Đối mặt với đòn tấn công của lỗi trận này, Diệp Phàm không những không bị tổn hại gì mà thể lực của hắn cũng đạt đến một tầm cao mới. Hắn nắm chặt hai tay, một tiếng sấm chói tai phát ra từ nắm đấm của hắn. Sao có thể thể được? Ba vị trưởng lão nội các kia nhìn thấy cảnh này đều sửng sốt, trên mặt lộ ra vẻ không thể tin nổi, trong khi những cường giả khác cũng nhìn Diệp Phàm vẻ mặt nặng nề. Anh Tiểu Phàm. Lúc này, ba người Đường Sở Sở nhìn Diệp Phàm với vẻ mặt kích động. Diệp Phàm trực tiếp đi đến chỗ ba người, giải cứu họ xuống đất, sau đó giải phóng sức mạnh của họ. Các cô có ổn không? Diệp Phàm nhìn ba người cô gái, có chút lo lắng nói. Chúng tôi không sao. Thực xin lỗi. Anh Tiểu Phàm, là bọn em đã gây phiền phức cho anh. Đường Sở Sở nhìn Diệp Phàm, xin lỗi nói. Cô bé ngốc, em là vợ anh, chuyện này đâu có phiền phức gì. Anh mới là người phải xin lỗi vì đã không bảo vệ được em. Diệp Phàm vuốt tóc Đường Sở Sở, trìu mến nói. Được rồi, đừng lừa tình nữa, xử lý kẻ địch trước mặt trước. Cơ Như Yên nói. Xuất. Lập tức, trong mắt Diệp Phàm lóe lên tia sáng lạnh lẽo. Quét về phía những người ngoài thung lũng. Hắn đi từng bước về phía bên ngoài lôi cốc. Khi Diệp Phàm bước ra ngoài, sắc mặt của ba vị trưởng lão nội các kia cực kỳ khó coi, trên mặt lộ ra vẻ nặng nề. Nhưng đám người Tuyệt Vô Thần, Phá Thiên, Diêm La đều cau mày, vẻ mặt nghiêm túc nhìn chằm chằm vào Diệp Phàm. Ngay cả lỗi trận cũng không thể giết chết cậu. Mạng của cậu cũng lớn thật. Một trưởng lão nội các nhìn Diệp Phàm, lạnh lùng hét lên. Ba người bọn họ là trưởng lão nội các. Cơ Như Yên đi tới chỗ Diệp Phàm và giới thiệu. Lại là nội các các người. Sắc mặt Diệp Phàm trở nên lạnh lùng, trong mắt lóe lên sát khí lạnh lùng nhìn chằm chằm ba người này, xem ra thủ phạm đằng sau vụ tập kích sư phụ tôi và bắt cóc những người phụ nữ của tôi chính là nội các của các người. Lúc trước các người giở những trò xấu xa sau lưng tôi đều không trách tội các người, không ngờ các người được nước lấn tới. Dám ra tay với sư phụ và người phụ nữ của tôi, xem ra các người thật sự muốn chết. Nếu đã như vậy, tôi sẽ đưa các người lên đường. Diệp Phàm hét lên với vẻ mặt tức giận. Một luồng sát khí đáng sợ phát ra từ cơ thể hắn, bao trùm lấy ba người này. Ngay lập tức, sắc mặt của ba trưởng lão nội các tái nhợt, thân thể run rẩy. Nhanh, giết cậu ta nhanh đi. Ba trưởng lão nội các lập tức hét lên với đám người Tuyệt Vô Thần. Xoẹt xoẹt xoẹt. Tuyệt Vô Thần, Phá Thiên và nhiều cường giả khác đến từ Long Cấm đều lao về phía Diệp Phàm, mỗi người bộc phát sức mạnh khủng khiếp. Mà Diêm La, người đứng thứ 7 trong bảng xếp hạng thiên bảng, cũng giương một đôi móng vuốt sắc nhọn và lao về phía Diệp Phàm. Bùm! Diệp Phàm không có nói nhóm, trực tiếp đấm một quyền. Cú đấm của hắn là sức mạnh cơ thể thuần túy nhất, trong đó còn xen lẫn một tia sức mạnh sấm sét, khi hắn đấm ra, tiếng sấm sét nổ vang.
Trong phút chốc, nắm đấm của Diệp Phàm va chạm với công kích của đám người này. Chỉ bằng một cú đấm, hắn đối đầu trực diện với đám người Tuyệt Vô Thần, Phá Thiên, Diêm La và hơn 10 cường giả khác. Rầm rầm rầm, tiếng gầm rú liên tục vang lên, năng lượng ngút trời bùng nổ, lao tới tứ phía, tạo thành một chấn động kinh hoàng. Phụt phụt phụt, một giây tiếp theo, đám người Tuyệt Vô Thần đều bị đánh bay ra ngoài, trong miệng mỗi người đều phun ra máu. Nhưng vào lúc này, hai mắt Diệp Phàm nheo lại, thân thể đột nhiên nghiêng sang một bên, chỉ nhìn thấy một luồng ánh sáng lạnh lẽo từ vị trí ngực bắn ra. Ánh sáng lạnh lùng này là từ một con dao găm, và chủ nhân của con dao găm này là Ẩn, người đứng thứ 5 trên thiên bảng. Là người thứ 5 trên thiên bảng, Ẩn có khả năng ẩn nấp ám sát mạnh mẽ, dưới sự ám sát của ông ta, ngay cả một người cường giả có sức mạnh cao hơn cũng không thể ngăn cản ông ta. Nhưng điều ông ta không ngờ tới chính là việc ông ta ám sát Diệp Phàm đã thất bại. Đây là lần đầu tiên ông ta thất bại. Kỹ năng ẩn nấp và ám sát của ông khá tốt, nhưng đáng tiếc vẫn còn chưa đủ. Diệp Phàm nhìn Ẩn rồi nói một cách lạnh nhạt. Xuất. Bóng dáng của Ẩn lại biến mất. Bùm. Diệp Phàm đột nhiên đấm về phía sau bên trái. Bịch một tiếng, một bóng người trực tiếp bay ra ngoài, nặng nề đập xuống đất, người này chính là Ẩn. Phút. Ẩn nằm trên mặt đất, trong miệng nôn ra máu, đôi mắt nhìn chằm chằm Sở Phong, sao cậu phát hiện ra tôi? Lúc này trong lòng Ẩn vô cùng chấn động, với kỹ năng ẩn nấp của ông ta, cho dù là thiên tôn đứng thứ nhất thiên bảng cũng không thể phát hiện tung tích của ông ta nhanh chóng và chính xác như vậy. Nhưng Diệp Phàm lại giống như được mở thiên nhãn, khiến ông ta không ẩn nấp đi đâu được. Diệp Phàm khẽ mỉm cười, không trả lời. Sở dĩ hắn có thể phát hiện được sự tồn tại của đối phương tự nhiên là nhờ tinh thần lực mạnh mẽ của hắn. Với tinh thần lực của Diệp Phàm, trong bán kính mấy chục mét xảy ra chuyện gì cũng không thể thoát khỏi lòng bàn tay của hắn, tuy kỹ năng ẩn nấp của Ấn rất mạnh, nhưng cũng khó có thể tránh khỏi việc bị tinh thần lực của Diệp Phàm phát hiện. Các người chỉ mang theo những con kiến này tới đối phó tôi thôi sao? Diệp Phàm liếc nhìn ba vị trưởng lão nội các, lạnh lùng quát lên. Hẳn đi về phía ba người này, sát khí đáng sợ trực tiếp áp chế ba trưởng lão nội các quỳ trên mặt đất. Mặc dù ba vị trưởng lão nội các này đã nằm giữ chức vụ cao trong thời gian dài, có uy nghiêm riêng, nhưng bọn họ cũng chỉ là người bình thường, không phải võ giả, đương nhiên không thể chống cự được sát khí của Diệp Phàm. Phút, phút, phút. Ba vị trưởng lão nội các quỳ trên mặt đất, miệng nôn ra máu, sắc mặt tái nhợt, thân thể run rẩy. Nhãi danh, chẳng lẽ cậu thật sự muốn giết chúng tôi sao? Chúng tôi là trưởng lão nội các của Long Quốc, nếu cậu dám động vào chúng tôi, cậu sẽ là kẻ địch của toàn bộ Long Quốc. Một trong ba người này nhìn Diệp Phàm và hét lên. Đám người gọi là trưởng lão nội các như các người đều là một lũ ích kỷ, không quan tâm đến an nguy của quốc gia, chỉ quan tâm đến dục vọng ích kỷ của chính mình, các người căn bản không xứng làm trưởng lão nội các. Hôm nay, tôi lấy thân phận là hộ quốc thần tướng của Long Quốc, giết những kẻ xấu xa gây hại cho đất nước và nhân dân như các người. Sắc mặt Diệp Phàm lạnh lùng hét lên. Hộ quốc thần tướng, thật oai phong. Đột nhiên, một tiếng hét lạnh lùng vang lên. Nơi xa, một đám người đi về hướng này, dẫn đầu là một người đàn ông trung niên, sắc mặt âm trầm nhìn chằm chằm Diệp Phàm, trong mắt tràn đầy sát ý, trên người tản ra một luồng sức mạnh đáng sợ. Ông là ai? Diệp Phàm nhìn người này, lạnh lùng nói. Quân Hạo, tộc trưởng nhà họ Quân. Người đàn ông này nhìn Diệp Phàm, lạnh lùng hét lên. Người của nhà họ Quân, ông tới đây để báo thù cho Quân Lăng Thiên sao? Diệp Phàm liếc nhìn đối phương, hừ lạnh một tiếng. Đúng vậy, cậu đã giết chết con trai Lăng Thiên của tôi, nếu không báo mối thù này, nhà họ Quân của tôi đâu còn mặt mũi gì nữa. Quân Hạo nhìn Diệp Phàm, vẻ mặt đầy sát khí hét lớn. Tộc trưởng nhà họ Quân tới rồi, nhãi danh, cậu chết chắc. Rồi. Lúc này... Sau khi ba vị trưởng lão nội các nhìn thấy Quân Hạo xuất hiện liền thở phào nhẹ nhõm, hả hê nhìn Diệp Phàm. Hiển nhiên bọn họ cảm thấy nếu như tộc trưởng của nhà họ Quân đích thân ra tay, tên này nhất định sẽ chết chắc. Được rồi, đừng nói nhảm nữa. Muốn làm gì thì nhanh lên, đừng lãng phí thời gian ở đây. Diệp Phàm cong môi, lạnh lùng hét lên. Bùm! Trong phút chốc, Quân Hạo bộc phát sức mạnh ngút trời. Hoàng cảnh cấp 4. Thực lực của vị tộc trưởng họ Quân này đã đạt đến hoàng cảnh cấp 4, ông ta tung ra một trưởng đánh về phía Diệp Phàm. Một trưởng này không hề có chút chần chừ nào, dùng toàn lực thực hiện, với tư thế muốn giết chết Diệp Phàm hoàn toàn. Bùm! Diệp Phàm lại đánh ra một quyền,
toàn bộ sức mạnh của ngũ long thất tượng bộc phát ra. Ngay tại chỗ, một tiếng động lớn chói tai vang lên. Khi nắm đấm của Diệp Phàm và một chưởng của Quân Hạo va vào nhau, bàn tay của đối phương trực tiếp vỡ nát, toàn bộ cánh tay của ông ta nổ tung, cú đấm của hắn đánh trúng vào người Quân Hạo mà không thể ngăn cản. Phút, Quân Hạo phun ra một ngụm máu, ngay lập tức bay ra ngoài. Trong nháy mắt, Quân Hạo đã bay ra xa hơn 10 mét rồi ngã xuống đất, hộc máu dữ dội, trong miệng còn trộn lẫn những mảnh vụn nội tạng. Một quyền của Diệp Phàm trực tiếp đánh nát toàn bộ nội tạng của vị cường giả hoàng cảnh này, khiến ông ta không thể hồi phục. Lúc này Quân Hạo trợn to hai mắt nhìn Diệp Phàm, tắt thở mà không nói được một lời. Tộc trưởng, khi Quân Hạo bị giết, sắc mặt của những người trong nhà họ Quân đều thay đổi và tất cả đều hét lên. Một giây tiếp theo, bọn họ vừa kinh ngạc vừa tức giận nhìn Diệp Phàm, không ngờ tộc trưởng của bọn họ lại bị tên này dùng một quyền giết chết trong nháy mắt. Tại sao tên này lại có thể đáng sợ như vậy? Ngay lập tức, họ nhanh chóng mang theo thi thể của Quân Hạo rút lui. Ba trưởng lão nội các nhìn tộc trưởng nhà họ Quân bị Diệp Phàm giết chết trong nháy mắt chỉ bằng một quyền, vẻ mặt họ cứng đờ và chết lặng. Đến lượt các người. Diệp Phàm liếc nhìn ba người bọn họ rồi đấm ra một quyền, giết chết cả ba vị trưởng lão nội các. Mang thi thể của bọn họ về, báo cho các trưởng lão nội các còn lại chuẩn bị quan tài chờ chết đi. Ngay sau đó, Diệp Phàm nhìn về phía đám người Tuyệt Vô Thần, lạnh lùng hét lên. Nói xong, hắn dắt ba cô gái Đường Sở Sở rời đi. Sau khi rời khỏi lỗi cốc, bốn người Diệp Phàm quay trở lại Thiên Hải, khi hắn đang định đi xem xét tình huống của các sư phụ, thì có một người vội vàng chạy tới đây. Cậu là Diệp Phàm à? Người này nhìn Diệp Phàm hỏi. Đúng vậy, ông là ai? Diệp Phàm nhìn đối phương hỏi. Tôi là người của đại tiểu thư Sở tộc, đại tiểu thư sắp bị xử tử, xin cậu hãy mau đi cứu đại tiểu thư đi. Người này nói thẳng. Diệp Phàm nghe đối phương nói, sắc mặt thay đổi, hỏi, ý của ông là Sở Cửu Ca sắp bị xử tử. Đúng vậy, trước đó đại tiểu thư đã nói với tôi, nếu như cô ấy có chuyện gì thì để tôi tới tìm cậu. Hôm nay đại tiểu thư sẽ bị xử trảm, xin cậu hãy mau đi cứu đại tiểu thư. Người này nói với vẻ mặt lo lắng. Sắc mặt Diệp Phàm nặng nề, nói, đưa tôi đi Sở tộc. Tuy rằng giữa hắn và Sở Cửu Ca không có tình cảm gì, nhưng đối phương dù sao cũng là vị hôn thê mà cha hắn tìm cho hắn, chưa nói đến mối quan hệ này, chỉ là quan hệ giữa cha đối phương và cha hắn, hắn cũng không thể thấy chết mà không cứu. Vì vậy, sau khi Diệp Phàm sắp xếp ba cô gái Đường Sở Sở liền theo người này đến Sở tộc. Sở tộc. Lúc này con cháu Sở tộc đang tụ tập lại trên quảng trường Sở tộc. Ở trung tâm quảng trường có hai người đang quỳ gối ở đó, sắc mặt tái nhợt, khóe miệng chảy máu, hiển nhiên bị thương rất nặng. Hai người này chính là Sở Cửu Ca và Sở Hám Thiên. Đứng trước hai người này là người cầm lái mạch thứ hai của Sở tộc Sở Thiên Hùng và người cầm lái mạch thứ tư Sở Nam Sơn. Ngoài ra còn có người cầm lái mạch thứ ba Sở Thương Bắc và người cầm lái mạch thứ năm Sở Kình Phong, các trưởng lão và người cầm quyền Sở tộc cũng đứng ở đây. Sở Cửu Ca, Sở Hám Thiên, hai người dám mưu hại tộc trưởng, tội ác tày trời. Hôm nay ta đại diện cho Sở tộc tiến hành xử quyết hai người, tử hình, đồng thời cũng răn đe tất cả người trong tộc, tội mưu nghịch là tội lớn không thể tha thứ. Sở Thiên Hùng uy nghiêm quát lớn. Dám chó. Sở Hám Thiên tức giận gầm lên với Sở Thiên Hùng, rõ ràng cha của ta bị ngươi và Sở Nam Sơn liên hợp mưu hại, ngươi lại vu hãm chúng ta, không biết nhục hả? Sở Nam Sơn chỉ tay vào Sở Hám Thiên, quát lớn, chuyện các ngươi mưu hại tộc trưởng mạch thứ hai có đầy đủ nhân hứng vật chứng, sao có thể để các ngươi chống chế? Tộc trưởng là cha ta, cũng là ông nội của Cửu Ca, sao chúng ta lại mưu hại tộc trưởng, ngươi cảm thấy cái lý do vớ vẩn này sẽ có người tin sao? Sở Hám Thiên lạnh lùng nói. Người của Sở tộc, ai không tin? Sở Thiên Hùng liếc nhìn người trong tộc, lạnh lùng quát. Tất cả đệ tử Sở tộc đều im lặng. Sau khi truyền ra tin tức đêm qua tộc trưởng bị người tập kích chết không rõ lý do, chủ mạch của Sở tộc, cũng là mạch của Sở Phù Đồ bị mạch thứ hai và mạch thứ tư liên hợp xóa sổ. Mạch của Sở Phù Đồ gần như bị tàn sát hết, còn thừa không nhiều, Sở Cửu Ca và Sở Hám Thiên cũng bị bắt giữ. Quyền to của Sở tộc đã nằm trong tay Sở Thiên Hùng mạch thứ hai và Sở Nam Sơn mạch thứ tư, còn mạch thứ ba và thứ năm thì bảo trì trung lập, hai bên không nhúng tay. Bởi vậy đối mặt với sự chất vấn của Sở Thiên Hùng, không ai dám đưa ra nghi ngờ. Rốt cuộc hậu quả của nghi ngờ là chết, ai dám? Sở Thương Bắc, Sở Kình Phong,
chẳng lẽ hai người để mặc cho hai hạng người lòng muông dạ thú kia xoán quyền đoạt vị hả? Các người còn là người Sở tộc không? Sở Hám Thiên nhìn người cầm lái mạch thứ ba và thứ năm, gầm lên. Chúng tôi cũng không rõ chân tướng cái chết của tộc trưởng, nên chúng tôi sẽ không nhúng tay vào chuyện này. Sở Thương Bắc lạnh nhạt nói. Sở Kình Phong nhìn các trưởng lão, nói, các vị trưởng lão thấy thế nào? Chứng cứ Sở Cửu Ca và Sở Hám Thiên mưu hại tộc trưởng vô cùng rõ ràng, không thể chống chế. Vài vị trưởng lão chăm miệng một lời. Các người. Sở Hám Thiên tức giận nói, các người lại trở thành chó săn của Sở Thiên Hùng, thực sự là nỗi nhục của Sở tộc. Sở Hám Thiên, câm mồm. Một vị trưởng lão lạnh lùng quát, ông ta tát một cái lên mặt đối phương. Chờ đó, nếu tôi không chết chắc chắn sẽ băm xác ông ra thành vạn mảnh. Sở Hám Thiên tức giận nói. Người cảm thấy các người còn có thể nhìn thấy ánh mặt trời ngày mai không? Vị trưởng lão này khinh thường nói. Lúc này Sở Cửu Ca nhìn Sở Thiên Hùng, nói, Sở Thiên Hùng, ông làm vậy không sợ cha tôi trở về hả? Sở Cửu Ca vừa dứt lời, không ít người ở đây biến sắc. Cha của Sở Cửu Ca là Sở Phù Đồ, là cấm kỵ của toàn Sở tộc. Nếu Sở Phù Đồ trở về, tất cả sẽ thay đổi. Nếu Sở Phù Đồ biết con gái và em trai của mình bị giết, không ai có thể đoán trước được hậu quả. Người cảm thấy ta sẽ sợ tên Phù Đồ kia hả? Sở Thiên Hùng khinh miệt nói, nếu không phải hắn là con trai tộc trưởng, người mạnh nhất Sở tộc chính là Sở Thiên Hùng này chứ không phải hắn. Phải không, vậy tốt nhất ông cũng có thể kiêu ngạo như này trước mặt cha tôi. Sở Cửu Ca lạnh lùng nói. Sở Cửu Ca, đừng có lấy Sở Phù Đồ đến chèn ép ta, Sở Phù Đồ biến mất 10 năm, sợ bây giờ đã chết mục xương rồi. Từ nay về sau, Sở tộc sẽ đứng dưới quyền cai quản của ta. Ai không phục, giết không tha. Sở Thiên Hùng uy nghiêm quát. Hừ, đại ca của ta sẽ không chết. Tên lòng muông dạ thú nhà ngươi, chờ đại ca ta trở về, ngươi chắc chắn sẽ chết. Sở Hám Thiên lạnh nhạt nói. Được rồi, không nói nhiều với các người, người đâu, tiễn bọn họ lên đường. Sở Thiên Hùng ra lệnh. Cha, chờ đã. Đột nhiên một bóng người cụt tay đi đến, người này chính là Sở Quân Lâm, con trai Sở Thiên Hùng. Hiện giờ Sở Quân Lâm râu ria xồm xoàm, cả người trở nên tang thương rất nhiều. Quân Lâm, sao con lại đến đây? Sở Thiên Hùng nói. Cha, để cô ta cho con. Sở Quân Lâm chỉ vào Sở Cửu Ca. Cô ta, Sở Thiên Hùng nhìn Sở Cửu Ca, Sở Quân Lâm nhìn Sở Cửu Ca với ánh mắt lạnh khiếp người. Cánh tay này của con mất vì cô ta, con muốn cô ta trả lại gấp 10 lần, 100 lần cho con. Con muốn làm thế nào? Sở Thiên Hùng dò hỏi. Con muốn cô ta làm nô lệ cho con, cả cuộc đời này của cô ta phải bị con trả đạp. Sở Quân Lâm gằn giọng nói, trong mắt tràn ngập sự biến thái, lạnh lùng quát. Sở Quân Lâm vừa dứt lời, người của Sở tộc đều biến sắc, hơi rùng mình. Mày dám? Sở Hám Thiên tức giận quát to. Được, từ nay về sau cô ta sẽ trở thành nô lệ của con, mặc con chơi đùa. Sở Thiên Hùng chỉ tay vào Sở Cửu Ca, nói. Cảm ơn cha. Sở Quân Lâm đi đến trước mặt Sở Cửu Ca, bóp cằm cô nói, Sở Cửu Ca, chắc cô cũng không ngờ mình sẽ có ngày hôm nay. Sở Cửu Ca lạnh nhạt nói, muốn tao làm nô lệ của mày, mày không xứng. Bóp! Sở Quân Lâm tát một cái lên mặt Sở Cửu Ca, lạnh lùng nói, tiện nhân, đã đến lúc này rồi còn ra vẻ như vậy, mày cảm thấy còn có người có thể cứu được mày hả? Tao nói cho mày biết, hôm nay không ai cứu được mày cả, bao tồn vị hôn phu của mày. Phải không? Ai bảo? Đột nhiên một âm thanh lạnh băng truyền đến từ bên ngoài, truyền khắp toàn bộ Sở tộc. Giây tiếp theo, một tiếng nổ lớn vang lên, cánh cửa của Sở tộc dập nát, một bóng người đi vào. Lúc này người của Sở tộc đều nhìn về phía người này. Người này chính là Diệp Phàm. Khi Diệp Phàm đột nhập vào Sở tộc, vẻ mặt của những người Sở tộc có mặt tại đây đều thay đổi, bọn họ rất ngạc nhiên. Có người dám đột nhập vào Sở tộc của bọn họ, có phải là quá to gan rồi không? Sở Quân Lâm và Sở Cửu Ca nhìn Diệp Phàm với ánh mắt khác nhau, ánh mắt người trước chứa đầy sát ý và phẫn nộ, người sau lại đầy vui mừng. Cậu là ai, sao dám xông vào Sở tộc? Sở Nam Sơn nhìn Diệp Phàm, lạnh lùng hét lên. Diệp Phàm! Lúc này, Sở Quân Lâm nhìn Diệp Phàm gầm lên từng chữ một, đôi mắt anh ta đầy sát khí, nắm chặt nắm đấm còn lại đến mức nghe thấy cả tiếng răng rắc, có thể thấy rõ sự giận dữ trong lòng anh ta. Diệp Phàm! Khi đám người Sở Nam Sơn và Sở Thiên Hùng nghe thấy cái tên này, sắc mặt của bọn họ thay đổi, tất
tất cả đều nhìn chằm chằm vào Diệp Phàm. Cậu là Diệp Phàm, vị hôn phu của Sở Cửu Ca và là con trai của Diệp Thiên Long. Sở Nam Sơn nhìn Diệp Phàm lại hét lên lần nữa. Đúng vậy. Diệp Phàm trực tiếp đi tới. Có phải vì cậu mà con trai Sở Thiên của tôi mới rơi vào bàn tay ác độc của Sở Cửu Ca không? Sở Nam Sơn hỏi tiếp, trong ánh mắt ông ta chỉ toàn là sát khí. May mắn là hắn ta không chết trong tay tôi. Diệp Phàm nhếch môi, lạnh lùng nói. Tôi muốn giết cậu. Lúc này Sở Nam Sơn gầm lên, bộc phát sự tức giận tột độ, trực tiếp đấm thẳng về phía Diệp Phàm muốn giết chết hắn. Ầm. Khi Sở Nam Sơn tung ra một cú đấm, một lực lượng chân khí khủng bố bộc phát, khí thế không thể ngăn cản, trực tiếp làm nổ tung không trung. Là người đứng đầu chi thứ tư của sở tộc, thực lực của Sở Nam Sơn đã đạt đến hoàng cảnh cấp 9. Một cú đấm này của ông ta hoàn toàn không để Diệp Phàm có cơ hội né tránh. Đối mặt với cú đấm này, Diệp Phàm không hề né tránh mà đấm ra một cú đấm, đối đầu trực diện với cú đấm của đối phương. Ầm. Một loạt tiếng sấm rền vang lên, cú đấm của Diệp Phàm và Sở Nam Sơn va chạm vào nhau, tạo nên một tiếng nổ vang trời. Phụt phụt. Sở Nam Sơn phun ra một ngụm máu, bay ra ngoài, đập mạnh xuống đất nôn ra máu ngay tại chỗ. Rít. Cảnh này khiến đám người trong sở tộc sợ đến ngây người. Là người đứng đầu chi thứ tư của sở tộc, thực lực của Sở Nam Sơn là hoàng cảnh cấp chính, vậy mà lại bị một hậu bối trẻ tuổi đánh bại chỉ bằng một cú đấm. Thật không thể tin được. Lập tức, mọi người trong sở tộc nhìn Diệp Phàm với vẻ mặt kinh hãi, thầm nghĩ không lẽ thực lực của thằng nhóc này đã vượt qua hoàng cảnh. Nửa bước tôn cảnh, hay là tôn cảnh, mặc kệ Diệp Phàm ở cảnh giới nào cũng đủ khiến người ta chấn động. Lúc này, vẻ mặt của những người đứng đầu và đám trưởng lão cao cấp khác của sở tộc không ngừng thay đổi khi nhìn Diệp Phàm. Còn Sở Nam Sơn thì nằm trên mặt đất, ánh mắt nhìn chằm chằm Diệp Phàm, sau đó tắt thở. Chứng kiến cái chết của Sở Nam Sơn, sắc mặt của đám người sở tộc trông rất khó coi. Lúc này, Diệp Phàm đi về phía Sở Quân Lâm và Sở Cửu Ca, hắn đi tới trước mặt Sở Cửu Ca, nói, cô sao rồi? Tôi không sao. Sở Cửu Ca lắc đầu. Diệp Phàm nhìn chằm chằm Sở Quân Lâm với ánh mắt lạnh lùng, xem ra lần trước chặt đứt một cánh tay của mày mà mày vẫn chưa học được bài học gì. Hôm nay, mày còn muốn để vị hôn thê của tao làm nô lệ cho mày, mày đúng là dám nghĩ dám làm. Diệp Phàm, vốn dĩ tao định có thời gian sẽ đi tìm mày để báo thù cho cánh tay bị chặt đứt này, nhưng không ngờ mày lại tự tìm đến đây. Đúng lúc lắm, hôm nay tao muốn mày tận mắt chứng kiến tao chơi đùa với vị hôn thê của mày như thế nào. Vậy thì tiếp theo tao sẽ để mày trải nghiệm cảm giác sống không bằng chết là như thế nào. Vẻ mặt Sở Quân Lâm dữ tợn. Ánh mắt mang theo tia sáng lạnh lẽo nhìn chằm chằm vào Diệp Phàm, lạnh lùng hét lên. Mày nghĩ mày có cơ hội này không? Diệp Phàm nhếch miệng. Một giây tiếp theo, Diệp Phàm tung ra một cú đấm, đánh thẳng về phía Sở Quân Lâm. Ầm. Vào thời khắc mấu chốt, Sở Thiên Hùng ra tay, ông ta tung ta một chưởng, trực tiếp đánh Diệp Phàm bay ra ngoài. Phụt. Diệp Phàm bay xa hơn mười mấy mét, nửa quỳ trên mặt đất phun ra máu. Đôi mắt nhìn chằm chằm Sở Thiên Hùng, ánh mắt trở nên nghiêm túc. Vừa rồi khi Sở Thiên Hùng ra tay, Diệp Phàm căn bản không kịp phản ứng. Người đàn ông này ra đòn quá nhanh, hắn có thể cảm nhận được đối phương chưa dùng hết toàn lực, nếu không hắn sẽ bị thương nặng hơn. Thấy Diệp Phàm bị thương, sắc mặt Sở Cửu Ca thay đổi, hét lên với Sở Thiên Hùng. Sở Thiên Hùng, dù sao ông cũng là người đứng đầu chi thứ hai của sở tộc, sống mấy chục năm rồi. Vậy mà lại ra tay với hậu bối trẻ tuổi, ông không thấy mất mặt à? Đúng vậy, ỷ lớn hiếp nhỏ, thật đáng xấu hổ. Sở Hám Thiên hừ lạnh một tiếng. Đừng dùng những lời này chọc giận tôi, hôm nay các người và hắn đều phải chết. Sở Thiên Hùng hét lên với vẻ mặt lạnh lùng. Cha, con muốn tự tay giết hắn. Lúc này, ánh mắt Sở Quân Lâm nhìn chằm chằm vào Diệp Phàm. Được. Sở Thiên Hùng gật đầu, nhìn mấy trưởng lão sở tộc và lạnh lùng nói. Các người đi bắt hắn đi. Ánh mắt của những trưởng lão sở tộc này lóe lên, trực tiếp lao về phía Diệp Phàm, thực lực của bọn họ đều từ hoàng cảnh cấp 8 đến nửa bước tôn cảnh. Diệp Phàm trực tiếp bộc phát toàn bộ sức mạnh trong cơ thể và tu vi của mình, đồng thời thi triển võ kỹ của nhị sư phụ, tung ra một cú đấm đầy uy lực. Cú đấm của hắn va chạm với đòn tấn công của các trưởng lão sở tộc, gây ra một cơn bão lớn lan rộng tại chỗ. Phụt phụt phụt. Mấy trưởng lão sở tộc này đều bay ra ngoài, đập mạnh xuống đất, nửa sống nửa chết ngay tại chỗ. Muốn giết tôi, không dễ dàng như vậy.
Diệp Phàm nhìn Sở Thiên Hùng, lạnh lùng hét lên. Lúc này, sắc mặt của Sở Thiên Hùng lạnh lẽo, ông ta lại ra tay, bàn tay chụp về phía Diệp Phàm. Khi ông ta vung tay lên, Diệp Phàm lập tức cảm giác được một luồng khí tức cực kỳ đáng sợ bao quanh mình, trực tiếp áp chế hắn, không thể cử động được. Thực lực của Sở Thiên Hùng này ít nhất cũng là tôn cảnh cấp 7 trở lên, thậm chí là càng kinh khủng hơn. A! À, Diệp Phàm trực tiếp gầm lên, huy động toàn bộ lực lượng trong cơ thể, cưỡng ép thoát khỏi sự áp chế của Sở Thiên Hùng, sau đó thi triển Long Tượng Bàn Nhược Công, sử dụng cú đấm Long Tượng, một cú đấm như một viên đạn đại bác phóng ra. Hắn giải phóng toàn bộ lực lượng của Ngũ Long Thất Tượng và cỗ lực lượng thần bí trong cơ thể mà nhị sư phụ và tứ sư phụ để lại. Trước đây Diệp Phàm đã tiêu hao hết lực lượng mà mấy sư phụ trước để lại, chỉ còn lực lượng của nhị sư phụ và tứ sư phụ. Lần này hắn giải phóng toàn bộ lực lượng của hai vị sư phụ này mà không giữ lại gì, ngay lập tức một lực lượng mạnh mẽ và một cỗ sát khí bộc phát ra ngoài, đối đầu trực diện với đòn này của Sở Thiên Hùng. Ầm ầm. Trong lúc nhất thời, một tiếng nổ kinh thiên động địa vang lên, tất cả đệ tử sở tộc xung quanh đều bị thổi bay ra ngoài. Một làn sóng xung kích vô hình lan rộng, những cường giả của sở tộc vội vàng ra tay ngăn cản sự lan rộng của năng lượng này. Phụt. Dưới một đòn này, cơ thể Diệp Phàm lại bị đẩy lùi lại, phun ra máu, sắc mặt hắn tái nhợt, cơ thể Sở Thiên Hùng cũng bị chấn động, liên tục lùi về phía sau, ông ta thét lên một tiếng, khóe miệng chảy máu, khí huyết hỗn loạn. Lúc này, tất cả mọi người có mặt đều sửng sốt, trợn tròn mắt không thể tin nổi. Phải biết rằng Sở Thiên Hùng là người có thiên phú mạnh nhất trong số những người đứng đầu sở tộc chỉ sau Sở Phù, thậm chí còn có tin đồn ông ta đã nhập thánh, trở thành thánh giả. Cao hơn tôn cảnh là thánh cảnh. Một khi nhập thánh, sẽ được gọi là thánh giả, có được lực lượng chí cao vô thượng. Mặc kệ Sở Thiên Hùng có nhập thánh hay không, thì thực lực của ông ta là không thể nghi ngờ, nhưng bây giờ ông ta lại bị một hậu bối trẻ tuổi như Diệp Phàm làm bị thương trong một đòn, đây là điều khiến người ta khó mà tin được. Thực lực của Diệp Phàm một lần nữa vượt quá sức tưởng tượng của người sở tộc. Không ngờ trong cơ thể cậu lại ẩn chứa hai cỗ lực lượng mạnh mẽ như vậy. Chẳng trách cậu có gan xông vào sở tộc của chúng tôi. Sở Thiên Hùng nhìn Diệp Phàm, sau đó lạnh lùng nói, nhưng bây giờ hai cỗ lực lượng đó đã không còn, cậu còn có cái gì để đấu với tôi? Lúc này, sắc mặt Diệp Phàm trắng bệch, vẻ mặt nghiêm túc, nhìn chằm chằm Sở Thiên Hùng không nói một lời. Bây giờ lực lượng của sáu vị sư phụ để lại trong người hắn đã cạn kiệt, chỉ còn lại sức mạnh của đại sư phụ, nhưng đại sư phụ đã dặn hắn là lực lượng này nếu không cận kề cái chết thì không thể sử dụng. Về phần lực lượng mà đại sư phụ để lại cho hắn mạnh đến mức nào thì bản thân Diệp Phàm cũng không biết, lực lượng này chỉ sử dụng được một lần, một khi kích hoạt sẽ biến mất. Lúc này Sở Thiên Hùng lại tấn công Diệp Phàm, hắn tiếp tục vung tay chụp về phía Diệp Phàm. Với đòn này, Sở Thiên Hùng không hề nương tay. Bộc phát lực lượng cực kỳ khủng bố, bàn tay này của ông ta có thể trực tiếp xé nát bầu trời, mang theo một cỗ sức mạnh không thể ngăn cản đánh về phía Diệp Phàm. Trong mắt Diệp Phàm, cú chụp này như móng vuốt của trời đất, hoàn toàn không cho hắn bất kỳ cơ hội phản kháng nào. Ngay lúc Diệp Phàm chuẩn bị kích hoạt lực lượng khổng lồ đại sư phụ để lại trong cơ thể mình, thì một giọng nói khinh thường đột nhiên vang lên, Sở Thiên Hùng, 10 năm không gặp, ông càng lúc càng to gan. Giọng nói này vừa vang lên, toàn bộ đám người cấp cao của sở tộc đều mở to mắt, ánh mắt hiện lên vẻ không thể tin được. Ngay sau đó, bên trên hư không có một trường ấn từ trên trời giáng xuống, đánh thẳng về Sở Thiên Hùng. Ầm ầm ầm. Khi Sở Thiên Hùng thấy một trường từ trên trời giáng xuống, vẻ mặt ông ta nhanh chóng thay đổi, lập tức thu móng vuốt, tập trung toàn lực để ngăn cản đòn tấn công, kết quả một tiếng nổ long trời lở đất vang lên. Không gian xung quanh Sở Thiên Hùng trực tiếp nổ tung. Mặt đất dưới chân ông ta cũng lún xuống. Một trường đột nhiên xuất hiện đã ép nửa người của Sở Thiên Hùng xuống lòng đất, toàn bộ mặt đất của sở tộc đều không cách nào chịu nổi cỗ lực lượng này mà nổ tung. Uy lực của trường đánh này kéo dài mấy phút đồng hồ. Người của nhà họ Sở ngây ra như phỗng, thời gian như dừng lại. Phụt! Sở Thiên Hùng phun ra một ngụm máu, sự tĩnh lặng bị phá vỡ. Sở Thiên Hùng nôn ra máu, tóc rối bù, nửa thân thể chôn dưới đất. Trạng thái vô cùng nhếch nhác. Lúc này, một người đàn ông trung niên xuất hiện bên trong nhà họ Sở. Người này mang khuôn mặt cương nghị, như đao gọt búa khắc, cả người toát ra một cỗ khí thế vô hình, ánh mắt lạnh tới thấu xương hiện rõ sát ý, giống như một vị Bồ Tát có thể khống chế tất cả chúng sinh. Mà người này không ai khác chính là người cầm đầu dòng chính của nhà họ Sở,
có thiên phú mạnh nhất trong năm chi, Sở Phù Đồ. Sở Phù Đồ xuất hiện, biểu cảm trên gương mặt của người nhà họ Sở đều cứng lại, bọn họ trợn tròn mắt, nhìn đối phương với vẻ mặt không thể tin nổi. Trái tim như ngừng đập. Sở Cửu Ca và Sở Hám Thiên thấy Sở Phù Đồ xuất hiện thì rất kích động. Anh trai, cuối cùng anh cũng về rồi. Sở Hám Thiên gọi Sở Phù Đồ. Sao lại lăn lộn thành thế này vậy? Sở Phù Đồ đi tới cạnh Sở Hám Thiên, ra tay giải sức mạnh bị phong ấn. Anh trai, em biết ngay là mình không chết được, anh nhất định sẽ trở về mà. Sở Hám Thiên lập tức đứng dậy, hưng phấn nhìn Sở Phật Đồ. Anh còn chưa nhìn cháu ngoại ra đời, sao mà chết được? Sở Phù Đồ hừ nói, ánh mắt ông nhìn về phía Sở Cửu Ca, giải trừ phong ấn, ông đỡ cô dậy, Cửu Ca, vất vả cho con rồi. Cha! Sở Cửu Ca nhìn thấy Sở Phù Đồ thì ôm chầm lấy ông. Hai cha con này cách 10 năm, lần nữa ôm lấy nhau. Sở Phàm nhìn thấy cảnh tượng này thì ánh mắt lộ vẻ hâm mộ. Sau đó, Sở Cửu Ca buông Sở Phù Đồ ra, bước nhanh tới bên cạnh Diệp Phàm quan tâm nói, anh sao vậy? Không sao. Diệp Phàm lắc đầu. Cậu là con trai của Thiên Long. Lúc này, Sở Phù Đồ nhìn Diệp Phàm nói. Đúng vậy, tiền bối. Diệp Phàm đáp. Mới đó mà đã nhiều năm như vậy, không ngờ cậu cũng lớn thế này, không tệ, có mấy phần khí chất giống với cha cậu, nhưng thực lực này của cậu vẫn còn kém một chút. Sở Phù Đồ nhìn Diệp Phàm thản nhiên nói. Tiền bối nói đúng, Diệp Phàm gật đầu. Cậu là con rể mà tôi thừa nhận, gọi tiền bối cái gì, gọi thẳng là chú đi, đương nhiên nếu cậu không ngại thì cũng có thể gọi là cha vợ. Sở Phù Đồ mỉm cười, mà biểu cảm Diệp Phàm có chút xấu hổ. Sở Phù Đồ. Lúc này, một giọng nói đầy oán hận vang lên. Giọng nói này là của Sở Thiên Hùng. Sở Thiên Hùng lấy đà nhảy lên mặt đất, ánh mắt lạnh băng nhìn chằm chằm Sở Phù Đồ. Anh trai, Sở Thiên Hùng đã hại chết cha, anh tuyệt đối không được tha cho ông ta. Sở Hám Thiên chỉ vào Sở Thiên Hùng, vội vàng nói với Sở Phù Đồ. Nghe Sở Hám Thiên nói vậy, biểu cảm của Sở Phù Đồ không hề thay đổi, chỉ lạnh lùng nhìn Sở Thiên Hùng. Sở Thiên Hùng, ông dám mưu hại tộc trưởng. Lá gan cũng lớn lắm. Hừ, dựa vào cái gì mà vị trí tộc trưởng nhà họ Sở vẫn luôn do chi một các người nắm giữ, hôm nay tôi nhất định phải làm tộc trưởng. Sở Thiên Hùng lạnh giọng quát. Dựa vào ông cũng đòi làm tộc trưởng. Sở Phù Đồ khinh thường. Sở Phù Đồ, người của nhà họ Sở đều cảm thấy ông mạnh hơn tôi, hôm nay tôi sẽ cho tất cả bọn họ tới, rốt cuộc là ai mạnh hơn ai. Sở Thiên Hùng gầm lên đầy giận dữ. Ông ta thi triển ra một loại bí pháp nào đó, thực lực bắt đầu điên cuồng tăng lên. Ông lại còn lén tu luyện cấm thuật của nhà họ Sở. Đúng là hết thuốc chữa. Lúc này, Sở Phù Đồ lắc đầu nhìn Sở Thiên Hùng. Trong nháy mắt, sức mạnh của Sở Thiên Hùng tăng vọt đến mức đáng sợ, trực tiếp vượt qua cường giả tôn cảnh. Chết! Sở Thiên Hùng thi triển ra đại ấn giết về phía Sở Phù Đồ. Đòn tấn công của Sở Thiên Hùng trừ khi là người có cấp bậc thánh cảnh. Nếu không là ai thì cũng sẽ chết. Người của nhà họ Sở đều hít sâu một hơi, bọn họ bị đòn đánh của Sở Thiên Hùng làm cho hoảng sợ. Nhưng Sở Phù Đồ vẫn nhìn Sở Thiên Hùng với vẻ mặt không cảm xúc, ông tùy ý vung ra một trường. Hai trường của Sở Phù Đồ và Sở Thiên Hùng chạm nhau, truyền ra tiếng nổ như sấm. Lúc này, đòn tấn công của Sở Thiên Hùng đã không còn lại gì, ông ta bị một trường của Sở Phù Đồ đánh trúng, cơ thể bay ngược ra ngoài. Phụt! Sở Thiên Hùng đập xuống mặt đất, miệng không ngừng phun ra máu, cũng trộn lẫn nội tạng. Đòn đánh vừa rồi của Sở Phù Đồ đã khiến lục phủ ngũ tạng của ông ta vỡ nát. Cha! Lúc này, Sở Quân Lâm hô lớn gọi cha mình, hắn xông tới trước mặt Sở Thiên Hùng không ngừng gọi ông ta, cha, cha cố gắng chịu đựng. Sở Thiên Hùng há miệng nhìn Sở Quân Lâm, chưa nói được câu nào đã tắt thở. Chứng kiến cái chết bi thảm của cha mình, Sở Quân Lâm đau đớn kêu lên. Đôi mắt đầy hận thù nhìn Sở Phù Đồ chằm chằm. Sao, muốn báo thù cho cha cậu? Sở Phù Đồ nhìn Sở Quân Lâm. Cho dù tôi có thành quỷ cũng không tha cho các người. Sở Quân Lâm gào lên. Yên tâm, tôi sẽ không để cậu thành quỷ, mang thi thể cha cậu cút khỏi nhà họ Sở. Từ hôm nay trở đi, cậu không còn là người họ Sở nữa, không được bước vào Sở tộc nửa bước. Sở Phù Đồ nói. Sở Quân Lâm thấy Sở Phù Đồ cứ vậy mà thả hắn đi. Ánh mắt hiện lên vẻ cổ quái, Sở Hám Thiên vội vàng nói, anh, vừa rồi thằng danh này đã sỉ nhục Cửu Ca, sao có thể thả hắn đi như vậy được? Không sao, hắn chỉ là một người tàn phế mà thôi,
giữ lại mạng thì có thể làm gì được. Sở Phù Đồ lắc đầu, câu nói của Sở Phù Đồ đã đâm thẳng vào tim Sở Quân Lâm, tay trái siết chặt, ánh mắt đầy sự hận thù. Ngay sau đó, Sở Quân Lâm một tay ôm lấy thi thể Sở Thiên Hùng, khiêng lên vai rồi rời khỏi nhà họ Sở. Anh trai, cứ vậy mà bỏ qua cho nó à? Tên đó mặc dù gãy một tay nhưng thiên phú không tệ, hôm nay không diệt cỏ tận gốc, em sợ. Sở Hám Thiên lo lắng nói. Nếu hắn thật sự có năng lực báo thù thì tốt rồi. Sở Phù Đồ cười nói. Nếu hắn ta còn dám xuất hiện thì tôi sẽ đánh gãy nốt cánh tay còn lại của hắn. Diệp Phàm thản nhiên nói. Nói hay lắm. Sở Phù Đồ khen ngợi Diệp Phàm. Phù Đồ, cậu có thể trở về thật tốt quá. Lúc này, mấy trưởng lão đều thi nhau nói với Sở Phù Đồ. Mấy người cùng một phe với Sở Thiên Hùng nhỉ? Sở Phù Đồ lạnh lùng nhìn đám trưởng lão. Không sai, bọn họ cùng một ruột, còn có cả Sở Thương Bắc và Sở Kình Phóng, tất cả đều chung một phe. Sở Hám Thiên hừ lạnh nói. Phụt phụt phụt. Ngay lập tức, vẻ mặt của mấy trưởng lão, Sở Thương Bắc và Sở Kình Phóng đều lần lượt thay đổi. Phù Đồ, chúng tôi đều bị Sở Thiên Hùng ép buộc nên mới phải đứng về phía ông ta, tôi không có ý định phản bội nhà họ Sở. Đại trưởng lão nhà họ Sở vội vàng lên tiếng. Các người tự nguyện hay là bị uy hiếp, bản thân các người tự hiểu rõ. Hôm nay tôi không muốn đại khai sát giới, nhưng nếu chuyện như thế này còn có lần sau, tôi cũng không ngại để nhà họ Sở thay máu mới. Sở Phù Đồ lạnh lùng nói. Nghe Sở Phù Đồ nói vậy, đám người nhà họ Sở đều run lên, bọn họ lần lượt gật đầu, sau lưng toát cả mồ hôi lạnh. Bây giờ tộc trưởng đang ở đâu? Sở Phù Đồ lạnh giọng hỏi. Đang trong phòng tu luyện của tộc trưởng. Đại trưởng lão lập tức nói. Đi. Sở Phù Đồ, Sở Hám Thiên, Sở Cửu Ca và Diệp Phàm đều đi về phía phòng tu luyện của tộc trưởng nhà họ Sở. Bên trong phòng tu luyện, một ông cụ râu tóc bạc phơ đang nằm trên mặt đất, người này chính là tộc trưởng nhà họ Sở Sở Trường Sinh. Cha! Ông nội! Sở Hám Thiên và Sở Cửu Ca nhìn thấy Sở Trường Sinh thì vội vàng chạy tới kêu lớn. Vẻ mặt hai người đều rất đau lòng. Mọi người không cần quá đau lòng, ông cụ chưa chết. Sở Phù Đồ nói. Gì cơ, chưa chết, sao có thể? Cha, ông ấy không phải đã. Sở Hám Thiên giật mình, đại trưởng lão ở bên cạnh nói, Phù Đồ, lúc trước tộc trưởng bế quan tu luyện, kết quả bị Sở Thiên Hùng đánh lén nên đã tẩu hỏa nhập ma mà chết. Tên của cha tôi là Trường Sinh, sao có thể chết dễ dàng như vậy được? Sở Phù Đồ lắc đầu, ông khẽ cười. Cha, ông nội chưa chết thật ạ? À? Sở Cửu Ca nhìn ông nội mình rồi quay sang hỏi Sở Phù Đồ. Lúc này Sở Trường Sinh đã không còn hơi thở, quả thực đã rơi vào trạng thái chết rồi. Đúng là ông cụ chưa chết. Diệp Phàm lên tiếng, hắn ngồi xổm xuống rồi rút châm đâm vào người đối phương. Diệp Phàm vừa ghim kim, rất nhanh Sở Trường Sinh đã khôi phục hơi thở. Sở Hám Thiên, Sở Cửu Ca và đại trưởng lão Sở tộc đều vô cùng kinh ngạc. Rốt cuộc là sao vậy? Sở Hám Thiên vô cùng kinh ngạc. Cha tu luyện một bộ công pháp, khi gặp nguy hiểm cực độ sẽ trực tiếp tiến vào trạng thái chết giả, cho dù đối thủ có mạnh đến mấy cũng không thể nhìn thấu. Nhưng không ngờ lại bị tên nhóc này nhìn thấy, còn làm lão gia tử tỉnh lại từ trạng thái chết giả nhanh như vậy. Sở Phù Đồ nhìn về phía Diệp Phàm, có chút kinh ngạc. Tôi biết chút y thuật, bởi vậy có thể nhìn ra được trạng thái thân thể của lão gia tử. Diệp Phàm nói, không ngờ cha còn tu luyện một bộ công pháp kỳ lạ như vậy. Sở Hám Thiên vô cùng kinh ngạc, Sở Phù Đồ trêu ghẹo, nếu không sao có thể gọi là Sở Trường Sinh chứ. Lúc này Sở Trường Sinh từ từ tỉnh lại. Ông nội! Sở Cửu Ca thấy Sở Trường Sinh tỉnh lại, vội vàng kêu lên. Cửu Ca! Con không sao chứ? Sở Trường Sinh quan tâm nói. Ông nội, con không sao, ông dọa chết con rồi, con còn tưởng sẽ không bao giờ được gặp lại người nữa. Sở Cửu Ca thấy ông nội không sao, thầm thở phào nhẹ nhõm. Để con lo lắng rồi, nhưng lão phu không ngờ lá gan của Sở Thiên Hùng lại lớn như vậy, ngay cả ta cũng dám động, nếu không phải ta đang tu luyện không thể ra tay, sao lại phải mượn chết giả để lừa gạt hắn? Sở Trường Sinh lạnh nhạt nói. Cha, con đã giết Sở Thiên Hùng báo thù cho ngài. Lúc này Sở Phù Đồ lên tiếng. Sở Trường Sinh nhìn về phía Sở Phù Đồ, sắc mặt lạnh lùng, nói, rốt cuộc anh cũng biết trở về, tôi còn tưởng rằng anh đã quên chính mình còn nhà cơ đấy. Không phải con đã về rồi sao? Sở Phù Đồ bất đắc dĩ nói. Vị này là... Sở Trường Sinh chú ý đến Diệp Phàm, tò mò hỏi.
người này là cháu rể của ngài. Sở Phù Đồ nói thẳng. Ông nội, anh ấy là Diệp Phàm, là con trai của chú Thiên Long. Sở Cửu Ca giới thiệu. Cậu là con trai của Diệp Thiên Long, đã lớn như vậy rồi. Biết được thân phận của Diệp Phàm, Sở Trường Sinh kinh ngạc cảm thán. Lão gia tử, cháu là Diệp Phàm. Diệp Phàm nói. Cậu rất giống cha của cậu. Sở Trường Sinh nói. Cha, may mắn hôm nay Diệp Phàm đến kịp, nếu không ngài sẽ không còn nhìn thấy được con và cháu gái bảo bối của ngài. Sở Hám Thiên khen ngợi Diệp Phàm. Sau đó Sở Cửu Ca kể lại chuyện vừa xảy ra một lần. Sau đó Sở Trường Sinh nhìn Diệp Phàm nói, không ngờ tuổi còn trẻ mà thực lực lại mạnh như vậy, quả nhiên là con trai Diệp Thiên Long, kế thừa thiên phú của cha cậu. Cậu ta vẫn còn kém nhiều so với Diệp Thiên Long năm đó. Sở Phù Đồ nói. Đột nhiên Diệp Phàm lên tiếng, lão gia tử, chú, năm đó cha cháu rất mạnh sao? Không thể dùng từ sức mạnh để hình dung hắn. Sở Trường Sinh nghiêm mặt nói. Diệp Phàm nghe vậy thì giật mình. Hắn không ngờ tộc trưởng Sở tộc sẽ hình dung cha hắn như vậy. Rốt cuộc cha hắn mạnh đến mức nào? Cha cậu là một yêu nghiệt, nếu không vì chuyện năm đó, sợ rằng thiên hạ này sẽ bị bao phủ dưới bóng ma của hắn. Sở Phù Đồ nói. Năm đó đã xảy ra chuyện gì? Diệp Phàm tò mò hỏi. Chuyện này rất phức tạp, sau này sẽ nói với cậu sau. Sở Phù Đồ vẫn chưa nhiều lời. Sở Trường Sinh đi vào phòng tu luyện lấy ra một cái hộp từ cơ quan bí mật, đi đến trước mặt Diệp Phàm, mở ra, bên trong có một quả phiếm ánh sáng. Đây coi như là phần thưởng vì hôm nay cậu đã đến sở tộc cứu tôi và cháu gái tôi, đương nhiên cũng là quả gặp mặt cháu rể của tôi. Sở Trường Sinh nói, mở hộp ra, một hơi thở năng lượng nồng đậm ập vào trước mặt. Một quả phiếm vầng sáng đang nằm trong hộp, tràn ngập năng lượng thuần tịnh. Diệp Phàm kinh ngạc nhìn viên quả này. Đây là linh quả ngàn năm khó gặp. Sở Trường Sinh nói. Cha, con muốn linh quả này lâu rồi mà người không cho con, nhưng người vừa mới nhìn thấy Diệp Phàm đã đưa cho hắn, người cũng quá bất công rồi. Sở Hám Thiên hâm mộ nói. Con dùng chỉ lãng phí. Sở Trường Sinh dỗi lại làm Sở Hám Thiên không trả lời được. Lão gia tử, món quà này quá quý, cháu không thể nhận được. Diệp Phàm vội vàng nói. Lúc trước ở núi Cửu Long hắn đã từng nhìn thấy linh quả, bởi vậy biết linh quả chân quý và hiếm đến mức nào. Một viên linh quả như vậy đủ để một người bình thường trở thành cao thủ đứng đầu trong nháy mắt. Nếu cao thủ võ đạo dùng linh quả có thể tẩy gân phạt tủy, cơ thể lột xác, cải thiện thể chất, hiểu được lực, thực lực cũng tăng vọt. Tóm lại đối với cao thủ võ đạo, linh quả là một tiên đan. Nhưng do hiện giờ hoàn cảnh của thế giới càng thêm ác liệt, không thích hợp để linh quả sinh tồn nên linh quả đã tuyệt tích. Bởi vậy nên linh quả là một báu vật vô giá, cực kỳ chân quý. Lão phu cho thì phải thu. Sở Trường Sinh quát. Ông nội cho thì anh nhận lấy đi. Sở Cửu Ca nói. Cảm ơn lão gia tử. Diệp Phàm nhận hộp nói lời cảm ơn. Gọi ông nội, Sở Trường Sinh không vui nói. Ông nội. Diệp Phàm gật đầu nói. Linh quả để càng lâu thì năng lượng tỏa ra càng nhiều, hiện tại cậu luyện hóa nó đi. Sở Phù Đồ nói. Tiếp theo Diệp Phàm ở trong phòng tu luyện luyện hóa viên linh quả này, những người khác đều đi ra ngoài. Trong đại sảnh sở tộc, Sở Cửu Ca nhìn Sở Phù Đồ, nói, cha, 10 năm nay người đã đi đâu? Đi đến thế giới cao thủ như mây. Sở Phù Đồ nói. Thế giới cao thủ như mây. Sở Cửu Ca và Sở Hám Thiên sửng sốt. Không lẽ con đi đến nơi đó? Sở Trường Sinh kinh ngạc nói. Đúng vậy. Sở Phù Đồ gật đầu. Mọi người đang nói gì vậy, sao con nghe không hiểu? Sở Hám Thiên lẩm bẩm. Lúc này Sở Phù Đồ nhìn Sở Cửu Ca, nói, Cửu Ca, thực lực của con cũng nên tăng lên, nếu không sao có thể xứng đôi làm vị hôn thê của thằng nhóc kia. Tên nhóc kia không có Diệp Thiên Long dạy dỗ nhưng lại có thể tu luyện đến trình độ này, đúng là kỳ tài. Sở Trường Sinh cảm khái. Tiềm lực của cậu ta mạnh hơn Diệp Thiên Long. Sở Phù Đồ nói. Đúng rồi, cha, chú Thiên Long thật sự không còn nữa sao? Đột nhiên Sở Cửu Ca tò mò hỏi cha, Sở Phù Đồ cười nói, sao? Muốn gặp cha chồng. Sở Cửu Ca đỏ mặt, nói, cha, người nói bừa gì vậy? Yên tâm đi, tên Diệp Thiên Long kia không muốn chết, không ai có thể giết chết hắn. Sở Phù Đồ lắc đầu. Nhưng không phải thực lực của chú Thiên Long đã bị phế bỏ sao? Sở Cửu Ca khó hiểu nói, nhưng Sở Phù Đồ không giải thích nhiều. Một ngày trôi qua,
trong phòng tu luyện của Diệp Phàm phát ra một tiếng gầm rú. Trải qua một ngày một đêm, Diệp Phàm đã luyện hóa xong viên linh quả này. Mượn dùng năng lượng trong linh quả, thân thể của Diệp Phàm lại lột xác, lực lượng đã tăng lên một độ cao mới, lục phủ ngũ tạng và kinh mạch trong cơ thể đều được lột xác, thực lực đột phá. Trong quá trình này, Diệp Phàm cảm giác lực lượng thần bí vẫn không chịu khống chế trong cơ thể bắt đầu bị tiếp thu. Hắn dần dần có thể thao tác lực lượng thần bí này. Từ lúc dần dần có thể khống chế lực lượng thần bí này, hắn mới thực sự cảm nhận được sự cường đại của nó không hề đơn giản như những gì hắn nghĩ. Không biết qua bao lâu, Diệp Phàm mở mắt, đi ra phòng tu luyện. Anh luyện hóa xong rồi. Bên ngoài phòng tu luyện, Sở Cửu Ca đi đến nhìn Diệp Phàm, hỏi. Ừ. Diệp Phàm gật đầu. Một viên linh quả, dùng một ngày đã có thể luyện hóa, cậu có chút bản lĩnh. Sở Trường Sinh đi đến cười nói. Cảm ơn ông nội đã tặng linh quả cho cháu. Diệp Phàm ôm quyền nói lời cảm ơn. Không cần cảm ơn, sau này nhớ đối xử tốt với cháu gái tôi là được, cậu dám bắt nạt nó, xem tôi xử lý cậu thế nào. Sở Trường Sinh nói. Diệp Phàm nở nụ cười xấu hổ, gật đầu. Sau đó Diệp Phàm rời khỏi Sở tộc, quay trở về thế tục. Trước đó Diệp Phàm đi đến đế đô, mục tiêu của hắn là nội các. Nội các là cơ quan đầu mối quyền lợi lớn nhất dưới quốc chủ của Long Quốc, tất nhiên vị trí của nó vô cùng nghiêm ngặt, chỉ xếp sau Hoàng Cung. Nhưng mà bắt đầu từ hôm qua, thủ vệ bên ngoài nội các đã nhiều hơn gấp 10 lần lúc bình thường, chẳng khác nào tường đồng vách sắt. Một bóng người xuất hiện cách nội các mấy nghìn mét, từng bước đi về phía nội các. Người này chính là Diệp Phàm trở về từ Sở tộc. Đứng lại, nội các trọng địa, người không phận sự không thể tới gần. Một đám chiến sĩ tay cầm súng ống chặn trước mặt Diệp Phàm, vẻ mặt đề phòng nói. Ngay cả hộ quốc thần tướng như tôi cũng không thể tới gần sao. Sắc mặt Diệp Phàm lạnh băng liếc nhìn đám người này, lạnh lùng quát. Hộ quốc thần tướng. Nghe lời Diệp Phàm nói, sắc mặt đám chiến sĩ này đều thay đổi. Không có mệnh lệnh của trưởng lão nội các, trừ khi là quốc chủ, nếu không mặc kệ là ai đều không được tới gần nội các. Một hiệu úy đeo hiệu hàm trên vai nhìn Diệp Phàm. Vẻ mặt lạnh băng quát. Diệp Phàm không nói lời vô ích, trên người hắn trực tiếp bùng lên một uy thế ngút trời, đánh bay cả đám chiến sĩ này ra ngoài. Lúc hắn muốn tiếp tục tiến về phía nội các, đột nhiên mấy chiếc xe lao nhanh tới, dừng ở trước mặt hắn. Sau đó, Long Chiến Thiên và Sở trưởng Sở hộ Long Phàn Long, còn có mấy người Hắc Uyên bước xuống từ trong xe, sải bước tới trước mặt Diệp Phàm. Sao các ông lại đến đây? Diệp Phàm liếc nhìn mấy người này. Cậu là muốn đi đối phó với trưởng lão nội các à? Long Chiến Thiên nhìn Diệp Phàm, trầm giọng hỏi. Đúng vậy, Diệp Phàm lạnh lùng nói. Diệp Phàm, chúng tôi đều biết chuyện mà mấy trưởng lão nội các làm rồi, lần này quả thật là bọn họ làm không đúng, nhưng cậu đã giết ba trưởng lão nội các, dẫn tới sự chấn động to lớn trong triều Dã Long Quốc. Bây giờ nếu cậu lại mạnh mẽ xông vào nội các, giết mấy trưởng lão nội các còn lại, vậy sẽ khiến cho cả triều Dã dao động. Ảnh hưởng và hậu quả tạo ra khó có thể tưởng tượng được. Phàn Long nhìn Diệp Phàm, vẻ mặt trịnh trọng nói. Cho nên thế nào, bảo tôi từ bỏ trả thù, tha cho bọn họ một mạng ư? Diệp Phàm liếc nhìn Phàn Long, lạnh lùng hỏi. Diệp Phàm, tôi biết chúng tôi yêu cầu cậu như vậy quả thật không thích hợp lắm, nhưng hy vọng cậu có thể suy nghĩ cho đại cuộc. Còn về vấn đề của mấy trưởng lão nội các, chúng tôi đã xin chỉ thị của quốc chủ sẽ lập tức phê duyệt, cho cậu một lời giải thích. Long Chiến Thiên nói, chuyện của tôi, tự tôi xử lý, không cần bất cứ ai giải thích với tôi. Lúc trước bọn họ ba lần bốn lượt ra tay với tôi đều không so đo với bọn họ. Nhưng lần này bọn họ lại bày kế đối phó mấy sư phụ của tôi, còn bắt người phụ nữ của tôi tuyệt đối không thể nào bỏ qua cho bọn họ nữa. Rồng có vảy ngược, chạm vào là phải chết. Hôm nay, bọn họ nhất định phải chết. Diệp Phàm nói từng từ từng chữ. Diệp. Nếu ông còn nói thêm một chữ, tôi sẽ giết cả ông. Phàn Long muốn nói gì đó với Diệp Phàm, hắn lại lạnh lùng liếc nhìn ông ta, không hề khách sáo quát. Phàn Long lập tức dừng lại lời đã đến cửa miệng, còn Diệp Phàm thì đã trực tiếp đi về phía nội các. Long soái, chúng ta không ra tay ngăn cản hắn thật à? Hắc Uyên nhìn Long Chiến Thiên hỏi. Tính cách của hắn, một khi muốn làm chuyện gì, thì không ai ngăn cản được. Cục diện bây giờ chỉ có quốc chủ mới có thể giải trừ. Long Chiến Thiên lắc đầu, thở dài nói. Rất nhanh, Diệp Phàm đã xông qua tầng tầng lớp lớp giới nghiêm,
xông thẳng đến bên ngoài nội các. Lúc này, lượng lớn thủ vệ nội các bắt đầu tập hợp lại, có đến hơn vạn người, bọn họ đều trang bị đầy đủ vũ trang, tay cầm súng ống, trong số đó còn có hàng loạt võ giả, ánh mắt lạnh băng nhìn chằm chằm Diệp Phàm. Xem ra mấy lão già nội các kia đều sợ rồi, không ngờ lại phái nhiều người canh giữ ở đây như vậy. Diệp Phàm liếc nhìn những thủ vệ này, lạnh nhạt nói. Diệp Phàm to gan, lại dám xông vào nội các trọng địa, cậu to gan lắm. Ngay lập tức, một thống lĩnh thủ vệ nội các chỉ Diệp Phàm, hô lên. Tôi không muốn nghe lời vô nghĩa, bảo mấy lão già ở bên trong kia cút ra đây cho tôi, nếu không hôm nay tôi sẽ tắm máu nội các. Diệp Phàm trực tiếp quát lên. Hắn vừa dứt lời, tất cả thủ vệ có mặt ở đây đều giật mình. Tắm máu nội các. Giọng điệu này lớn quá rồi nhỉ. Muốn tắm máu nội các, cậu còn chưa đủ tư cách. Lúc này, trong nội các truyền ra một tiếng nói lạnh băng. Sáu ông già bước ra ngoài, chính là sáu trưởng lão còn lại của nội các. Đại trưởng lão dẫn đầu kia uy nghiêm nhìn Diệp Phàm chằm chằm. Cuối cùng cũng chịu ra ngoài. Đã chuẩn bị xong quan tài cho bản thân rồi à? Diệp Phàm nhìn sáu trưởng lão nội các này, lạnh lùng hỏi. Nhóc con, cậu ngông cuồng quá rồi, chúng tôi là trưởng. Lão nội các dưới một người trên vạn người. Hôm nay cậu dám ra tay với chúng tôi, thì chính là mạo phạm bề trên, đây là tội phản quốc, phải tru di cửu tộc. Một trưởng lão nội các chỉ Diệp Phàm quát. Dầm. Diệp Phàm chém một kiếm về phía trưởng lão nội các này, rõ ràng hắn đang dùng hành động thực tế để chứng minh hắn dám ra tay với mấy trưởng lão nội các. Thấy Diệp Phàm chém qua một kiếm, sắc mặt trưởng lão nội các kia chợt thay đổi, cứng nhắc. Vào thời khắc then chốt này, một bóng dáng đột nhiên xuất hiện, chặn lấy một kiếm của Diệp Phàm, cơ thể người đó chợt run lên. Người này mặc một bộ đồ đen, sắc mặt lạnh lùng hà khắc, trong tay cầm một thanh kiếm, hắn ta chính là cường giả top 3 thiên bảng, tên là Tuyệt Kiếm. Tuyệt Kiếm, giết chết hắn. Trưởng lão nội các may mắn thoát chết kia nói với Tuyệt Kiếm. Vèo. Kiếm trong tay Tuyệt Kiếm đột nhiên chui ra khỏi vỏ, một ánh sáng lạnh hiện ra. Nháy mắt Diệp Phàm đã cảm thấy cổ chợt lạnh, một kiếm ý khủng bố bao phủ lấy hắn. Tuyệt Kiếm cầm kiếm sắc trong tay, một kiếm chém thẳng cổ Diệp Phàm, tốc độ rất nhanh, có thể so với tia chớp, khiến mọi người chỉ nghe thấy tiếng kiếm mà không thấy bóng kiếm. Keng! Lúc một kiếm này sắp rơi xuống cổ Diệp Phàm, cuối cùng hắn đã ra tay, đoạn kiếm màu đen trong tay hắn chợt vung lên. Vô cùng chuẩn xác chặn lấy kiếm của đối phương, hai kiếm chạm vào nhau phát ra một tiếng vang. Răng rắc. Ngay sau đó, kiếm trong tay Tuyệt Kiếm trực tiếp bị kiếm trong tay Diệp Phàm chém gãy. Phút. Trong nháy mắt, kiếm trong tay Diệp Phàm không thể ngăn chặn xẹt qua cổ của Tuyệt Kiếm, đầu của Tuyệt Kiếm lập tức bay vút lên cao, cuối cùng lại lăn xuống đất, trên cổ hắn ta phun ra máu tươi, cảnh tượng máu me và tàn nhẫn. Sốt sốt sốt. Giây phút này. Sắc mặt sáu trưởng lão nội các kia rõ ràng đều vô cùng khó coi. Còn chiêu thức gì cứ sử dụng cho hết, nếu không thì chuẩn bị đợi chết đi. Diệp Phàm nhìn sáu trưởng lão nội các lạnh lùng quát, tiếng nói của hắn lạnh thấu xương giống như tiếng của Diêm Vương, khiến người ta không rét mà run. Người trẻ tuổi, tuổi còn trẻ mà lại kiêu ngạo vô lễ như vậy không phải một chuyện tốt. Bỗng nhiên, một giọng nói trầm thấp già nua truyền tới từ phía sau Diệp Phàm, hắn quay đầu nhìn. Thì thấy một ông già mặc trường sam màu xám, chậm rãi bước tới. Ông là ai? Diệp Phàm nhìn người này, lạnh lùng hỏi. Lão hủ đến từ Long Cấm, thủ hộ Long Cấm cấp thiên, tên là Hàn Thương, trận pháp lúc trước trong lôi cốc kia chính là lão hủ bố trí, chỉ là không ngờ lại bị cậu phá vỡ dễ dàng như vậy. Ông già này nhìn Diệp Phàm, thản nhiên nói. Trận pháp sư. Diệp Phàm liếc nhìn đối phương, trong mắt hiện lên tinh quang. Hàn đại sư, mong ông ra tay bắt lấy tên này. Đại trưởng lão nội các nhìn ông già này, nói. Người trẻ tuổi, lấy toàn bộ thực lực của cậu ra đi, để lão hủ xem rốt cuộc cậu mạnh cỡ nào. Hàn Thương nhìn Diệp Phàm, nói thẳng. Vẫn là ông ra tay trước đi, đỡ cho người khác nói tôi bắt nạt người già. Diệp Phàm hừ lạnh nói. Nếu đã như vậy, lão hủ sẽ không khách sáo nữa. Hai tay Hàn Thương vung lên. Năm lá cờ trận trực tiếp bắn ra từ trên người ông ta, lơ lửng xung quanh Diệp Phàm, hai tay ông ta tạo từng ấn quyết tiến vào trong năm lá cờ trận kia. Ầm, 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 ầm. Trong phút chốc, năm lá cờ trận này vang lên năm tiếng nổ, lấp lánh năm loại ánh sáng màu sắc khác nhau, lần lượt là màu sắc của kim, mộc, thủy, hỏa, thổ. Lúc này,
năng lượng ngũ hành trong trời đất đều xông về phía năm lá cờ trận. Còn năm lá cờ trận thì rất nhanh đã bùng ra sức mạnh khủng bố, trực tiếp tạo thành một trận pháp, nhốt Diệp Phàm ở bên trong. Trận pháp ngũ hành. Đây là trận pháp cơ bản nhất trong trận pháp, đương nhiên nếu như trận pháp sư đủ mạnh mẽ, thì trận pháp ngũ hành sẽ là trận pháp mạnh nhất. Lúc này, trận pháp sư đến từ Long Cấm mượn năm lá cờ trận đại diện cho năm thuộc tính ngũ hành trực tiếp thi triển ra trận ngũ hành, triển khai công kích với Diệp Phàm. Đoàng đoàng đoàng. Trong trận pháp này, sức mạnh ngũ hành biến thành năm cự long, cắn nuốt về phía Diệp Phàm. Năm cự long này vừa xuất hiện đã bộc phát ra uy lực vô cùng khủng bố, có thể sánh ngang với công kích của cường giả tôn cảnh. Diệp Phàm đối mặt với cự long ngũ hành này, hắn trực tiếp thúc dục lực nhục thể toàn thân, mạnh mẽ ngăn chặn cự long oanh kích. Ầm, ầm, ầm. Năm cự long đánh lên người Diệp Phàm, phát ra tiếng nổ long trời lở đất. Nhưng uy lực của cự long có mạnh hơn nữa cũng không thể lay động Diệp Phàm. Bây giờ sau khi luyện hóa linh quả kia, toàn thân Diệp Phàm đều đã tiến hành tôi luyện lột xác, cường độ nhục thể của hắn đã đạt đến một cấp bậc vô cùng khủng bố. Giờ phút này, cho dù đối mặt với cường giả tôn cảnh toàn lực tấn công thì hắn cũng chẳng hề sợ hãi. Đây chính là hiệu quả của linh quả. Lúc này, lông mày của Hàn Thương kia đang cau lại, rõ ràng ông ta đã phát hiện tình hình trong trận pháp. Nhục thể của tên này lại mạnh mẽ vậy à? Lẽ nào hắn là thể tu trong truyền thuyết? Hàn Thương lẩm bẩm tự nói, thầm suy đoán. Ông ta lại bấm ấn quyết lần nữa, không ngừng tăng cường uy lực của trận pháp. Năng lượng ngũ hành giữa trời đất càng điên cuồng xông về phía trận pháp, khiến cho sức mạnh công kích của trận pháp này không ngừng tăng cường. Còn Diệp Phàm vẫn chưa đánh trả, hơn nữa hắn chỉ dựa vào sức mạnh nhục thể không ngừng chống lại sự oanh kích của trận pháp ngũ hành. Dưới sự oanh kích không ngừng, Diệp Phàm cảm thấy lực nhục thể lại bắt đầu tăng lên từng chút một, tiềm lực của bản thân hắn không ngừng được kích thích ra. Thậm chí dưới sự oanh kích, sức mạnh thần bí kia ở trong người hắn cũng đang dần dần tiến hành dung hòa với cơ thể hắn. Ầm ầm ầm. Cứ như vậy, uy lực của trận pháp được Hàn Thương kia nâng cấp đến tận mức đủ để giết tôn cảnh cửu trọng, nhưng vẫn không thể lay động Diệp Phàm, ngược lại còn giúp sức. Mạnh nhục thể của hắn càng mạnh hơn một bậc. Lực cửu long cửu tượng trong cơ thể cũng được hắn nhân cơ hội luyện hóa lần nữa. Bây giờ, Diệp Phàm đã nắm giữ lực ngũ long bát tượng. Thấy cảnh này, trong mắt Hàn Thương kia tràn đầy vẻ khó tin. Phút, Hàn Thương phun ra máu tươi, trực tiếp bị ông ta nhổ vào trong trận pháp ngũ hành. Giờ phút này, Hàn Thương lấy tinh huyết của bản thân làm vật dẫn, thi triển bí pháp, cưỡng chế nâng cấp sức mạnh của trận pháp, trực tiếp khiến uy lực của trận pháp này vượt qua phạm vi ông ta có thể khống chế. Ngay lập tức, trong trận pháp không ngừng vang lên tiếng nổ. Cự long ngũ hành đại diện cho thuộc tính ngũ hành trực tiếp diễn hóa thành 5 loại công kích khác nhau, mũi tên thuộc tính kim, rồng lửa thuộc tính hỏa, dây leo khổng lồ thuộc tính mộc, thiên thạch thuộc tính thổ, tất cả đồng loạt đánh về phía Diệp Phàm. Công kích của mỗi một loại thuộc tính đều đủ để tiêu diệt cường giả tôn cảnh cửu trọng, sức mạnh 5 loại thuộc tính tập trung xếp chồng lên nhau lại càng có uy lực tăng vọt, đạt đến cấp bậc sánh ngang với thánh cảnh. Hay. Lúc này, Diệp Phàm quát lên, hắn trực tiếp bộc phát ra sức mạnh thần bí trong cơ thể. Audio điện tử Võ Tấn Bền. Ầm ầm ầm. Nắm đấm của Diệp Phàm mang theo cỗ lực lượng thần bí đánh tới, bộc phát ra uy lực như lốc xoáy, phá hủy toàn bộ công kích ngũ hành này. Tiếng nổ vang trời, trận pháp ngũ hành ầm ầm vỡ nát, và cả năm trận kỳ đều biến thành hư vô. Phụt phụt. Hàn Thương phun ra một ngụm máu. Cơ thể bị đánh bay ra xa, đập trên mặt đất. Lúc này, vẻ mặt của 6 đại trưởng lão nội các đều thay đổi, tất cả đều hít sâu một hơi, bọn họ bị dọa cho khiếp sợ. Cậu! Hàn Thương nằm trên mặt đất, hai mắt trừng to nhìn Diệp Phàm, trong lòng chấn động không thôi. Trận pháp không tệ, nhưng muốn đối phó với tôi thì vẫn còn kém lắm. Diệp Phàm khinh thường nhìn Hàn Thương. Ngay sau đó, hắn lạnh lùng nhìn 6 trưởng lão của nội các, mấy người còn có bản lĩnh gì không? Nếu không thì chuẩn bị chịu chết đi. Xem ra chúng ta đã coi thường cậu rồi. Nhưng hôm nay không chỉ có chúng tôi muốn cậu chết, còn có cả người khác nữa. Đại trưởng lão nội các lạnh nhạt nhìn Diệp Phàm. Ai? Diệp Phàm lạnh giọng. Tôi. Một giọng nói già nua vang vọng trong hư không. Lúc này, Diệp Phàm cảm nhận được một cỗ uy áp khiến cho người ta không thể thở nổi quét tới. Hắn nhìn qua thì trông thấy có mấy nghìn người xuất hiện. Tất cả bọn họ đều là cường giả từ thiên cảnh trở lên, trong đó có hơn 10 vị hoàng cảnh và tôn cảnh, lão giả dẫn đầu toát ra một cỗ uy áp đáng sợ.
Người này chính là lão tộc trưởng của nhà họ Quân, Quân Thiên Dương. Quân lão tộc trưởng. Đại trưởng lão nội các nhìn thấy Quân Thiên Dương thì cung kính gọi. Người của nhà họ Quân. Diệp Phàm liếc mắt nhìn đối phương, ông ta cũng nhìn chằm chằm hắn rồi lạnh giọng nói. Người giết cháu trai rồi lại giết con trai của ta, hôm nay lão phu sẽ băm người thành trăm mảnh, không chỉ ngươi mà tất cả những người bên cạnh ngươi đều phải chết, ta muốn tru di cửu tộc nhà ngươi. Lời của Quân Thiên Dương khiến không khí ở hiện trường như đông cứng lại, bọn họ đều bị cảm giác nghẹt thở vây lấy. Những trưởng lão của nội các nhìn thấy Quân Thiên Dương thì thở phào nhẹ nhõm. Nhà họ Quân là một trong những dòng họ cổ xưa của Long Quốc, truyền thừa lịch sử lâu đời, thực lực vô cùng thâm hậu, đủ để lật đổ cả một đất nước. Chính vì sự đáng sợ của nhà họ Quân nên cho lúc trước mấy vị hộ quốc chí tôn kia mới tôn Quân Lăng Thiên làm thiếu soái, thậm chí đẩy hắn lên chức nguyên soái của chiến bộ. Nghe đồn ông cụ nhà họ Quân sớm đã bước vào hàng thánh, trở thành thánh giả, hôm nay có ông ấy ở đây, Diệp Phàm có nghịch thiên tới đâu thì cũng phải chết. Người nhà họ Quân khẩu khí cũng không nhỏ nhỉ. Bỗng nhiên, một tiếng hừ lạnh vang lên. Long Ngạo, Trung Vô Diễm, Tiêu Thiên Sách và Tu La đều xuất hiện. Phụt phụt phụt. Ngay khi bốn người họ xuất hiện, vẻ mặt của sáu trưởng lão nội các đều thay đổi. Các người vậy mà vẫn còn sống. Đại trưởng lão nội các trông thấy Long Ngạo, Trung Vô Diễm và Tiêu Thiên Sách thì rất ngạc nhiên. Ông cho là phái bá đao đứng thứ hai của bảng thiên và dùng độc dược hèn hạ bẩn thỉu đã có thể giết chết được chúng tôi sao? Long Ngạo cười lạnh, ông ném cái túi đang máu chảy đầm đìa đang cầm trong tay về phía những trưởng lão nội các, một cái đầu lăn tới trước mặt bọn họ, đây chính là đầu của bá đao. Khi sáu vị trưởng lão nhìn thấy đầu của bá đao thì vẻ mặt họ đều trầm xuống, biểu cảm vô cùng khó coi. Bá đao xếp thứ hai của bảng thiên, chỉ đứng sau thiên tôn, thực lực đã sớm đạt tới tôn cảnh cửu trọng, lúc trước đại trưởng lão nội các phái hắn đi đối phó với Long Ngạo và Trung Vô Diễm, không ngờ lại bị giết chết. Lẽ nào ông đã giết Long Uyên Vương? Ánh mắt đại trưởng lão nội các nhìn về phía Tiêu Thiên Sách. Long Uyên Vương chính là vị cuối cùng trong tám vương của Long Quốc, cũng là người đáng sợ nhất, ông ta nhận mệnh lệnh của đại trưởng lão đi ứng phó với Tiêu Thiên Sách. Với hiểu biết của đại trưởng lão với Long Uyên Phương, ông ta tin đối phương có thể giết chết được Tiêu Thiên Sách, không vì lý do gì khác, bởi vì Long Uyên Ương là chủ nhân của Thất Tinh Long Uyên Kiếm, một trong thập đại danh kiếm của Long Quốc. Chỉ dựa vào Thất Tinh Long Uyên Kiếm, đại trưởng lão tin Long Uyên Vương sẽ giết được Tiêu Thiên Sách, nhưng hiện tại xem ra đã thất bại rồi. Tiêu Thiên Sách vung tay, một thanh trường kiếm có ra ánh sáng màu lam cắm trên mặt đất, tản ra khí tức khủng bố. Đây chính là Thất Tinh Long Uyên Kiếm, một trong 10 thanh kiếm nổi danh nhất Long Quốc, mạnh hơn rất nhiều so với Ngư Trường Kiếm, đứng trong top 5 thập đại danh kiếm, uy lực không hề tầm thường. Khi đại trưởng lão nội các nhìn thấy Thất Tinh Long Uyên Kiếm thì vẻ mặt trầm xuống, ánh mắt ông ta lạnh lùng nhìn mấy người sư phụ của Diệp Phàm, tôi đánh giá thấp các người rồi. Hừ, lão già, ông dám hãm hại bọn ta, hôm nay chính là ngày chết của ông. Trung Vô Diễm nhìn chằm chằm đại trưởng lão với ánh mắt âm u. Sư phụ, các người không sao, tốt quá. Diệp Phàm đi tới trước mặt sư phụ mình, hắn kích động nói. Thằng ngốc, sao chúng ta có thể xảy ra chuyện được? Long Ngạo híp mắt, ông bĩu môi nói. Ngươi là Long Ngạo của nhà họ Long. Lúc này, Quân Thiên Dương nhìn Long Ngạo nói. Phút, ánh mắt Long Ngạo lạnh lùng nhìn Quân Thiên Dương, ông cụ Quân, lâu lắm không gặp, ông vẫn còn khỏe mạnh nhỉ, nhưng mà sao không ở nhà dưỡng lão lại chạy tới đây làm gì? Bên ngoài rất nguy hiểm, không cẩn thận là đi gặp Diêm Vương ngay. Cậu đang uy hiếp lão phu. Quân Thiên Dương âm trầm nhìn Long Ngạo, trên người ông ta tản ta uy thế vô cùng đáng sợ. Đây là đang cảnh cáo ông. Lập tức dẫn người cút khỏi đây. Tu La lớn tiếng quát với vẻ mặt đầy sát khí. Ông cụ Quân cũng thấy rồi đấy, tính tình của tứ sư phụ nhà đồ đệ tôi không được tốt lắm, ông vẫn nên đi đi thôi, nếu không tôi sợ hôm nay ông đi không nổi. Hừ. Quân Thiên Dương ta sống ngần này tuổi còn chưa bị ai uy hiếp bao giờ. Hôm nay lão phu cũng muốn xem thử bản lĩnh của mấy người các ngươi. Quân Thiên Dương lớn giọng nói. Ngay lập tức, Tu La vọt về phía Quân Thiên Lâm, bộc phát ra sát khí ngập trời. Một kiếm chém xuống, huyết quang dâng trào, trực tiếp bao phủ lấy người Quân Thiên Dương. Quân Thiên Dương cũng đánh ra một chưởng, chân khí rồi rào bộc phát, một cỗ uy áp vô hình bao trùm xung quanh. Lúc này, không gian xung quanh như ngừng lại, Quân Thiên Dương và Tu La như ở trong một không gian khác, ngăn cách với tất cả mọi người. Khí tức này,
Diệp Phàm quan sát Quân Thiên Dương, ánh mắt hắn khẽ lóe lên. Là thánh giả chi vực. Tiêu Thiên Sách nói. Thánh giả chi vực, chỉ có thánh giả với thi triển ra được lĩnh vực riêng biệt. Đạt tới thánh cảnh như siêu phàm nhập thánh, bản thân đã thoát ly khỏi phàm tục để tới một cấp bậc khủng bố hơn, chỉ cần một suy nghĩ đã có thể hủy thiên diệt địa. Lĩnh vực của thánh giả khủng bố hơn rất nhiều so với vương cảnh, hoàng cảnh, thậm chí là tôn cảnh. Một khi thi triển thánh giả lĩnh vực thì sẽ có thể phân tách với thế giới bên ngoài, hình thành một không gian độc lập. Đây cũng là sự đáng sợ của thánh giả lĩnh vực. Lúc này, Quân Thiên Dương đã thi triển ra lĩnh vực, tách biệt hoàn toàn không gian của mọi người với ông ta và Tu La, như vậy thì năng lượng phát ra từ trận chiến sẽ không ảnh hưởng ra ngoài. Ầm ầm ầm. Trong lĩnh vực, Quan Thiên Dương và Tu La đang xảy ra cuộc chiến long trời lở đất. Tứ sư phụ cũng nhập thánh rồi sao? Diệp Phàm nhìn tứ sư phụ Tu La, không nhịn được mà hỏi. Hắn cũng không quá hiểu rõ về thực lực của các sư phụ mình. Tên này đã nhập thánh từ lâu rồi, thậm chí ông ấy còn đáng sợ hơn cả thánh giả. Long Ngạo bĩu môi nói. Ầm rắc rắc. Rất nhanh, qua một trận tấn công điên cuồng, tiếng nổ rung trời vang lên. Lĩnh vực tản đi, cơ thể Quân Thiên Dương bay ra ngoài, nện xuống mặt đất rồi nôn ra máu. Phụt phụt. Quân Thiên Dương quỳ rạp trên mặt đất, miệng phun ra máu tươi, trên người có nhiều vết thương máu chảy đầm đìa. Tu La cầm huyết kiếm trong tay, cả người tràn ngập khí sát phạt nồng đậm, hai mắt đỏ như máu, giống như một vị Tu La đến từ địa ngục. Cậu vậy mà là. Quân Thiên Dương trừng mắt nhìn Tu La với vẻ mặt không thể nào tin nổi, ông ta còn đang định nói gì đó thì đối phương đã bổ xuống một kiếm. Ầm. Lúc này, cơ thể Quân Thiên Dương đã bị Tu La chém thành hai nửa. Lão tộc trưởng của nhà họ Quân bị giết, vẻ mặt sáu trưởng lão nội các như cứng lại, bọn họ trợn mắt, hồi lâu vẫn chưa hoàn hồn. Ông là thánh giả. Đại trưởng lão không tin nổi nhìn chằm chằm Tu La. Mấy người các ngươi là kẻ địch với tiểu phàm, đều đáng chết. Tu La lạnh lùng quát lớn. Chúng ta là trưởng lão nội các người dám giết thì đồng nghĩa với tội phản quốc chủ sẽ không tha cho mấy người. Lúc này, một vị trưởng lão của nội các hô lớn. Quốc chủ tới. Ngay sau đó, một giọng nói vang lên. Quốc chủ Long Quốc xuất hiện, đi phía sau là Thiên Tôn. Quốc chủ. Đám trưởng lão nội các nhìn thấy quốc chủ xuất hiện thì vẻ mặt lộ ra vẻ kích động. Quốc chủ, đám người này xông vào nội các, còn muốn giết chúng tôi, xin người làm chủ cho. Trưởng lão nội các vội vàng nói với quốc chủ. Ánh mắt quốc chủ nhìn về phía sáu đại trưởng lão nội các người thân là trưởng lão nội các lại vì lợi ích cá nhân, mưu đồ giết hại hộ quốc thần tướng, hành động này đang chống lại cả Long Quốc, cũng là kẻ thù của những bách tính yêu quý hộ quốc thần tướng. Không giết các người thì không dịu được lòng căm phẫn của nhân dân, không củng cố được đất nước. Hiện tại chấm lấy thân phận quốc chủ Long Quốc tuyên bố, bắt đầu từ ngày hôm nay, xóa bỏ nội các, sáu trưởng lão nội các giết không tha. Quốc chủ Long Quốc lớn giọng uy nghiêm. Nghe quốc chủ nói xong, đầu óc sáu trưởng lão nội các như nổ vang, tất cả đều ngây người. Những người có mặt ở đây cũng mang biểu cảm khiếp sợ. Quốc! Đại trưởng lão nội các nhìn quốc chủ, ông ta còn đang định nói gì đó thì Diệp Phàm đã vung kiếm chém bay đầu ông ta. Phụt, phụt. Phụt, phụt, phụt. Ngay sau đó, Diệp Phàm chém liên tiếp 5 nhát, giết toàn bộ trưởng lão nội các. Lúc này, cả 9 trưởng lão của nội các đều bỏ mạng trong tay Diệp Phàm, nội các cũng chính thức trở thành quá khứ. Diệp Phàm, xin lỗi chuyện lúc trước, là chấm không kịp thời nhận ra được mục đích của đám người nội các nên mới để bọn họ ra tay với cậu và các sư phụ, còn cả vợ cậu nữa. Quốc chủ nhìn Diệp Phàm nói. Hiện tại nội các đã không còn, chuyện này kết thúc ở đây đi. Diệp Phàm lạnh giọng đáp. Kể từ ngày hôm nay, chấm bảo đảm triều đình Long Quốc tuyệt đối sẽ không còn ai dám ra tay với cậu. Quốc chủ Long Quốc cam đoan. Vậy còn Long Cấm thì sao? Diệp Phàm nhìn quốc chủ hỏi, mặc dù hắn không biết lai lịch của Long Cấm nhưng lúc trước đám trưởng lão của nội các đã điều động không ít cao thủ Long Cấm tới đối phó với hắn. Cậu yên tâm, sau này Long Cấm sẽ không ai dám ra tay với cậu, nếu như có thì chấm sẽ cho người đích thân đi giải quyết bọn họ. Quốc chủ Long Quốc uy nghiêm nói. Vậy thì được. Diệp Phàm gật đầu, hắn và các sư phụ đang định rời khỏi đây thì đột nhiên một giọng nói vang lên, không hổ là con trai của Diệp Thiên Long, quả nhiên khí phách y hệt ông ta. Diệp Phàm nghe được câu nói này thì ánh mắt khựng lại nhìn về phía xa xa. Lúc này,
bên ngoài nội các, một đoàn người mặc đồ trắng xuất hiện. Dẫn đầu là một người đàn ông trung niên mặc áo dài trắng, gương mặt chữ quốc, ngũ quan rõ ràng, quanh người lộ ra một cỗ uy áp vô hình. Diệp Phàm nhíu mày nhìn người mới tới. Người đàn ông này thu hết khí tức vào bên trong, có một loại cảm giác như không phô trương nhưng lại vô cùng mạnh mẽ. Có thể đạt tới trình độ này, chứng minh thực lực của đối phương rất cao. Ông là ai? Người đứng đầu Thiên Tông, Tả Thiên Đường. Người đàn ông trực tiếp xưng tên. Sau khi người đàn ông tự giới thiệu, sắc mặt của quốc chủ Long Quốc, Long Chiến Thiên vội vàng chạy tới, Phàn Long và các sư phụ của Diệp Phàm đều thay đổi, ai thấy đều lộ ra biểu cảm ngạc nhiên. Thiên Tông, ánh mắt Diệp Phàm lộ ra vẻ nghi hoặc. Lúc này Long Ngạo lên nói, Thiên Tông chính là tông môn ẩn thế thiên cấp, cũng là một trong 10 tông môn ẩn thế. Ẩn thế thập tông. Ánh mắt Diệp Phàm lóe lên. Ẩn thế thập tông là 10 tông môn cường đại nhất trong tông môn thiên cấp. Long Ngạo nói, Tả tông chủ, không biết hôm nay ông tới đây có chuyện gì? Quốc chủ Long Quốc nhìn vị tông chủ Thiên Tông nói. Quốc chủ, hôm nay bản tông chủ đến đây không muốn đối địch với Long Quốc, mà tới đây vì hắn. Tả Thiên Đường chỉ vào Diệp Phàm lạnh lùng nói. Lúc này ánh mắt quốc chủ lóe lên, biểu cảm trên gương mặt không ngừng thay đổi. Ông muốn làm gì? Diệp Phàm lạnh giọng nhìn Tả Thiên Đường. Yên tâm, bản tông chủ sẽ không thương tổn cậu, hôm nay ta chỉ cần một thứ của cậu. Tả Thiên Đường lên tiếng. Thứ gì? Diệp Phàm nhìn chằm chằm đối phương. Cha của cậu Diệp Thiên Long đã giao cho cậu một món bảo vật. Tả Thiên Đường nói thẳng. Bảo vật mà cha tôi đưa cho tôi. Diệp Phàm sửng sốt, không biết đối phương có ý gì. Giao món bảo vật kia ra đây, bản tông chủ có thể tha cho cậu một mạng. Tả Thiên Đường uy nghiêm quát. Tôi không biết bảo vật gì cả. Diệp Phàm bĩu môi, lạnh lùng nói. Cậu là con trai duy nhất của Diệp Thiên Long, bây giờ ông ta đã không còn, bảo vật của ông ta chắc chắn nằm trong tay cậu. Giao nó ra đây, đừng ép bản tông chủ phải ra tay. Tả Thiên Đường lạnh lùng nhìn Diệp Phàm. Ngay trước mặt chúng tôi lại muốn ra tay với thằng bé, ông xem chúng tôi như không tồn tại à. Lúc này, Tiêu Thiên Sách nhìn Tả Thiên Đường với vẻ mặt lạnh như băng. Ai dám động đến Tiểu Phàm, kẻ đó phải chết. Tu La cầm huyết kiếm trong tay, vẻ mặt đằng đằng sát khí. Tôi thấy người này hẳn là chưa bị đập bao giờ, chỉ bằng để ông ta biết sự lợi hại của chúng ta đi. Trung Vô Diễm duyên dáng nói. Không hổ là con trai Diệp Thiên Long, ngay cả sư phụ cũng nhiều như vậy, nhưng mà ngoại trừ Tiêu Giao Tử và Cổ Tam Thông, mấy người các ngươi chẳng là cái thá gì, ta khuyên mấy người vẫn nên ngoan ngoãn đứng sang một bên đi. Tả Thiên Đường kiêu ngạo nhìn Trung Vô Diễm và đám người Tiêu Thiên Sách. Ông đây là khinh thường chúng tôi à? Vậy chúng tôi không ra tay cho ông xem thì không được rồi. Long Ngạo híp mắt, bất mãn nói. Phút. Một giây sau, thân thể mập mạp như Phật Di Lặc của Long Ngạo trực tiếp lao về phía Tả Thiên Đường, một tay hóa móng vuốt chộp tới đối phương. Một chảo xé rách không gian, ẩn chứa lực lượng khủng bố như Long Chảo. Tả Thiên Đường đánh ra một chưởng ngăn lại móng vuốt của Long Ngạo. Hai người đánh nhau, vang ra từng tiếng nổ như sấm. Bịch bịch bịch. Dưới đòn tấn công này, thân thể Long Ngạo và Tả Thiên Đường lần lượt lui về phía sau. Phụt phụt phụt. Ngay sau đó, ba người Trung Vô Diễm, Tiêu Thiên Sách, Tu La cùng lúc tấn công Tả Thiên Đường. Tả Thiên Đường vừa bị khiếp sợ bởi thực lực của Long Ngạo, thì đã thấy ba người khác vọt tới, hơn nữa tất cả đều tản ra khí tức cực kỳ khủng bố. Ông ta nhướng mày, trực tiếp bộc phát ra uy áp ngập trời. Lúc này, Tả Thiên Đường bộc phát ra thực lực thánh cảnh, uy áp ngút trời quét ra, trực tiếp hình thành thánh giả chi vực khủng bố. Ầm ầm ầm. Trong lúc nhất thời, ba người Trung Vô Diễm cùng đánh nhau với Tả Thiên Đường, Long Ngạo lại vọt tới. Lúc này, bốn vị sư phụ của Diệp Phàm đang đánh nhau kịch liệt với tông chủ Thiên Tông. Ngay sau đó là tiếng nổ vang trời. Trận chiến bộc phát ra năng lượng ngập trời, quét ra bốn phía xung quanh. Phụt. Rất nhanh, tiếng hộc máu vang lên, một bóng người bay ngược ra ngoài, đập cho mặt đất vỡ nứt. Người này chính là tông chủ Thiên Tông Tả Thiên Đường. Lúc này, Tả Thiên Đường tóc tai bù xù, trên người xuất hiện nhiều vết thương, sắc mặt trắng bệch, khóe miệng rớm máu, dáng vẻ vô cùng nhếch nhác. Tông chủ. Lúc này người của Thiên Tông lập tức thay đổi sắc mặt, vội vàng vọt tới. Hừ, chút thực lực này cũng muốn động đến Tiểu Phàm. Đúng là không biết tự lượng sức mình. Tiêu Thiên Sách lạnh như băng quát. Các người. Tả Thiên Đường được người của Thiên Tông dìu, vẻ mặt ông ta lạnh lẽo,
nhìn chằm chằm vào bốn vị sư phụ Diệp Phàm với ánh mắt căm hận. Cút, không thì chết. Vẻ mặt Tu La đầy sát khí. Hôm nay bản tông chủ sẽ cho các ngươi biết uy lực của thiên tông ta. Tả Thiên Đường lấy ra một viên đan dược ăn vào, thương thế trong cơ thể nhanh chóng khôi phục lại, ông ta vung ra một thanh bảo kiếm sắc lạnh, lạnh lùng quát lớn. Giây sau, Tả Thiên Đường thi triển một môn bí pháp, trong cơ thể bộc phát ra một cỗ khí tức khủng bố, sức mạnh chân khí vô tận như nước lũ vỡ đê quét ra, uy áp ngập trời bao phủ bốn phía, trực tiếp khóa chặt không gian này. Giờ khắc này, đám người Diệp Phàm đều cảm nhận được áp bách khủng bố, dường như tất cả đều trấn áp về phía họ. Thiên kiếm quyết. Tả Thiên Đường mặt lạnh như băng quát lớn, ông ta một tay cầm kiếm, một tay làm ấn quyết, hai bên kết hợp, bộc phát ra kiếm quang cực kỳ khủng bố, đánh về phía bốn người Long Ngạo. Uy lực của đạo kiếm quyết này vô cùng đáng sợ, hơn nữa thanh kiếm trong tay Tả Thiên là một thanh bảo kiếm cực phẩm của Thiên Tông, sức mạnh bất phàm, hai thứ kết hợp, khiến cho công kích đạt tới mức khủng khiếp. Ầm ầm ầm. Khi kiếm quang này đánh ra, trực tiếp hóa thành một thanh kiếm khổng lồ dài đến ngàn trượng, xé rách bầu trời, chém tới phía bốn vị sư phụ của Diệp Phàm. Kiếm chém xuống, tiếng nổ long trời lở đất vang lên. Kiếm quang khủng bố bao phủ lấy bốn người Long Ngạo ở bên trong, dư âm kiếm quang khuếch tán ra, tất cả người xung quanh đều bị đánh bay ra ngoài. Ngay cả thân thể Diệp Phàm cũng bị chấn động lùi về phía sau, ánh mắt lộ ra một tia kinh ngạc. Mà mấy người quốc chủ, Long Chiến Thiên cũng mang vẻ mặt ngưng trọng. Một kích này kéo dài mấy phút, kiếm quang khủng bố kia mới hoàn toàn tản đi. Kiếm quang tản đi, bóng dáng bốn người Long Ngạo, Trung Vô Diễm, Tiêu Thiên Sách, Tu La vẫn đứng đó, không tổn hạ tới cả sợi tóc. Phút, cảnh tượng này khiến Tả Thiên Đường thay đổi sắc mặt, trở nên cực kỳ khó coi. Các người, Tả Thiên Đường nhìn bốn người này đang định nói gì đó thì bọn họ đã vọt tới. Bùm, 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 bùm. Trong phút chốc, tiếng nổ vang từ trong cơ thể bốn người Long Ngạo truyền ra. Trên người bọn họ bộc phát ra khí tức ngập trời, mà khí tức mỗi người bọn họ đều đủ để nghiền ép Tả Thiên Đường. Lúc này Tả Thiên Đường trừng mắt thật to, ông ta không thể tin nổi. Ông ta không ngờ thực lực của bốn người này lại mạnh hơn mình. Sao có thể thế được? Phải biết rằng thực lực của ông ta đã xem như hàng đầu ở Ẩn Thế Thập Tông cũng không có mấy người mạnh hơn ông ta, nhưng hôm nay chớp mắt đã có tới bốn người vượt mặt, hơn nữa ông ta còn không quen thuộc. Điều này làm cho Tả Thiên Đường khó có thể tiếp nhận. Trong nháy mắt, bốn vị sư phụ Diệp Phàm từng người đánh về phía Tả Thiên Đường, vẻ mặt đối phương lập tức thay đổi, điều động toàn lực ngăn cản. Ầm ầm. Ngay sau đó, tiếng nổ như sấm không dứt bên tai. Giờ khắc này, lấy Tả Thiên Đường làm trung tâm, toàn bộ mặt đất quanh trăm mét sụp đổ, không khí hoàn toàn mất đi, khí tức đáng sợ đánh bay tất cả đám người nội các ở bên ngoài, ai nấy đều ngã trên đất rồi phun ra máu. Mà cơ thể Tả Thiên Đường bị bốn người Long Ngạo hợp lực đánh nổ tung, hài cốt cũng không còn. Cứ như vậy, tông chủ Thiên Tông một trong Ẩn Thế Thập Tông đã mất mạng ở đây. Tả Thiên Đường đến chết cũng không ngờ tới mình vốn là tới tìm bảo vật, kết quả lại rơi vào kết cục tới xác cũng không còn. Tin tức này nếu truyền đến thế lực Ẩn Thế, chắc chắn sẽ gây ra một hồi phong ba bão táp. Những người Thiên Tông có mặt cũng sợ ngây người. Cút! Tu La nhìn đám người Thiên Tông quát. Ngay lập tức, đám người Thiên Tông bỏ chạy tứ tán. Bốn vị sư phụ lợi hại. Diệp Phàm vỗ tay nhìn bốn vị sư phụ. Không chịu nổi một kích. Tu La khinh thường nói. Tiểu Phàm, ông ta nói bảo vật là có ý gì? Trung Vô Diễm tò mò nhìn Diệp Phàm. Không biết, cha con cũng không để lại cho con thứ gì. Diệp Phàm lắc đầu, cũng không hiểu ra sao. Có lẽ là năm đó cha con chiếm được bảo vật gì, bị tên kia nhớ thương. Ông ta cho rằng cha con giao lại bảo vật cho con, cho nên mới muốn ra tay. Tiêu Thiên Sách lên tiếng nói. Có thể để tông chủ của một trong Ẩn Thế Thập Tông tự mình ra tay, bảo vật này hẳn không đơn giản. Long Ngạo bĩu môi. Làm sao, ông cũng muốn. Trung Vô Diễm trừng mắt nhìn Long Ngạo. Đâu có, tôi là loại người như vậy sao? Long Ngạo đứng đắn nói. Cộp, cộp, cộp. Ngay sau đó, lại có tiếng bước chân vang lên. Một người đàn ông mặc trường bào thêu họa tiết rồng xuất hiện. Quốc chủ, Long Chiến Thiên nhìn người này, vẻ mặt bọn họ đều thay đổi, Long Ngạo nhìn người này thì ánh mắt lóe lên. Long Phong bái kiến đại hộ pháp. Người đàn ông này đi tới trước mặt Long Ngạo, cung kính nói. Ặc, Diệp Phàm nghe thấy đối phương gọi như vậy thì sửng sốt. Ngươi tới làm gì? Long Ngạo lạnh lùng nhìn người này.
thuộc hạ phụng lệnh tộc trưởng, đến đây mời đại hộ pháp quay trở về tộc. Đối phương khom người nói. Mời ta trở về, ha ha. Long Ngạo khinh thường nói, ta đã sớm đã không còn là người nhà họ Long, về đâu? Tộc trưởng nói, người vĩnh viễn là đại hộ pháp của nhà họ Long, chuyện năm đó. Đủ rồi. Không đợi người này nói xong, Long Ngạo đã lạnh lùng ngắt lời. Trở về nói cho vị kia, Long Ngạo ta đã sớm rời khỏi nhà họ Long, ta và bọn họ không có bất kỳ quan hệ gì, về sau đừng tới làm phiền tới ta nữa. Long Ngạo nhìn chằm chằm người đàn ông với vẻ mặt lạnh lẽo, ông lớn giọng quát, cút. Nghe Long Ngạo ra lệnh, vẻ mặt người đàn ông thay đổi, ánh mắt khó lóe lên, cuối cùng ôm quyền hành lễ với Long Ngạo, sau đó xoay người rời đi. Nhà họ Long. Diệp Phàm nghe được bọn họ nói chuyện, âm thầm suy đoán chẳng lẽ ngũ sư phụ đến từ nhà họ Long này. Về lai lịch của ngũ sư phụ, Diệp Phàm cũng không rõ ràng lắm, ông cũng chưa bao giờ nói. Được rồi, Tiểu Phàm, chúng ta đi thôi. Long Ngạo nhìn Diệp Phàm. Ngay sau đó đoàn người bọn họ rời khỏi nơi này, Long Chiến Thiên nhìn quốc chủ Long Quốc nói, quốc chủ, người thật sự muốn xóa bỏ nội các sao? Dùng một nội các đổi lấy một người có thiên phú yêu nghiệt. Sau lưng lại có hộ quốc thần tướng làm chỗ dựa, đáng giá. Ánh mắt quốc chủ lóe lên. Quốc chủ Long Quốc ban hành ý chỉ, tuyên bố bởi vì mấy vị trưởng lão nội các mưu toan lay động căn cơ Long Quốc, vậy nên xóa bỏ nội các, đồng thời xử lý tất cả các trưởng lão của nội các. Tin tức này vừa ra, toàn bộ Long Quốc đều vì vậy chấn động, dù sao nội các chính là tổ chức mạnh nhất dưới quốc chủ, hôm nay nói xóa liền xóa, không khỏi khiến cho người ta cảm thấy khiếp sợ. Đương nhiên đối với những người quyền quý đế đô, hào môn thế gia mà nói, bọn họ rất nhanh đã biết được nguyên nhân cái chết thật sự của mấy vị trưởng lão nội các kia. Khi bọn biết được một mình Diệp Phàm đã giết cả 9 trưởng lão, tất cả đều bị dọa sợ. 9 đại trưởng lão nội các, đó chính là sự tồn tại dưới một người trên vạn người ở Long Quốc, vậy mà bây giờ lại chết trong tay Diệp Phàm, sao mà không khiếp sợ cho được. Quan trọng nhất là Diệp Phàm diệt nội các, không chỉ không bị quốc chủ trừng phạt. Ngược lại quốc chủ còn vì vậy mà xóa bỏ đi nội các, chuyện này đang khiến cho bọn họ ngạc nhiên hơn. Tiêu diệt nội các còn có thể toàn thân trở ra, chưa từng có ai được như Diệp Phàm. Đương nhiên, điều này cũng đã phản ánh rõ địa vị hiện tại của Diệp Phàm ở Long Quốc. Ngay cả trưởng lão nội các nói giết là giết, ở Long Quốc này, còn có ai dám đắc tội hắn. Trong lúc nhất thời, Diệp Phàm trở thành người cấm kỵ không thể trêu chọc tới trong mắt những thế lực quyền quý ở đế đô. Trong cục giám sát tỳ vụ trưởng viên thiên giám chơi trong tay hai viên viên châu, khóe miệng lộ ra một vòng cười lạnh, hủy bỏ nội các. Sở trưởng sở giám sát, viên thiên châu chơi đùa hai viên châu trong tay, khóe miệng nở nụ cười lạnh, xóa bỏ nội các. Xem ra tên tiểu tử kia đã làm được một chuyện tốt. Lên kế hoạch bao nhiêu năm, cuối cùng cũng tới được tới ngày này. Ánh mắt viên thiên châu không ngừng lóe lên. Bên kia... Sau khi Diệp Phàm và 4 vị sư phụ rời khỏi nội các, liền trở về Thiên Hải. Thiên Hải, khu biệt thự Tử Kinh. Đường Sở Sở nhìn Diệp Phàm trở về, trong lòng thở phào nhẹ nhõm, cô vội vàng tiến lên nói, anh Tiểu Phàm, cuối cùng anh cũng về rồi. Sở Sở, lúc trước cha mẹ em bị bắt đi, các sư phụ của anh đã cứu bọn họ đưa về nhà họ Đường, em không cần lo lắng. Diệp Phàm nhìn Đường Sở Sở nói, cảm ơn các vị sư phụ. Đường Sở Sở cảm tạ mấy vị sư phụ của Diệp Phàm. Con bé này, còn khách khí với chúng ta làm gì? Ta chờ uống rượu mừng của các con. Long Ngạo cười nói. Đường Sở Sở đỏ mặt đầy ngượng ngùng. Đúng rồi sư phụ, tam sư phụ đâu? Lúc này, Diệp Phàm nghĩ đến cái gì đó, hắn quay sang nhìn 4 vị sư phụ hỏi. Đúng vậy, Tiêu Giao Tử kia đâu, sao không thấy ông ta xuất hiện? Long Ngạo bĩu môi, lẩm bẩm nói. Lúc trước ông ấy trở về quỷ cốc, sau đó không còn tin tức gì nữa. Trung Vô Diễm lên tiếng. Chẳng lẽ nội các cũng ra tay với tam sư phụ? Vẻ mặt Diệp Phàm thay đổi, lo lắng nói. Yên tâm, chỉ bằng đám người nội các kia, ngay cả chúng ta cũng không bắt được thì nói gì là Tiêu Giao Tử. Long Ngạo không cho là đúng. Không được, còn phải đi quỷ cốc xem một chút. Diệp Phàm trầm giọng nói. Sau đó, Diệp Phàm chạy tới quỷ cốc. 4 vị sư phụ cũng đi cùng hắn. Khi Diệp Phàm và 4 vị sư phụ đi vào trong quỷ cốc, vẻ mặt bọn họ lập tức thay đổi. Giờ phút này, trong quỷ cốc tràn ngập xác chết, mọi thứ hỗn loạn, toàn bộ thung lũng đều bị tàn phá, giống như đã trải qua một trận chiến lớn. Diệp Phàm nhìn thấy cảnh này, sắc mặt thay đổi,
trong lòng run lên, vội vàng lao tới. Lúc này sắc mặt Diệp Phàm cực kỳ khó coi, hắn nhìn thi thể của đệ tử quỷ cốc trải đầy trên mặt đất, trong lòng tràn ngập phẫn nộ vô tận. Lúc này bốn người Tu La, Long Ngạo, Tiêu Thiên Sách và Trung Vô Diễm nhìn thấy cảnh tượng như vậy, sắc mặt họ cũng rất khó coi. Chuyện gì đã xảy ra vậy? Tại sao lại như vậy? Trung Vô Diễm cau mày nói. Tam sư phụ! Tam sư phụ! Tam sư phụ! Diệp Phàm không ngừng kêu to trong quỷ cốc để tìm kiếm tung tích của Tam sư phụ. Thiếu chủ! Lúc này, một tiếng hét truyền đến từ trong quỷ cốc. Diệp Phàm nhìn quanh, nhìn thấy một nhóm người đi ra từ trong một hang động ở quỷ cốc, họ là mấy trưởng lão của quỷ cốc tám bộ và gần 1.000 đệ tử quỷ cốc, nhưng lúc này bọn họ đều bị thương rất nặng. Xoẹt! Diệp Phàm lập tức chạy tới, nhìn về phía thiên cơ trưởng lão dẫn đầu, nói, thiên cơ trưởng lão, rốt cuộc trong quỷ cốc này đã xảy ra chuyện gì vậy? Tam sư phụ của tôi đâu? 2 ngày trước, Phong Vô Ngân mang theo rất nhiều cường giả tới quỷ cốc, công kích quỷ cốc chúng ta. Thiên cơ trưởng lão trầm giọng nói. Phong Vô Ngân, lại là tên này. Trong mắt Diệp Phàm hiện lên sát ý lạnh lùng, hắn lạnh lùng quát, sau đó thì sao? Sau đó, cốc chủ đã dẫn chúng tôi giao chiến với bọn họ, tuy nhiên, những người mà Phong Vô Ngân mang đến lần này vô cùng mạnh mẽ, thậm chí có một số người trong số họ hợp lực lại, ngay cả quỷ cốc cũng khó để có thể chiếm được ngay lập tức. Cuối cùng, 3.000 đệ tử quỷ cốc đã bị tổn thất 2/3, chỉ còn lại chúng tôi, cốc chủ lệnh cho chúng tôi trở về mật thất của quỷ cốc, ông ấy một mình ngăn cản đám người Phong Vô Ngân. Thiên cơ trưởng lão kể lại chi tiết. Vậy thì sau đó tam sư phụ của tôi như thế nào? Diệp Phàm lo lắng nói. Sau đó, chúng tôi ở trong mật thất gần như cả ngày, không thấy bên ngoài có động tĩnh gì, liền đi ra, mới phát hiện cốc chủ và bọn người Phong Vô Ngân đều đã biến mất, không thấy tung tích. 2 ngày nay chúng tôi vẫn luôn chữa thương, muốn liên lạc với thiếu chủ, nhưng cũng không liên lạc được. Xích Phiêm trưởng lão của đan bộ nhìn Diệp Phàm và nói. Xoẹt xoẹt xoẹt. Sắc mặt Diệp Phàm không ngừng thay đổi, trong mắt hiện lên sát ý lạnh lùng. Giờ khắc này, hắn lại càng hận chính mình trước kia không diệt trừ một tên tai họa như Phong Vô Ngân, mới mang đến cho quỷ cốc phiền toái lớn như vậy. Tiểu Phàm, con đừng lo lắng, tam sư phụ của con có thực lực mạnh mẽ như vậy, ông ấy sẽ không sao đâu. Tiêu Thiên Sách an ủi Diệp Phàm. Lão già Tiêu Giao Tử kia rất thông minh, không ai có thể làm ông ta bị thương được đâu. Long Ngạo cong môi, hừ một tiếng. Tiểu Phàm, hiện tại ta sẽ điều động lực lượng của Bách Hoa Lâu để tìm tam sư phụ của con, tin rằng sẽ sớm có tin tức của ông ấy. Trung Vô Diễm nhìn Diệp Phàm nói. Ừm, tam sư phụ sẽ ổn thôi. Diệp Phàm gật đầu, nhìn về phía Trung Vô Diễm, thất sư phụ, chúng ta không chỉ phải tìm được tam sư phụ, còn có tên Phong Vô Ngân kia, chúng ta cũng phải tìm được hắn, con sẽ tự tay giết chết hắn. Yên tâm đi, Trung Vô Diễm gật đầu. Cường giả mà ngay cả lão già Tiêu Giao Tử kia cũng không thể đánh bại ngay lập tức, chẳng lẽ đến từ nơi đó sao? Lúc này, ánh mắt Long Ngạo lóe lên, nói. Ý ông là Côn Luân. Trung Vô Diễm và Tiêu Thiên Sách nhìn Long Ngạo và nói một cách ngạc nhiên. Côn Luân, nơi đó là nơi nào? Diệp Phàm nhìn các vị sư phụ với vẻ mặt khó hiểu. Nơi đó là một nơi còn mạnh hơn các thế lực ẩn thế. Hiện tại con biết cũng không thích hợp, yên tâm đi. Cho dù bọn họ đến từ chỗ đó, thì Tiêu Giao Tử cũng sẽ không sao. Long Ngạo tự tin nói. Mà Diệp Phàm cũng rất có lòng tin vào thực lực của tam sư phụ của mình, dù sao tam sư phụ của hắn không chỉ lợi hại về tu vi võ đạo, mà còn tinh thông các loại thần thông, muốn đối phó với ông ấy khó hơn nhiều so với những người cùng cảnh giới khác. Tiếp theo, Diệp Phàm lần lượt chữa trị cho các đệ tử bị thương của quỷ cốc, đồng thời chôn cất những đệ tử hy sinh của quỷ cốc. Các người yên tâm. Diệp Phàm tôi nhất định sẽ báo thù cho các người, đích thân giết chết Phong Vô Ngân. Trên ngọn núi phía sau quỷ cốc, sau một ngày dài bận rộn, có rất nhiều bia mộ được dựng lên ở đây, tất cả đều là đệ tử quỷ cốc đã hy sinh. Diệp Phàm đứng trước những bia mộ này, sắc mặt kiên định nói, đồng thời hắn còn cúi đầu 3 lần trước những đệ tử đã hy sinh này để tỏ lòng thành kính. Sau đó, Diệp Phàm trò chuyện một lúc với mấy trưởng lão quỷ cốc rồi rời khỏi quỷ cốc. Có vẻ như đã đến lúc sử dụng nhóm người mà chúng ta đã đào tạo. Trong quỷ cốc, thiên cơ trưởng lão trầm giọng nói. Ông muốn sử dụng nhóm người đó sao? Các trưởng lão quỷ cốc khác ngạc nhiên nhìn thiên cơ trưởng lão. Hiện tại quỷ cốc gặp nạn, cốc chủ mất tích, cũng là lúc bọn họ nên xuất hiện, hơn nữa thiếu chủ cũng cần bọn họ giúp đỡ. Thiên cơ trưởng lão nói với giọng trầm,
trong mắt có ánh sáng sâu thẳm. Về phần Diệp Phàm, hắn trực tiếp trở về Thiên Hải. Nhưng lúc này, bên ngoài biệt thự, có một nhóm phụ nữ mặc áo bào dài màu trắng, ăn mặc như đạo cô xuất hiện. Thân thể huyền âm, cô không cần sợ hãi, chúng tôi sẽ không hại cô. Một người phụ nữ khoảng 50 tuổi trong nhóm nhìn Đường Sở Sở và nói. Lần trước các người đã tới đây, lần này các người còn muốn làm gì nữa? Đường Sở Sở nhìn đám người này, lạnh lùng nói. Nhóm người này ăn mặc giống hệt với nhóm người của bà lão muốn bắt cô đi lần trước, rõ ràng là những người trong cùng một thế lực. Chuyện xảy ra lần trước chỉ là hiểu lầm, là do chúng tôi không nói rõ với cô, chúng tôi đến từ Từ Hàng Tĩnh Trai, một thế lực ẩn thế thiên cấp ở Long Quốc. Người phụ nữ nhìn Đường Sở Sở rồi nói. Từ Hàng Tĩnh Trai. Ánh mắt Đường Sở Sở lóe lên. Đúng vậy, trai chủ của chúng tôi biết được cô là thân thể huyền âm, muốn thu cô làm đệ tử, cho nên đặc biệt yêu cầu chúng tôi đến mang cô về Từ Hàng Tĩnh Trai, chúng tôi không có ý muốn làm tổn thương cô. Người phụ nữ nói. Tôi không muốn đi Từ Hàng Tĩnh Trai gì cả, các người đi đi. Đường Sở Sở trực tiếp nói. Người phụ nữ kia nói tiếp, Từ Hàng Tĩnh Trai của chúng tôi là một trong 10 tông môn đứng đầu trong số các thế lực ẩn thế thiên cấp, có căn cơ sâu xa, mà trai chủ của chúng tôi cũng là một cường giả đứng đầu đã tiến vào cấp thánh. Nếu có thể trở thành đệ tử của trai chủ chúng tôi, với sự dạy dỗ của trai chủ chúng tôi và thân thể huyền âm mà cô sở hữu, không bao lâu nữa cô sẽ trở thành một thiên tài võ đạo hàng đầu. Cô xác định không muốn có cơ hội tốt như vậy sao? Người phụ nữ của tôi không cần ai khác dạy dỗ. Đường Sở Sở còn chưa kịp nói chuyện, giọng nói lạnh lùng của Diệp Phàm trực tiếp vang lên, hắn đi tới với vẻ mặt lạnh lùng. Anh Tiểu Phàm. Đường Sở Sở trực tiếp xông tới chỗ Diệp Phàm, hắn ôm lấy eo cô, nhìn người phụ nữ kia, lạnh lùng nói, mang người của bà cút khỏi nơi này, đừng quấy rầy bà xã của tôi. Xoẹt. Người phụ nữ này nhìn Diệp Phàm, cau mày nói. Cậu cũng biết thân thể huyền âm quý giá cỡ nào, cô ấy có thể chất mạnh mẽ như vậy, nếu không bồi dưỡng tốt thì thật là lãng phí của trời, nếu cậu thật sự muốn tốt cho cô ấy thì nên để cô ấy quay về với chúng tôi. Bà nghe không hiểu tiếng người phải không? Vẻ mặt Diệp Phàm lạnh lùng nhìn người phụ nữ này, nói, cút đi. To gan, sao cậu dám nói chuyện với trưởng lão của chúng tôi như vậy? Một đệ tử của Từ Hàng Tĩnh Trai chỉ vào Diệp Phàm với vẻ mặt bất mãn. Bùm! Đột nhiên, một bóng người lao tới, trực tiếp đánh bay đệ tử của Từ Hàng Tĩnh Trai này. Sau khi ra tay, người này hừ lạnh một tiếng, không tôn trọng chủ nhân, nên bị đánh. Nhị hổ. Diệp Phàm nhìn người đàn ông này, kinh ngạc nói. Bóng người đột nhiên xuất hiện chính là nhị hổ, đại hổ ở đằng sau cũng bước tới. Hiện tại, đại hổ và nhị hổ đã thay đổi rất nhiều so với trước đây. Da của đại hổ và nhị hổ sáng lên một màu đồng cổ. Cơ bắp cũng khỏe khoắn hơn, đặc biệt là khí thế của họ tràn đầy sức mạnh áp bức so với trước đây, giống như hai con hổ khổng lồ hung dữ thực sự. Thực lực của hai anh em bọn họ lúc này càng sâu không lường được, ngay cả Diệp Phàm cũng không thể nhìn ra thực lực của bọn họ. Có thể khiến cho cả Diệp Phàm cũng không nhìn ra được, điều này chứng tỏ thực lực của đại hổ, nhị hổ đã tiến bộ đến mức nào. Các người là ai? Sắc mặt người phụ nữ tối sầm lại khi nhìn thấy nhị hổ ra tay, vẻ mặt lạnh lùng nói. Cút! Nhị hổ không chút khách khí hét lên. Đám người trẻ tuổi như các người quá kiêu ngạo tự phụ, hôm nay tôi sẽ dạy dỗ các người cách làm người cho tốt. Người phụ nữ này hét lên đầy lạnh lùng, lao thẳng về phía nhị hổ và tấn công anh ta. Bùm! Nhị hổ còn chưa kịp hành động thì đại hổ đã lao tới, đấm ra một quyền, trực tiếp đối đầu với đòn tấn công của người phụ nữ này. Mà thực lực của người phụ nữ này đã đạt tới cấp độ nửa bước tôn cảnh. Chỉ còn nửa bước nữa là có thể trở thành tôn giả. Theo lý thuyết thông thường, với sức mạnh nửa bước tôn cảnh của bà ta, tuyệt đối bất khả chiến bại ở thế tục này và căn bản không có đối thủ. Nhưng khi đòn tấn công của bà ta chạm vào nắm đấm của đại hổ, vẻ mặt bà ta thay đổi đáng kể. Bịch một tiếng, người phụ nữ này còn chưa kịp phản ứng, toàn thân đã bay ra ngoài, đập mạnh xuống đất, nôn ra máu, cánh tay bị gãy. Lúc này, những người đến từ Từ Hàng Tĩnh Trai kia đều sửng sốt. Bọn họ đều mở to mắt, lộ ra vẻ mặt không thể tin được. Diệp Phàm cũng kinh ngạc nhìn đại hổ, trước đó hai anh em đại hổ còn chưa đạt tới vương cảnh, nhưng bây giờ lại có thể dùng một quyền hạ gục cao thủ nửa bước tôn cảnh, thực lực này tăng lên thực sự rất nhanh. Mà từ một quyền vừa rồi của đại hổ, Diệp Phàm có thể cảm nhận được anh ta còn chưa dùng hết sức lực, trong cơ thể anh ta vẫn còn có một lực lượng rất mạnh.
thực lực của hai anh em đại hổ và nhị hổ ít nhất cũng đã đạt đến tôn cảnh. Cậu, vị trưởng lão của Từ Hàng Tĩnh trai kia nằm trên mặt đất với khuôn mặt tái nhợt, trong mắt đầy kinh ngạc khi nhìn đại hổ. Nếu các người còn không muốn cút đi, vậy thì đừng đi nữa. Lúc này, sắc mặt Diệp Phàm lạnh lùng hét lên. Xoẹt xoẹt xoẹt. Diệp Phàm vừa nói ra, sắc mặt các đệ tử của Từ Hàng Tĩnh trai trông rất khó coi. Trưởng lão, chúng ta về trước đi. Một đệ tử của Từ Hàng Tĩnh trai đi đến chỗ vị trưởng lão kia và đỡ bà ta dậy. Vị trưởng lão này liếc nhìn Đường Sở Sở rồi cùng người của Từ Hàng Tĩnh trai rời đi với vẻ mặt không cam lòng. Chủ nhân, đại hổ và nhị hổ đi tới chỗ Diệp Phàm và kêu lên. Hai người các người thật sự rất lợi hại, sao đột nhiên lại trở nên mạnh như vậy? Diệp Phàm kinh ngạc nhìn đại hổ và nhị hổ rồi kêu lên. Audio điện tử Võ Tấn Bền. Hết tập 20.